Ảo ảnh tỷ ấn màu đỏ máu hầu như không có chút ảnh hưởng nào, vẫn cứ đè xuống. Lão giả giáp đồn tộc thấy cảnh này sắc mặt đại biến, đột nhiên tay không lưỡng lự bấm pháp quyết, truyền toàn bộ pháp lực to lớn từ trong cơ thể xuống cỗ xe dưới chân. Lập tức bên ngoài cỗ xe xương trắng chợt hiện mấy vòng cung bạc, hơi mơ hồ một chút, sau khi xoay một vòng thì hóa thành ngũ chảo cốt long được từng tia sét vây quanh, nó ngẩng đầu gầm lên một tiếng giận dữ, muốn từ chỗ đó thuấn di theo đường cũ bỏ chạy. Mã lương phía xa thấy vậy lại hừ một tiếng, một tay bấm pháp quyết một tay khác bỗng nhiên điểm một cái về phía tỷ ấn màu đỏ máu kia ảo ảnh tỷ ấn lập tức vụt đến phía ngoài tỷ ấn đột nhiên chớp lên một mảnh phù văn màu máu rồi tan biến đi cùng lúc đó xung quanh chỗ cốt long bỗng dưng truyền đến vài tiếng phanh phanh mấy cái xúc tu màu đỏ tươi bỗng dưng từ hư không bắn ra lập tức trói chặt thân nó mặc cho sấm sét xung trời ngoài thân cốt long hay là nó liều mạng dương nanh múa vuốt đều không có cách nào thoát khỏi những xúc tu này Lão giả giáp đồn tộc đứng trên đầu của cốt long rét lạnh trong lòng, nhưng lập tức quát khẽ một tiếng rồi hé miệng ra, vài đoàn tinh huyết bay ra, thoáng cái hóa thành đám xương máu bay đến thân thể cốt long. Ngay lập tức, một tiếng rồng ngâm từ không trung chỗ cốt long truyền ra, thân hình đang được bao bọc bởi vô số tia sét điên cuồng lớn lên, trong khoảng khắc lắc đầu vẫy đuôi hóa lớn thành hơn nghìn trượng, muốn dùng hình thể khổng lồ mạnh mẽ dẫy ra khỏi những xúc tu màu đỏ máu trên người. Nhưng lại xuất hiện sự việc khiến trong lòng lão giả trầm xuống. Vài chục cái xúc tu màu đỏ máu lại thuận theo hình dáng hóa lớn của cốt long cũng điên cuồng lớn lên, chúng như giỏi bám xương chứ bám giết lấy thân thể cốt long, cuối cùng lóe lên một cái hóa thành một sông máu cuồn cuộn, triệt để vây khốn cốt long ở trong đó. Sắc mặt lão giả giáp đồn tộc lúc này cực kỳ khó coi, thần niệm hơi quét qua không trung phía tỷ ấn lại thấy ẩn chứa lực lượng pháp tắc rất mạnh mẽ, trên mặt không tự chủ được xuất hiện vẻ sợ hãi. Tốt tốt, xem ra lão phu không ở lại cũng không được, vậy để lão phu lĩnh giáo qua một chút bí thuật tiên giới của các hạ đi. Lão giả giáp đồn tộc trong lòng bất chấp, cắn răng vỗ đầu một cái, thiên linh cái chớp lên thì tự động mở ra. Một cô âm thanh phản âm từ trong đầu truyền ra, một tiểu nhân có khuôn mặt giống hệt lão giả từ đó bay ra. Tiểu nhân này cùng với bản thể của lão giả lại khác nhau, trên người mặc một kiện áo giáp vàng rực, một tay cầm một cây trường thương đỏ thấm, một tay khác nắm chặt một cái chuông nhỏ bằng xương trắng, ở sau đầu bất ngờ lại có một mặt quỷ dữ tợn dị thường. Mà khoảng khắc tiểu nhân vừa bay ra lập tức thân hình uốn éo, sau khi mơ hồ một cái thì biến hóa ra 10 cái ảo ảnh tiểu nhân giống nhau như đúc. Những ảo ảnh này tươi cười đồng thời đưa trường thương đỏ thẫm trong tay giơ lên trời, tức thì vài chục luồng lửa đỏ rực cuồn cuộn tuôn ra, cùng ngưng tụ một lúc rồi hóa thành vài chục cái đầu rắn lửa khổng lồ. Tất cả đầu của chúng cùng ngẩng lên hí vang một tiếng rồi nhào về phía không trung nơi có ảo ảnh tỷ ấn cực lớn kia. Đồng thời những ảo ảnh tiểu nhân này ném những cái chuông nhỏ bằng xương trắng ra, chúng đón gió rồi phình ra hóa lớn thành gần một trượng rồi hơi lay động một chút, trên không trung lập tức vang lên tiếng chuông đương đương thanh thúy. Có chút ý tứ, không ngờ lại có kẻ ở phong nguyên đại lục định tiên hạ thủ vi cường, muốn triệu tập số lượng lớn cường giả để đối phó ta. khách liên thương minh, ở huyết thiên đại lục khi trước có một gã cường giả bị ta chém giết, luyện hóa tinh hồn, hóa ra là người của thương minh này. Chúng đã liều lĩnh như thế thì để bổn tiên trực tiếp tới cửa đi, trước tiên cứ giết hết bọn chúng đã. Năm ngón tay mã lương thả lỏng, một khối vật chết có vẻ như là thi thể của lão giả giáp đồn tộc từ trên cao rơi xuống, đồng thời miệng hắn cười lạnh nói. Hách liên thương minh, thực lực thương minh này đúng là không kém, thậm chí tính toàn bộ lực lượng thì không hề kém giác si tộc chút nào, chủ nhân nên cẩn thận một chút. Dương Lộc ở bên cạnh cung kính nói, trông thấy vị chân tiên này gần như không phí chút sức lực nào đã thu thập được một gã thực lực không hề kém mình, vị chân linh này cũng không dám có chút tâm tư nào khác. Thương minh này thực lực càng mạnh thì càng thích hợp cho mục tiêu giết gà dọa khỉ, nếu không chờ bọn chúng triệu tập được cường giả ở đại lục này lại, tuy ta không sợ nhưng cũng không muốn vì thế mà chậm trễ việc chính. Tuy nhiên để làm việc này, trước tiên cần phải dùng bí thuật thăm dò một chút đã, ta phải xem xét xem mục tiêu của ta có thực sự ở trên đại lục này không. Mã lương thoáng trầm ngâm một chút, sau đó thủng thỉnh nói. chương 2407, Nguy cơ của Thương Minh Chủ nhân cứ việc thi pháp, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt việc hộ pháp cho ngài. Dương Lộc không cần suy nghĩ nói, tốt, Vậy thì tìm một nơi phía trước để ta làm việc này đã." Mã Lương nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói. "Vậy nên hai người cùng nhau bay thẳng đến dãy núi khổng lồ ở phía trước." Sau mấy canh giờ, trên đỉnh của một ngọn núi cực lớn bên trong trung tâm dãy núi, thanh niên áo đen đang nhắm nghiền hai mắt xếp bằng dưới đất, phía trước người có một viên tinh cầu hai màu trắng đen đang chuyển động quay tròn không ngừng, một cái mặt quỷ đỏ như máu theo đó từ từ hiện ra. Một ngón tay của Mã Lương khẽ điểm nhẹ lên tinh cầu, lập tức làm cho mặt quỷ hiện lên vẻ dữ tợn bỗng chốc hai con mắt gắt gao nhìn về một hướng nào đó, cũng ngay sau đó phun ra một quang cầu mờ mịt màu đỏ như máu. Quang cầu này khẽ chấp động một cái rồi lập tức chui thẳng vào giữa hai lông mi mã lương. Hừ, quả nhiên là hai tên gia hỏa kia đã chạy đến đại lục này. Ô, nhìn phương hướng của bọn chúng hình như cũng cực kỳ gần hách liên thương minh kia, chẳng lẽ bọn chúng lại trốn vào trong đó. Mã lương mở to hai mắt, trên mặt hiện ra một chút ngoài ý muốn. Nếu như người của thương minh kia muốn mưu đồ quấy rối chủ nhân, chính xác là hoàn toàn có khả năng che chở cho hai tên tiểu bối đã bất kính với ngài kia dương lộc đang đứng ở một bên hai mắt khẽ đảo vội vàng nói nếu là như vậy cũng tốt vừa vặn có thể giải quyết tất cả bọn chúng cùng một chỗ mã lương cười lạnh một tiếng sau đó lại há miệng ra một tiếng phốc vang lên tinh cầu cùng với mặt quỷ hóa thành một đoàn tinh khí hai màu đen trắng bị hút vào trong bụng hắn sau đó thần sắc hắn bỗng ngưng tụ lại giơ một tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu lập tức một đoàn ánh sáng vàng kim lóe lên bay lượn lờ một tiểu nhân có vòng sáng năm màu bảo vệ xung quanh theo đó lăng không hiện ra khuôn mặt tiểu nhân này cũng với mã lương hoàn toàn giống hệt nhau nhưng cơ thể phát sáng óng ánh long lanh giống hệt như lưu ly vậy cánh tay nhỏ nhắn của tiểu nhân vỗ nhẹ vào hư không lập tức một cái phủ lục màu vàng kim từ trong cơ thể nó bay thẳng ra sau đó lượn vòng trong không gian thân sắc của tiểu nhân lưu ly trở nên nghiêm nghị sau khi hai tay bấm niệm pháp quyết mười ngón tay luân phiên nhau kích bắn tới tấm phủ lục màu vàng kim phù lục này vang lên những tiếng ông ông một hư ảnh màu xám trắng từ trong đó hiện ra khuôn mặt của hư ảnh này là một thanh niên trông tuấn mỹ phi thường nhưng mà hai mắt lại vô thần chỉ lặng lặng lơ lửng giữa không trung như vậy hơn nữa trong cơ thể mơ hồ lại có quang mang hai màu đen trắng tương liên cùng tấm phủ lục tật tiểu nhân lưu ly li khẽ quát một tiếng lời pháp quyết vừa chấm dứt ánh sáng năm màu bên ngoài thân bỗng nhiên lưu chuyển điên cuồng bất định hư ảnh thanh niên tuấn mỹ sau khi mơ hồ một cái hai mắt bỗng nhiên trở nên có thần bay thẳng về một hướng nhưng mới chỉ bay ra xa được có hơn trăm trượng đã bị quang mang hai màu đen trắng hung hăng kéo ngược trở lại hặc hặc rốt cuộc thì mục tiêu của lần hạ giới này cũng đã tìm được rồi xem ra không cần đến bao nhiêu thời gian nữa là có thể đơn giản quay trở về tiên giới vẻ mặt của tiểu nhân lưu ly không nén nổi vui mừng nhịn không nổi cười ha hả tiếp theo pháp quyết trong tay tiểu nhân bỗng biến đổi thân hình tiểu nhân cùng với phù lục màu kim sắc và hư ảnh nam tử tuấn mỹ kia, tất cả đều lóe lên rồi biến mất không còn bóng dáng. Bản thể Mã Lương ở phía dưới lập tức tràn đầy hưng phấn mở to hai mắt, có thể thoải mái mượn một tia thần hồn để cảm ứng vị trí của mục tiêu, điều này thực sự là việc vượt qua ngoài dự kiến của hắn. Chúc mừng chủ nhân, trước hết bây giờ chúng ta đi tìm mục tiêu của chủ nhân hay là đi đến Hách Liên Thương Minh kia trước? Vẻ mặt Dương Lộc cũng trở nên tươi cười nói: đã biết rõ vị trí của mục tiêu này rồi vậy thì cũng không cần phải lo lắng việc hắn sẽ chạy trốn. Có lẽ là trước hết cứ đến hách liên thương minh giải quyết đám gia hỏa dám đối đầu này cho ta, dù sao cũng không biết là sẽ tốn bao nhiêu thời gian cho việc này. Vạn linh huyết tỷ của ta cũng vẫn còn thiếu mấy trận huyết thế lớn nữa mới có thể chính thức. Hoàn thành tế luyện được, Mã Lương suy nghĩ một chút, trên mặt hiện lên nét dữ tợn nói. Dương Lộc nghe vậy, tự nhiên cũng không có ý kiến gì phản đối vậy nên hai người cùng nhau thi triển độn quang bay thẳng về một hướng nào đó. Mà tại thời điểm Mã Lương vận dụng tấm phù lục màu vàng kim kia để cảm ứng mục tiêu, trong cấm địa linh thiêng của linh tộc, bên dưới một tòa băng phong lớn hơn nghìn trượng bên ngoài tỏa ra ánh sáng màu lam nhè nhẹ, một gã thanh niên tuấn mỹ bị rất nhiều sợi dây xích bùa chú trói chặt, hai mắt đang nhắm nghiền lâm vào tình trạng hôn mê. Đột nhiên, từ giữa hai đầu lông mày hắn lóe lên một chùm linh văn màu vàng kim, mí mắt đang nhắm chặt cũng khe khẽ động đậy. Phanh một tiếng, Hư không trước mặt thanh niên Tuấn Mỹ chấn động, một thân hình tiểu nhân cao hơn một xích mặc áo bảo trắng lóe lên hiện ra trên đỉnh băng phong, mặt mũi tràn đầy khẩn trương quay đầu nhìn khắp mọi hướng xung quanh, cuối cùng ánh mắt lóe lên rơi thẳng vào vào khuôn mặt của thanh niên Tuấn Mỹ. Sau một lúc lâu, tiểu nhân mặc áo bảo trắng vẫn không có phát hiện ra điều gì dị thường, nhưng vẻ kinh nghi trên mặt vẫn không giảm sút, ngược lại sau khi suy nghĩ một chút, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm nhẩm mấp máy vài câu. Kết quả chỉ sau một lát, một đạo độn quang trắng hồng từ xa bay đến, sau khi chấp lên một cái, một lão giả mặc áo bào trắng có dung mạo giống hệt tiểu nhân lặng lẽ xuất hiện trước băng phong. Có chuyện gì xảy ra mà phải gọi ta tới đây? Lão giả mặc áo bào trắng thần sắc ngưng trọng quay sang hỏi tiểu nhân. Vừa xong hình như là có xuất hiện một chút không bình thường, nhưng ta kiểm tra phụ cận xung quanh cấm chế lại không phát hiện được ra điều gì, người ở bên ngoài có thấy việc gì không? Tiểu nhân nghiêm mặt nói, bên ngoài không có chuyện gì xảy ra cả. Ta một mực canh giữ ở lối vào, nếu có cái gì không đúng thì ta không thể không cảm ứng được. Lão giả mặc áo bào trắng có chút ngoài ý muốn trả lời. Nếu như hết thảy đều vô sự thì dị động vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là hắn đã bị chúng ta triệt để phong ấn chặt chẽ rồi, kể cả thần niệm của hắn cũng khó có khả năng sử dụng. Tiểu nhân lại cau mày hỏi, nếu mà đúng như vậy thì thật sự là có chút cổ quái. Lão giả mặc áo bào trắng cũng không dám có chút khinh thường, vẻ mặt có chút trầm ngâm ngoại giới gần đây nhất có chuyện lớn gì phát sinh không sau khi ánh mắt tiểu nhân chấp động vài cái bỗng nhiên hỏi một câu chuyện lớn không có từ sau khi ma tộc bị đánh lui ngoại trừ khu vực phụ cận thế lực nhân tộc có chút tăng trưởng còn tất cả các mặt khác đều vẫn như bình thường lão giả mặc áo bào trắng vân vê tròm dâu trả lời một cách cực kỳ khẳng định mặc dù vị linh vương này thực lực phi phàm nhưng mà lại cực kỳ ít xuất hiện tại linh giới hách liên thương minh không biết thực lực chân chính của hắn như thế nào Tất nhiên là không có xếp hắn vào danh sách liên thủ, lại càng không báo sự việc tiên nhân xuất hiện cho hắn. Vậy cũng có thể là ta đã đa tâm, ta sẽ kiểm tra lại cấm chế thêm một lần. Nếu quả thực là không có chuyện gì xảy ra thì chắc chỉ là hiểu nhầm. Thần sắc tiểu nhân buông lỏng hơn một chút, khẽ thở ra một hơi nói: Tốt, vì cẩn thận để đạt được mục đích, gần đây ta sẽ gia tăng gấp đôi thủ vệ bảo vệ bên ngoài để phòng ngừa vạn nhất. Sau khi lão giả áo trắng suy nghĩ một chút, cũng trả lời một câu như vậy. Tiểu nhân nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình nổ tung phanh một tiếng, hóa thành từng điểm bạch quang biến mất trong hư không bên cạnh băng phong. Mà sau khi lão giả mặc áo bào trắng đứng tại chỗ suy nghĩ âm tình bất định một chút, cảm thấy thật sự không có thiếu sót gì mới lắc đầu, hóa thành một đạo độn quang trắng hồng phá không bay đi. Cái gì, nghi ngờ rằng huyết tế hung ma kia đã đến phong nguyên đại lúc rồi ư, lại còn chạy thẳng đến bổn minh, cách nơi này chỉ có khoảng nửa tháng lộ trình nữa thôi hả? trong đại sảnh hách liên thương minh minh tôn ngồi ngay ngắn trên ghế sắc mặt thoáng cái trở nên đại biến nói với một gã trung niên đang ở trước mặt không chỉ có như vậy đệ nhất thái thượng trưởng lão của giáp đồn tộc cũng đã bị hắn giết chết rồi sau khi chúng ta xác nhận được tin tức này cùng với diện mạo bên ngoài của đối phương mới dám khẳng định đối phương chính là huyết tế hung ma kia nam tử khom người nghiêm nghị trả lời lãnh địa giáp đồn tộc cách nơi này của chúng ta cũng không xa tại sao đến bây giờ các ngươi mới có được tin tức này Minh Tôn đang ngồi trên ghế thoáng cái đứng thẳng dậy, sắc mặt âm tình bất định quát hỏi: "Minh đại nhân, huyết tế hung ma này hành động cực kỳ nhanh chóng một cách lạ thường, nếu không phải là đệ tử của bổn minh nhận được ra hắn trong lúc hắn đang mượn dùng truyền tống trận, chỉ sợ đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn chưa biết là hung ma kia đã đến Phong Nguyên đại lục." Nam tử cười khổ một tiếng trả lời: "Còn tin tức hung ma kia đi thẳng đến bổn minh, có đúng là đã xác thực không?" Minh Tôn lại hỏi: "Chuyện này có lẽ không sai, dựa vào lộ tuyến của hắn." trên đường đi ngoại trừ bổn minh ra thì không còn có thế lực lớn nào ngăn cản ở phía trước nữa. hung ma này hành động như vậy phải chăng là đã biết bổn minh triệu tập lực lượng cường giả để đối phó với hắn. Sau khi nam tử kia hơi trần trừ một chút mới khẳng định nói. Vậy chắc chắn là tin tức của chuyện này đã bị tiết lộ ra ngoài rồi, hơn phân nửa là từ đệ nhất thái thượng trưởng lão của giáp đồn tộc kia. Lúc đầu ta cũng phát ra tin tức để mời hắn, hiện tại nếu hắn đã chết trong tay hung ma này, xem ra là đã bị đối phương siêu hồn rồi nếu không thì không còn cách nào giải thích được cử động hiện tại của đối phương sau khi minh tôn nhăn chán suy nghĩ một lúc lâu mới âm trầm trả lời vậy hiện tại phải làm như thế nào mới đúng mặc dù đã biết được hung ma sẽ đi thẳng tới đây nhưng nếu muốn tập trung cường giả tới đây thì nửa tháng chắc chắn là không đủ không ai có thể ngờ được rằng hung ma kia lại trực tiếp đi thẳng đến bổn minh chứ nam tử có vài phần sợ hãi nói vội cái gì nếu như hiện tại đã không còn biện pháp với đối phương chỉ còn có cách xé nhỏ bổn minh ra chia làm nhiều tốp nhỏ rút lui, tranh thủ thêm một ít thời gian để chuẩn bị tốt công tác triệu tập cường giả đại lục này. Minh Tôn lại đã có đối sách nói, tạm thời tránh lui, nam tử nghe vậy cũng cảm thấy nao nao, bổn minh cùng các tộc khác không giống nhau, không có lượng nhân khẩu tộc nhân to lớn cùng với địa bàn cố định, chỉ cần chuyển sáng thành tối, ta ngược lại lại không biết hung ma sẽ làm như thế nào đối với bổn minh. Minh Tôn cực kỳ bình tĩnh nói ra, đúng vậy, đây quả là ý kiến hay, thuộc hạ sẽ theo đó an bài việc rút lui rốt cuộc nam tử kia cũng bừng tỉnh, cực kỳ vui mừng nói: đừng nóng vội, ngoại trừ việc rút lui bên ngoài thì người cũng bắt đầu lập tức đưa tin cho các cường giả đã ước hẹn trước kia, để cho tất cả bọn họ đến minh sát chi địa thiên ngoại thiên tập hợp. chỗ đó tử sát khí vô cùng dày đặc, rất thích hợp để bổn minh triệu hoán vài chân linh đã cung phụng bấy lâu nay. minh tôn đã tính trước, mở miệng phân phó, cùng với hung ma kia giao chiến tại đó là tốt nhất rồi, nhưng đối phương có chắc sẽ đi tới nơi đó không? Nam tử có vài phần trần trừ hỏi, yên tâm, ta mời hai người lục dược đến làm khách của bổn minh, không phải là để sử dụng lúc này đó sao? Minh tôn cười lạnh một tiếng nói, thì ra là thế, thuộc hạ đã hiểu rồi. Nam tử triệt để hiểu được, sau khi khâm phục cúi người hành lễ, lúc này thối lui ra khỏi đại sảnh. Minh tôn bước đi qua lại thong thả vài bước, rồi quay trở lại ngồi trên ghế, nhưng mặt mũi biến hóa liên tục dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Ở bên trong thanh nguyên cung tại nguyên hợp đảo nhân tộc, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên một khối bổ đoàn, bàn tay đang nâng một đoàn lôi điện màu tử kim. Đoàn lôi điện này chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng chỉ thấy điện quang chấp động một chút, lại vô thanh vô tức không nghe thấy bất cứ âm thanh tiếng sét nổ nào cả, mới nhìn qua quả thực là vạn phần quỷ dị. chương 2408, Minh Sát chi Địa Hàn Lập lóng ngóng nhìn khối lôi cầu tím vàng một lúc rồi phải tay ném nó ra. Oanh, trong nháy mắt, quả cầu đã bay vào đi mấy trượng sau đó lập tức nổ tung thành một đoàn ánh sáng chói mắt từng sợi tơ điện tím vàng lượn lờ khắp nơi mà ở giữa bất chợt xuất hiện thêm một lỗ thủng màu xám trắng lớn chỉ bằng quả trứng gà hơn nữa từ bên trong liên tục truyền ra những đợt dao động không gian thì ra là có thể trực tiếp xuyên phá không gian xem ra uy lực của ích tà thần lôi sau khi tinh luyện còn lớn hơn rất nhiều so với dự liệu hàn lập lẩm bẩm tự nhủ ánh mắt không giấu nổi tia vui mừng mà đúng lúc này trong tay áo của hắn bỗng nhiên phát ra những tiếng ông ông hàn lập ngẩn mặt nhưng rồi như chợt nhớ đến chuyện gì liền đem tay áo rung nhẹ. Ánh sáng lóe lên, từ trong vạt áo bay ra là một tấm phù màu xanh, nó chấp lên rồi phun ra từng nét chữ nhỏ xanh biếc bay vòng quanh cổ tay. Những chữ viết này xoay quanh vài vòng rồi sắp xếp thành một bức chi chít các văn tự. Hàn lập chăm chú nhìn những dòng chữ màu xanh thật lâu, sắc mặt liền biến đổi. Đúng là tên chân tiên kia đã đặt chân đến đại lục phong nguyên. Đã vậy, chuyến này không đi không được rồi chỉ cần có thể đuổi hắn khỏi linh giới mà không ảnh hưởng gì đến nhân tộc là tốt nhất. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ một lúc, rồi không hề chần chừ, ngón tay hắn múa lên hướng về mảng văn tự đang lơ lửng trước mặt. Lập tức những văn tự màu xanh nhòe đi, thoáng chốc đã bị sắp xếp lại thành một đoạn văn tự khác sau đó biến mất hút trở về trong tấm phù. Thấy mọi chuyện đã xong, Hàn Lập mới đem tấm phù cất trở lại. Tiếp đó bắt đầu rời bước ra bên ngoài, nửa canh giờ sau, ở bên trong cung điện Thanh Nguyên, lúc này hàn lập đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa bên dưới hắn là vài người đang lắng nghe ngồi bên cạnh lúc này là nam cung uyển thoạt nhìn thì gương mặt của nàng vẫn yên tĩnh như thường nhưng sâu trong ánh mắt không giấu nổi từng nét lo âu mà hải đại thiếu cùng chu quả nhi cũng nghiêm trang đứng ở một bên ngoài ra vốn tưởng đang bế quan nhưng lúc này ngân nguyệt đã đang ở bên cạnh nam cung uyển và đám đệ tử vẻ mặt vẫn yên lặng như thường tóm lại việc này hơi nguy hiểm nhưng ta vẫn tự tin có thể tự bảo vệ mình có điều trước khi đi không thể không dặn dò các ngươi lúc ta vắng mặt hết thảy mọi việc đều giao cho Huyền Nhi xử lý Nguyệt Thiên và những người khác cũng phải hỗ trợ đôi chút Ngân Nguyệt đang tu luyện đến lúc mấu chốt chỉ cần tập trung vào việc tu luyện là được ngoài ra nếu có việc gì xảy ra bất chợt mà ta chưa thể trở về Thanh Nguyên cung kịp các ngươi chỉ cần kích phát tấm phù này trong này ta đã lưu lại một ít chuẩn bị các ngươi cứ vậy mà làm theo là được Hàn Lập nói xong bàn tay hắn mở ra liền xuất hiện thêm một lá bùa màu tím vàng bên ngoài thân nó còn liên tục chớp lóe những tia điện nhẹ nhẹ. Hàn lập lạnh lùng buông một câu đi, tấm bùa trên tay hóa thành một tia chớp tím vàng đánh thẳng lên một cây cột trong gian điện. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, tia chớp vừa đánh đến thì ngay lập tức hóa thành một hoa văn khảm sâu hơn tấc vào thân cột. Nhìn lại thì hoa văn này được sắp xếp cực kỳ trật tự, chẳng lệch chút nào so với kiến trúc vốn có khi trước. Đám đệ tử như Hải Đại Thiêu không hỏi thêm điều gì. Ngay đến cả Nam Cung Uyển với Ngân Nguyên cũng chỉ im lặng nhìn nhau một lát, rồi khẽ gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Lập liền một thân một mình hóa thành một đạo hào quang rời khỏi Nguyên Hợp Đảo, cứ một mạch nhắm về Thành Thiên Nguyên mà bay đi. Cùng vào thời điểm này, ở các chủng tộc khác nhau sinh sống trên đại lục Phong Nguyên cũng đều phát sinh chuyện tương tự. Ngay cả một gã đại thừa vốn là chỗ dựa cho cả chủng tộc sau khi nhận được tin báo, phân vân do dự trong khoảnh khắc rồi cuối cùng đành lựa chọn hướng về vùng đất có tên là Minh Sát trong Thiên Ngoại Thiên mà đi mà thậm chí một một vài tu sĩ đại thừa tự cho mình là cao thủ vừa đi đường vừa thể hiện đủ loại sắc thái hưng phấn. Dù sao, nếu có thể giết chết hoặc trấn áp một gã chân tiên quả là việc chẳng phải muốn là có được. Mà giá như may mắn, không chừng họ còn có thể chiếm được từ trên thân tên chân tiên kia những cơ duyên to lớn vô cùng. Hơn 10 ngày sau, tại một khu vực vốn thuộc tổng bộ hách liên thương minh, hai bóng người dòng cao xuất hiện trên không trung. Một người mặc áo đen trong bọn họ dõi ánh mắt xuống mảnh đất trống không bên dưới, sắc mặt khó coi lạ thường. Hắn đem cỗ thần niệm khổng lồ của mình quét xuống mặt đất phía dưới vài lần, đừng nói đến con người, ngay cả run dế cũng không kiếm nổi một mẩu. Dường như tất cả sinh linh ở nơi này đều đã bốc hơi mất vậy. Mà các loại cấm chế, trận pháp bảo vệ hay các tòa nhà ở nơi này đều đã bị phá hủy sạch sẽ, một mảnh linh thạch cũng không cách nào vét ra được. Chủ nhân, xem ra hách liên thương mình đã sớm đón được tin, thế nên bọn chúng cao chạy xa bay cả rồi. Dương Lộc đứng ở bên cạnh chợt cất giọng nói, ánh mắt pha lẫn chút bàng hoàng. Với danh tiếng của Hách Liên Thương Minh, vậy mà một trận không chiến lại chạy, xưa nay quả là chuyện không tưởng. Hừ, xem vậy nhưng bọn chúng không phải lũ ngốc, biết tự mình không thể đối kháng lại bổn tiên, liền lập tức bỏ chạy thật nhanh. Không sao, bọn chúng quên mất một điều, đã chạy trốn thì thôi, còn mang theo hai tên kia nữa. Trên người chúng ta đã lưu lại ấn ký vào tâm hồn, kể cả có đến chân trời góc bể cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay ta ha ha đến lúc đuổi tới không chừng lại có thể đoạt được nhiều niềm vui bất ngờ cũng nên mã lương hơi trầm ngâm rồi hừ lạnh chủ nhân ý của ngài là dương lộc nghe xong trong lòng hơi khẽ giật mình ta chẳng có ý gì cả cho dù bọn chúng có dùng hai tên kia làm mồi nhử thế nhưng kết quả cuối cùng chẳng thể khác hơn được cứ theo vậy mà làm mã lương ngáp dài trên mặt ánh lên vẻ tàn khốc thuộc đã hạ hiểu mọi chuyện sẽ theo như ý chủ nhân dương lộc khoanh tay đáp đi thôi Tu vi của hai đứa nhãi danh kia không đáng là gì, nhưng tốc độ phi hành lại rất bất phàm, muốn đuổi theo chúng cũng chẳng phải quá dễ dàng như ngươi tưởng. Nhưng hiện giờ chân nguyên của chúng đã gần cạn, kể cả có mang theo thật nhiều linh dược cũng chớ mong hồi phục được bao nhiêu. Lần truy đuổi này, chúng tuyệt đối đừng hòng thoát, mã lương lạnh nhạt nói. Tiếp đó, hắn chắp tay niệm chú, mây mù bảy màu lập tức tụ lại rồi quấn lấy toàn thân vút đi. Dương Lộc thấy vậy cũng liền hóa thành một vệt cầu vòng cuống quyết đuổi sát theo. Ngay chính lúc này, lục dực cùng băng phượng đang ở trong tòa cứ điểm khác của hách liên thương minh cách đó không biết bao xa cả hai đang nghiêm nghị lắng nghe minh tôn nói hai vị yên tâm có chiến thuyền phong thần chu này lại thêm mấy tấm phủ kia nữa cho dù tên chân tiên kia có thần thông nghịch thiên thì cũng chớ nghĩ có thể đuổi được các ngươi trong thời gian ngắn mà việc bổn minh yêu cầu các ngươi cũng rất đơn giản chỉ cần có thể dẫn dắt đối phương đi đây đó thành một vòng thật lớn ba tháng sau đến vùng đất minh sát ở thiên ngoại thiên chỉ cần vậy là các ngươi đã lập được đại công Minh Tôn nói với dáng vẻ rất thành khẩn, cái gì mà công lớn với nhỏ, đối với ta chả có nghĩ lý gì, nhưng những việc ngươi đã đồng ý lúc trước thì chớ nên quên. Lục Dược lạnh lùng đáp lại, với những bảo vật Minh Tôn vừa nói, hắn thực sự rất tự tin sẽ dụ dẫn Mã Lương đến địa phương nọ. Bằng không, thế nào hắn chịu để người khác biến mình thành con mồi dùng câu cá. Ha ha, việc này cứ yên tâm, đối với hàn đạo hiểu bên kia, ta sẽ giúp người đỡ lời, đảm bảo trong ngàn năm tới sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ta nghĩ về chuyện này Hàn đạo hữu sẽ nể mặt mũi ta. Còn về phần đạo hữu Băng Phượng, những thứ nọ hiện nay bổn minh không thể đáp ứng được hoàn toàn, nhưng cam đoan sau này bổn minh sẽ toàn lực giúp ngươi siêu tập đầy đủ. Minh Tôn cười hòa ái, chỉ cần tiền bối hết sức là được thôi. Băng Phượng ngưỡng gạo cười theo, nếu Minh Tôn không có dặn dò gì thêm vậy chúng ta đây liền xuất phát. Với tốc độ này, chỉ sợ một hai ngày nữa hắn sẽ đuổi đến đây thôi. Lực Dực buông lỏng một chút rồi nói, nếu vậy thì hai vị lập tức hành động đi, cứ điểm này bổn minh cũng sẽ vứt bỏ thôi. Minh tộn gật đầu, trịnh trọng đáp lại, chỉ nửa canh giờ sau đó, bầu trời bên ngoài vốn đang yên lặng bỗng đầu nổ vang một tiếng sấm, bất chợt một chiến thuyền hai màu xanh pha lẫn hổ phách hình lình xuất hiện. Sau đó, nó liền hóa thành một vệt cầu vòng xanh ngát bay đi mất hút. Cũng ngay sau đó, từ trong cứ điểm đồng loạt phóng ra mấy trăm đạo hào quang, thế rồi chia nhau làm mấy tổ đội nhỏ phân chia bay theo mỗi đội một hướng. Hai ngày sau đó, trong không trung bất chợt hiện ra một đám mây bảy màu. Đám mây thoáng chậm lại, từ bên trong phát ra tiếng hừ khẽ. Tiếp đó ánh chấp lóe lên, một cột trụ bằng sấm chấp lao thẳng xuống. Chỉ thấy tiếng nổ vang lên giữa màn chấp dày đặc, toàn bộ cứ điểm lập tức biến thành cho tàn trong nháy mắt. Đám mây bảy màu lại mờ đi rồi biến mất khỏi nơi cũng nhanh như nháy mắt. Rồi nửa tháng sau, toàn bộ đại lục như bị chấn động bởi một chuyện. Được xem là một tộc có thần thông thiên phú về ảo thuật đứng đầu toàn đại lục. Lúc này, ngay ở tòa thành chính của tế hòa tộc đang bị hơn 10 đám mây khủng bố màu máu vây quanh, lập tức hơn trăm ngàn người ở trong đó đều bị những đám mây luyện hóa thành máu loãng. Chỉ mỗi hai gã đại thừa là chủ của tòa thành vốn hay tin từ sớm nên đã trốn đi trước một bước mới tạm thoát được một vận hạn. Kể từ đó, những sự việc liên quan đến tên hung ma chuyên huyết tế được lan truyền ra khắp đại lục phong nguyên. Không ít các bộ tộc nhỏ lẻ ở gần tế hòa tộc nghe được hung tin, tất cả đều xôn xao lo lắng phái người đến xác minh hư thực. Mà đồng thời, hơn 10 gã mạnh nhất ở đại lục phong nguyên đều bắt đầu mượn truyền tống trận của hách thương minh mà đi. Ngày đêm một mạch, chẳng mấy chốc người trước kẻ sau đã đến tụ tập ở vùng đất minh sát nọ. Đây là minh sát sao, âm sát khí thật nặng, hàn lập nhìn suốt một giải thổ nhưỡng màu xanh lục vô bờ bến, trong lòng không dằn được mà thốt lên. Với trải nghiệm của mình, hắn đã gặp qua vô số nơi dày đặc âm sát khí đến nỗi mắt thường có thể thấy được, nhưng lần này cũng bị giật mình không ít nếu tu sĩ bình thường chẳng may đi vào nơi này, chỉ sợ liền bị sát khí ảnh hưởng khiến phải nổi điên mà chết mất. Hơn nữa vùng đất minh sát này cũng là nơi tiếp giáp với một cấm địa cực kỳ nổi danh. Hàn lập ngó nghiêng một lúc, đang định bay vào bên trong, bất chất nét mặt hắn khẽ động rồi ngoái đầu về một hướng khác. Chỉ một chốc sau, bên đó truyền tới từng hồi tiếng nổ vang như sấm, cứ một tiếng nối liền với một tiếng, đan sát lấy nhau, thoảng như có quái vật nào đó cực kỳ khổng lồ đang chạy tới. Chương 2409, Thiên Ngoại Thiên. Hàn Lập vẫn làm như không có gì, chỉ đứng ở một chỗ thản nhiên nhìn về nơi đang phát ra tiếng nổ ở xa. Đang xa tít cuối đường chân trời chợt quấn lên ùn ùn khói bụi, giống như một con thổ long đang cuồn cuộn kéo tới. Dường như dưới đất có con quái vật nào đó rất lớn đang lao về phía bên này. Thấy một màn này khiến nét mặt hơi biến đổi, thế nhưng Hàn Lập lại chẳng có hành động nào khác bởi đuổi theo sau ngay sát đuôi của con thổ long khói bụi nhiệt trời là một người khổng lồ màu bạc cao đến 10 trượng. Người khổng lồ này có đầu tóc xanh biếc bay phấp phới, miệng sư tử, mắt trâu. Nguyên nửa thân trên của hắn để trần ngang hông quấn bởi một tấm vải cá màu xanh, khắp mình phủ bởi những khối cơ bắp cuồn cuộn giống như đúc bằng bạc. Hắn chỉ bước một bước đã vọt đến mấy trăm trượng, đất cát xung quanh rung lên bần bật, bụi đá thốc ngủ trời. Có vẻ như thân thể gã khổng lồ này nặng vô cùng, Hàn Lập thấy được dáng vẻ của gã, ánh mắt lộ ra đầy vẻ ngạc nhiên. Đúng lúc này gã khổng lồ đã đuổi đến con thổ long ở phía trước, hắn gầm nhẹ, hai bàn tay đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt đất. Oanh, oanh, từ chỗ chân gã kéo rộng ra đến vài dặm đất đai lập tức lún sụt, thoáng chốc nơi đó hình thành một cái lòng chảo hóng xuống đến mấy trăm trượng. Một tiếng vang lên như tiếng sấm, một con thú rất lớn màu vàng đột nhiên vọt ra từ bên trong lòng chảo, rồi cắm đầu cắm cổ lao về phía khu vực minh sát nhưng tựa như gã khổng lồ đã đoán ra từ trướng, chỉ thấy gã cười thật to, thân hình hắn vọt lên trên đỉnh đầu con thú, rồi lấy chân dẫm xuống thật mạnh. Phành, con thú màu vàng vừa bị bàn chân bằng bạc đạp chúng liền run rẩy, sau đó ngã sụp. Lại một âm thanh khô khốc vang lên, con thú liền bị ấn lún sâu vào đất. Mãi đến lúc này mới có thể trông thấy diện mạo của con thú kia ra sao. Thì ra đây là một con rùa lớn tầm 6-7 chục trượng, toàn thân trải một lớp màu vàng nhạt phía trên tấm mai mọc ra một cái đầu dài chừng độ nửa trượt, trên đỉnh còn có thêm cái sừng tầm một thước màu vàng. Mặc Mà kệ nó lúc lắc, giấy ruộng thế nào, nhưng dưới bàn chân màu bạc đang ghim chặt, toàn thân của nó không cách nào di chuyển được. Gã khổng lồ màu bạc chẳng nói chẳng rằng, hai cánh này khọm lại rồi điên cuồng dáng xuống những nắm đấm thật to. Trong phút chốc, từ trên lưng con rùa tràn ra làn sáng màu bạc, tiếp theo sau là một cơn sóng chấn động đến kinh người vào tới khắp bốn phương tám hướng. Cho dù con rùa vàng kia có sức phòng thủ lớn đến đâu, nhưng chỉ cần vài nhịp thở, dưới vô số nắm quyền giáng xuống, toàn thân nó đã trở thành một mảng thịt vụn. Phanh, cánh tay màu bạc quét qua thân thể của con rùa, chụp lại, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một viên yêu đan lớn cỡ cái đầu. Gã khổng lồ nhìn thấy viên châu liền cười thật lớn, hắn phất tay, ném tọt viên yêu đan vào trong miệng rồi nuốt chừng. Lập tức, quanh thân gã nổi lên từng ánh hào quang chấp động. Nhưng chỉ cần bấm tay niệm chú một chút, hết thảy lại trở lại như thường. Đến lúc này hắn mới xoay đầu, liếc mắt qua phía Hàn Lập. Con mắt của hắn phát ra tia sáng màu bác chói lóa, giống như không hề có tròng mắt vậy. Thấy cảnh này, hai mắt của Hàn Lập không khỏi rụt lại. Hai chân gã khổng lồ khẽ bước, nhắm thẳng đến phía bên này mà lướt đi. Còn chưa đến nơi mà tiếng nói oang oang như sấn nổ của hắn đã ấp tới. Xin hỏi là đạo hữu nào đến tụ hội ở thiên ngoại thiên? Tại hạ là ngân cương tử từ tộc thiên kỵ ra mắt, gia là đạo hữu đến từ tộc thiên kỵ tại hạ là hàn lập ở nhân tộc có lời chào hàn lập thở nhẹ đứng từ sau ôm quyền đáp lời các hạ chính là người từng giết chết minh trùng mẫu ở ma giới sao thật là hân hạnh tên tuổi của đạo hữu ngân mẫu đã được nghe từ lâu tên khổng lồ nghe được gương mặt liền tỏ vẻ giật mình lập tức hắn bấm pháp quyết trong khoảnh khắc thân hình liền thu nhỏ lại thành một người vạm vỡ màu bạc thoạt trông cũng không to cao hơn hàn lập bao nhiêu ngân huynh quá khen việc giết được minh trùng mẫu kia chỉ là trùng hợp thôi nhưng thực ra danh tiếng của tộc thiên kỵ đối với tại hạ đã như sấm dậy bên tai biến thân vừa rồi của đạo hữu chắc hẳn là thân thông biến thân lừng lẫy của quý tộc quả nhiên uy lực sâu không lường được hàn lập mỉm cười khách khí đối đáp lại tộc thiên kỵ cũng là một bộ tộc có tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục phong nguyên tuy rằng số người không nhiều lắm nhưng bù lại có thần thông thiên phú cực kỳ kinh người hơn nữa tốc độ tu luyện lại cực nhanh so với các chủng tộc khác nếu như có thể thi triển tạo hóa tri thân ở trình độ nhất định thực lực của bọn họ lập tức tăng lên thêm mấy lần nhờ vậy tộc thiên kỵ được vinh danh là một trong bốn đại tộc kỳ bí nhất ở đại lục phong nguyên những tu sĩ cao cấp của chủng tộc này rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài hôm nay gặp được một gã đại thừa của tộc thiên kỵ liền khiến cho hàn lập cảm thấy bất ngờ rất nhiều ha ha hàn đạo hữu thật quá khiêm tốn vừa nãy trên đường ta gặp được con thổ quy vừa hay nội đan của nó đối với ta có chút tác dụng nên mới phải biến thân mà truy đuổi đến tận đây. Cũng khéo gặp được đạo hữu nơi này, chỉ bằng hai ta cùng đi đến thiên ngoại thiên đi. Ngân cương liền bật cười ha ha, có ngân đạo hữu tương trợ, hàn mỗ không thể không theo. Hàn lập gật nhẹ, hoàn toàn không từ chối. Ha ha, hành huynh đúng là người sảng khoái, nào cùng đi thôi. Chúng ta vừa đi đường vừa thương lượng về tên tiên chuyên gây chuyện huyết tế kia. Thằng cha Minh Tôn đưa tin tức thực quá ít ỏi, không biết đạo hữu biết thêm điều gì khác không ngân cương nghe vậy liền tỏ vẻ cực kỳ cao hứng ngày trước ta đã gặp qua đạo hữu minh tôn một lần đúng là có biết một chút tin tức nếu đạo hữu muốn biết tất nhiên hàn mỗ sẽ một mực nói hết hàn lập mình cười không chút lưỡng lự đáp lại vậy xin cảm ơn trước ta có một chiếc thuyền bích ba xa mời đạo hữu cùng lên nghe được lời này ngân cương vui mừng quá đỗi tiếp đó hắn há miệng phun ra một đoàn hào quang sáng mờ mờ xanh biếc đoàn hào quang bay vọt lên không trung lập tức biến hóa thành một chiếc thuyền cao đến hơn 30 trượng. Chiếc thuyền hình tam giác, mặt ngoài được khảm rất nhiều ngọc, toàn thân tỏa ra mùi hương thơm ngát, mà trên bong còn được bố trí thêm bốn tên khôi lỗi đang đứng im không nhúc nhích. Hàn Lập cũng chẳng từ chối, thân hình khẽ động, liền theo ngân cương nhẹ nhàng bay lên chiếc thuyền. Một thoáng sau, tiếng xé gió vang lên, chiếc thuyền hóa thành một giải sáng xanh biết lao thẳng vào trong vùng trời màu lục. Chỉ chớp động vài cái, thế rồi giải sáng biến mất tăm hơi ở tít cuối trời. Nửa ngày sau, trên một mảng đất khô cằn ở trung tâm khu vực có tên là Minh Sát, chiếc thuyền vẫn xé toang những đợt cuồng phong lao đi. Bỗng chốc phía trước chợt mờ nhạt, mà ngay lập tức nơi đó hiện ra một vùng trời đất cực kỳ đặc biệt. Chỉ thấy trong không gian hư vô cao mấy nghìn trượng phía trước bỗng như phân làm hai màu trắng và đen. Bên dưới vẫn nguyên một mảng ảm đạm màu đen, mà trên bầu trời lại là cả một vùng sương mù sáng quang. Càng lạ hơn nữa đó là bên trong sương mù có những tảng đá rất lớn cứ một mực trôi nổi bất động những tảng đá đó nhỏ cũng phải ngang người lớn thì như một căn phòng rộng to hơn thì chẳng khác nào một hòn đảo nhỏ hơn nữa trên đó còn hiện ra vài tòa kiến trúc cung điện đây chính là thiên ngoại thiên quả là tên như ý nghĩa đứng trên chiếc thuyền màu xanh hàn lập ngắm nhìn không trung trên cao tặc lưỡi tỏ vẻ ngạc nhiên đúng thật nơi này có điều kỳ lạ nghe nói vào thời thượng cổ ở đây chính là cấm địa của một đại tộc rất lớn nhưng sau này không biết đã xảy ra chuyện gì chẳng những các toàn bộ tộc này đã biến mất, mà nơi này lại phun ra âm sát khí cực kỳ nồng đậm khiến cho mọi sinh linh không thể nào sinh sống được. Ngân Cương đứng bên cạnh nghe vậy liền rung đùi đắc ý. Thời điểm trước, suốt một đoạn đường đi chung, hai người bọn hắn trò chuyện với nhau cực kỳ ăn dơ, cứ như một cặp mới gặp đã quen. Có thể làm cho cả tộc biến mất, chắc có thể là bộ tộc này đã gặp phải một loại thiên tai không thể nào kháng lại. Còn nếu là người thì chỉ sợ không thể làm được chuyện này một cách không hình không tiếng như vậy ánh mắt của hàn lập chợt lóe ha ha có thể là thế ơ ờ, hình như là người của thương minh đang lại đây nghinh đón chúng ta ngân cương cười ha hả sao lại tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ thấy phía trên không trung bỗng lóe sáng một con thuyền màu trắng phi thẳng xuống nhắm đến thuyền của bọn họ lướt tới hai người hàn lập cùng ngân cương chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi đứng đợi chiếc thuyền kia tới gần chiếc thuyền của bọn họ cũng liền dừng lại một lát sau chiếc thuyền màu trắng chấp lên vài nhịp đã xuất hiện ở ngay bên cạnh hào quang quanh nó tan đi trên thuyền là một gã đàn ông mặc trường bào màu lam ánh mắt hắn đảo nhanh qua hai người bọn hàn lập không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhưng vội đè nén lại cúi người nói ra là hàn tiền bối của nhân tộc và ngân cương tiền bối của tộc thiên kỵ vãn bối phụng mệnh của đại nhân minh tôn đặc biệt tới đây để nghiên đón hai vị vào thiên ngoại thiên ngươi nhận ra ta xem ra minh đạo hữu đã nói ra tướng mạo của bọn ta cho đám tiểu bối các ngươi nếu đã vậy người đi trước dẫn đường đi Ngân cương lạnh lùng ra lệnh, hần lập vẫn một mực không đưa ra ý kiến nào. Vâng, mời hai vị tiền bối theo ta. Tên đàn ông mặc áo bảo màu lam không dám trái lời, vội cung kính khom người rồi cho chiếc thuyền quay đầu dẫn đường phía trước. Chiếc thuyền màu xanh biếc của Ngân Cương cũng không nhanh không chậm bát sát theo sau. Khoảng một chén trà sau, chiếc thuyền này liền đáp xuống một hòn đảo bằng đá rộng chừng vài dặm bên trong thiên ngoại thiên. Ngay trên bề khối đá có một cung điện màu trắng ngà thật lớn, bên cửa còn có thêm hai hàng vệ sĩ của thương minh được võ trang giáp nặng ngân cương thu lại chiếc thuyền rồi cùng hàn lập ngông nghinh đi vào trong cung điện những tên vệ sĩ này đứng im không chớp mắt căn bản là chẳng có chút ý định tiến lên ngăn cản chút nào kết quả là hai người bọn họ đi vào trong cung điện lại xuyên qua một đoạn hành lanh không mấy dài cho lắm tới gian phòng cao đến vài chục trượng lúc này đã thấy minh tôn người chủ sự của thương minh đang ngồi bên trong hàn đạo hữu ngân huynh thế nào mà các ngươi đến cùng một lúc Điều này khiến cho lão phu cảm thấy thật bất ngờ. Vốn đang ngồi trên ghế chủ tọa cùng đàm phán với mấy người khác có khí chất bất phàm, nhưng khi thấy hai người Hàn Lập cùng Ngân Cương bước vào, lão liền mừng rỡ bước ra chào đón. Những người khác vẫn ngồi yên, dùng ánh mắt khác nhau đánh giá hai người bọn họ một phen. Ha ha, ta và Hàn đạo hữu tình cờ gặp nhau ở bên ngoài Minh sát, vậy nên cùng nhau đi đến đây. Nhưng thật ra mấy ngàn năm không gặp, vậy mà khí sắc của Minh huynh còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Ngân Cương cười ha ha không chớp mắt, Hàn Lập cũng mỉm cười chào đón mấy câu, sau đó hắn không có hứng thú pha trò mà đi tới ngồi ngay ngắn với những người khác bên gian phòng. chương 2410, Quần Hùng Tụ Hội, ngoại trừ Minh Tôn, trong gian phòng còn có thêm ba nam hai nữ. Trong ba gã đàn ông có một người cao to vạm vỡ, toàn thân mặc giáp đen, tướng mạo hung ác vô cùng. Bên cạnh là một lão già gầy gò ốm yếu, làn da đầy nếp nhăn, tay lão cầm một cây trượng đầu rồng màu vàng. Người còn lại là một thanh niên thư sinh anh Tuấn, bộ dáng không quá đôi mươi, sau lưng dắt thêm một ống trúc màu xanh cổ quái. Hai thiếu phụ khác lại hoàn toàn đối lập nhau, một người chưa đến 30, khuôn mặt như trang rằm 16, rõ ràng là một đạo sĩ toàn thân khoác đạo bào. Còn thiếu phụ bên kia có làn da hơi ngăm đen, đầu tóc đính đấy châu ngọc, toàn thân khoác một bộ cung trang, hai mắt nàng linh động lạ thường. Ngân cương tử, thế mà lần này ngươi tới chậm đó. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi rất hứng thú với những chuyện tranh đấu cấp bậc này, tuyệt đối không bao giờ chịu chậm chân hơn người khác. Gã mặc giáp đen sờ sờ lên làn da đầu bóng loáng không một cọng tóc của mình rồi đứng lên cười ha ha. Ha ha, bởi vì ta gặp chút phiền phức nhỏ làm chậm mất vài ngày, còn không đã nhất định sớm hơn hóa ảnh đạo hữu một buổi sáng đấy. Có vẻ như Ngân Cương Tử đã cực kỳ quen thân với gã đầu chọc, trả hề câu nệ trả lời. Danh tiếng tạo hóa thân của Ngân Huynh đã như sấm bên tai đối với thiếp thân, nhưng mấy lần gặp trước lại vô duyên chứng kiến. Trận chiến này đối thủ là một gã chân tiên, chắc là không bị bỏ lỡ cơ hội rồi. Thiếu phụ Mặc cung trang khẽ cười, thần thông bản mạng của ô phu nhân mới có thể xem là diệu tuyệt tại linh giới, một chút thiên phú của tiểu đệ đây có đáng ăn nhầm gì. Đối với người thiếu phụ kia, ngân cương không dám chậm trễ chút nào, khuôn mặt mau chóng tắt đi vẻ cười cợt. Ba người còn lại tuy không đối đáp với hắn, nhưng tất cả đều nhìn lại với ánh mắt thân thiện rõ ràng là bọn họ đều đã sớm quen nhau từ trước rồi điều này cũng khó trách những tu sĩ đại thừa này đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy hơn nữa kẻ nào kẻ nấy đều đã sống qua mấy vạn năm ít nhiều cũng đã gặp gỡ qua dăm ba lần chứng kiến một màn đối đáp của những kẻ có gương mặt lạ lẫm trong phòng hàn lập cũng cảm thấy có chút tò mò minh huynh vị đạo hữu này là người phương nào dường như trước kia ta chưa từng được gặp qua thiếu phụ mặc đạo bào nhìn hàn lập vài lần cuối cùng mỉm cười hỏi đạo hữu này đến từ nhân tộc hàn lập tuy mới tiến cấp lên đại thừa kỳ không lâu nhưng chắc hắn các vị không thể không nghe đến danh tiếng hắn chứ minh tôn nghe vậy liền cười cười đáp lời hàn lập chính là tu sĩ của nhân tộc đã giết chết minh trùng mẫu ở ma giới sao thiếu phụ nghe xong liền tỏ vẻ không tin nổi có thể giết chết minh trùng mẫu không phải bằng sức một mình tại hạ hẳn là bên ngoài đã có lời đồn thổi phô trương thôi hàn lập mỉm cười đám người còn lại dẫu ít hay nhiều cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc Bọn họ là những tu sĩ mạnh mẽ thực sự, nên chắc hẳn cũng hiểu đôi phần về sự lợi hại của con minh trùng mẫu kia. Cha, mặc kệ thế nào nhưng ngay đến cả chân tiên cũng không thể thực sự hàng phục được con sâu đó. Lần này có sự tham gia của đạo hiếu, như vậy mọi chuyện lại có thể chắc chắn hơn vài phần. Tên đầu bóng tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, hàn đạo hiếu mới tiến cấp lên đại thừa chưa lâu, sợ rằng trước kia ngươi chưa gặp qua các đạo hiếu này, chỉ bằng để ta giới thiệu đôi lời đi. Vị này là hóa ảnh đến từ tộc cửa thủ, mang trên mình thần thông ẩn nấp có thể xương rượu tuyệt khắp đại lục đây là ô phu nhân đến từ tộc cổ lê thần thông bản mạng của nàng là thần hỏa có uy lực vô cùng đủ để chảy núi biển sôi minh tôn bắt đầu giới thiệu từng người trong đám cho hàn lập nếu trong giới những tu sĩ bình thường thì chẳng mấy khi nghe đến tên tuổi của bọn họ nhưng không thể nghi ngờ rằng mấy người này mới là những kẻ có thực lực chân chính ở toàn linh giới minh huynh lần này chúng ta đối phó với một tên chân tiên chắc sẽ không chỉ ít ỏi từng này người chứ Ngân Cương Tử cùng Hàn Lập An tỏa xong liền quay qua phía Minh Tôn hỏi. Tất nhiên, ngoài trừ các đạo hữu ngồi đây còn có đạo hữu họ lãnh đến từ tộc Kim Thạch, hai người Vân Đạm Nguyệt và Hiên Cửu Linh đến từ tộc Thiên Thiền. Không lâu nữa bọn họ sẽ tới đây, Minh Tôn không lưỡng lự đáp, Vân Đạm Nguyệt, Hiên Cửu Linh, Ngân Cương Tử cùng với gã thư sinh anh Tuấn vốn im lặng nãy giờ đồng loạt thốt lên. Ngoại trừ Hàn Lập vẫn như thường, còn lại những người khác đều giật mình, tựa như bọn họ rất kiêng kỵ ba cái tên vừa được nhắc tới hai tên sát tinh vân đạm nguyệt lại đồng ý gia nhập chuyện này quả là điều hiếm thấy minh huynh ngươi dùng cách nào để đả động đến đôi huynh muội bọn họ gã thư sinh cực kỳ nghiêm nghị hỏi hư hiên bát linh đã đổi danh thành hiên cửu linh xem ra hắn lại giết thêm một con chân linh ở đâu đó tên khùng này tu luyện đến mức phát điên nhưng thần thông của hắn lại càng ngày càng cao sâu không lường được ta cũng rất tò mò làm sao ngươi mời được bọn hắn sắc mặt của ngân cương tử cũng tỏ vẻ khó coi rất đơn giản Diên Vân Đạm Nguyệt chỉ yêu cầu lực lượng của bổn minh làm giúp ả ba chuyện mà thôi. Mà cũng vừa hay khi ả có chuyện cực kỳ trọng yếu cần nhờ vào bổn minh. Còn về phía Hiên Cửu Linh thì ta vẫn chưa kịp đưa ra đề nghị gì, hắn mới chỉ nghe đến việc đối phó với một gã chân tiên đã gật đầu ngay lập tức. Ha ha, đối với người này thì được giao đấu với một tên chân tiên đã là thù lao lớn nhất rồi. Minh Tôn nhẹ nhàng cười, ra là vậy, với tính cách của kẻ này thì cũng chẳng đến nỗi quá lạ. Ngân Cương Tử lầm bẩm vài câu còn khuôn mặt của gã thanh niên nho nhã kia cũng biến đổi vài lần sau rồi không nói thêm điều gì nữa thực ra ta có mời thêm mấy đạo hữu khác nhưng bọn hắn không đến kịp hoặc đang bận chuyện quan trọng chỉ sợ chẳng thể tham gia được nếu không việc này lại có thể nắm chắc hơn đôi ba phần minh tôn tỏ vẻ tiếc nuối thực lực của tên chân tiên kia đáng sợ đến vậy sao nghe giọng điệu của đạo hiếu có ta và những người kia tương trợ nữa lại tựa như còn không nắm chắc nổi mười phần mà căn cứ và những tài liệu từ thời thượng cổ khi chân tiên còn xuất hiện ở dưới diện của chúng ta, dưới sự áp chế của pháp tắc, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ hơn một ít so với chân linh thôi, cũng không đến mức quá đáng như vậy. Lão già đang chống gậy đầu rồng thở ơ ho nhẹ rồi hỏi với điệu bộ nghi ngờ. Sao Minh mỗ lại không biết điều này kia chứ? Nếu chỉ đơn giản là một chân tiên bình thường thì tất nhiên là đám người chúng ta đã dư giả. Nhưng nếu là một tên chân tiên rất mạnh thì sao? Minh Tôn nghe vậy liền cười gượng gạo, chân tiên rất mạnh, lão giả liền tỏ vẻ nao nao, đám người còn lại không khỏi thầm liếc mắt nhìn nhau. Đúng vậy, căn cứ vào những biểu hiện của gã chân tiên này ở các đại lục khác, ta có thể khẳng định hắn không bình thường như những tên đã từng xuất hiện vào thời thượng cổ. Mà giống như chúng ta ngồi đây, hắn là dạng đỉnh cấp trong những chân tiên khác. Dù sao một hơi giết chết 10 tu sĩ đại thừa ở đại lục huyết thiên, trong đó bao gồm cả ba người có thực lực không thua kém ta như bích ảnh, thế nên ta tuyệt đối không thể coi thường được minh tôn tỏ ra rất trịnh trọng sự việc liên quan đến cái chết của đạo hữu bích ảnh thì thiếp thân đã biết thậm chí ngay cả tin tức về ba chân linh cùng đối phó với hắn ở đại lục lôi minh ta cũng nghe được phong thanh nhưng gần đây có tin đồn về lần xuất hiện ở đại lục lôi minh bên cạnh hắn còn có thêm một tên có thực lực không kém đạo hữu đã điều tra ra tên này là người phương nào chưa ánh mắt của ô phu nhân chợt lóe ô phu nhân thật là người nắm bắt tin tức rất nhanh đúng là bên cạnh tên chân tiên đó còn có một gã tùy tùng bổn minh đã tra xét 89 phần người về người này rồi. Nếu tình báo của bổn minh không nhầm thì hắn chính là tên mạnh nhất trong ba chân linh mà tộc giác si đã phải đến, Dương Lộc. Minh tôn nhíu mày một chặp rồi nói, cái gì, là Dương Lộc sao? Nó không bị chân tiên giết chết, lại còn bị thu phục. Lần này mọi người đều bàng hoàng, hàn lập vân vê cầm, tỏ vẻ đăm chiêu. Không sai, đúng là như vậy, lúc này chắc hẳn các đạo hữu đều hiểu cớ sao lão phu phải cẩn thận rồi. Cho nên ngoài các đạo hữu ra, Ta còn mời đến đây bốn chân linh rất mạnh mà bổn minh thờ phụng, ngoài ra còn có thêm hai huyền thiên chi bảo dùng để bố trí đại trận lưỡng nghi diệt trần, triệt để chặn giường rút lui của hắn. Bốn chân linh, hai huyền thiên chi bảo, quý minh ra tay thật hào phóng. Ngân cương tử nghe vậy liền như hít phải một hơi gió lạnh. Những người khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không có gì, bổn minh cũng chỉ vì sự an ổn của linh giới thôi. Cho dù có là chân tiên đi nữa, cũng tuyệt đối không được phép phá hủy sự cân bằng ở giới diện này đương nhiên một khi bổn minh đã xuất ra lực lượng lớn đến vậy nếu mọi chuyện thành công thì bảo vất trên người hắn phải thuộc về bổn minh một phần ba số còn lại các vị sẽ chia đều các vị không có ý kiến gì chứ minh tôn lạnh nhạt nói nghe lời vừa rồi ánh mắt của những người trong gian phòng không khỏi trở nên trầm ngâm minh tôn cũng không thúc giục cứ lẳng lặng ngồi trên ghế chủ tọa chăm chú đợi chờ hàn lập thấy vậy liền khẽ cười rồi mở lời với cái giá mà Quý Minh trả ra thì lần này chiếm lấy một phần ba bảo vật cũng không có gì quá đáng. Nhưng Hàn Mỗ Mộ có một điều kiện, nếu phát hiện được công pháp hoặc bí thuật nào trên người gã chân tiên, hy vọng tất cả mọi người sẽ được phục chế lại một bản. Đúng, ý kiến của Hàn đạo hữu rất hay, Thiếp thân cũng nghĩ vậy. Không sai, tại hạ không có ý kiến gì với đề nghị trước đó, chỉ yêu cầu một vấn đề phụ như vậy. Đám người ô phu nhân và tên cao to đầu bóng loáng nghe được lời của Hàn Lập Như liền như tỉnh ngộ, đều gật gù đồng ý minh tôn nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi hắn trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu kể từ đó ai nấy đều hài lòng mà ánh mắt của những tu sĩ đại thừa khác nhìn về hàn lập như mang theo nhiều thiện ý hơn thời gian sau đó bọn họ lại tiếp tục bàn thảo về cách đối phó với gã chân tiên mãi vài canh giờ sau mới chịu giải tán mấy người bọn họ liền trú lại ở các căn nhà phía bên ngoài hàn lập cũng không gặp gỡ thêm ai một mình hắn đến một nơi khá xa tìm được một khối đá rộng mấy trăm trượng đang trôi nổi bên trên có sẵn vài tòa lâu đài rồi trực tiếp chú lại. chương 2411, Hiên Cửu Linh, sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Thạch mang vẻ mặt cung kính xuất hiện trong gian phòng dưới tầng một tòa lâu, bẩm báo cho Hàn Lập những điều khi hắn gặp băng phượng. Nói vậy là băng phượng thật sự bị lục rực xương công bắt cóc, hơn nữa hắn rất thù hẳn đối với ta. Hàn Lập sờ cầm suy tư, đúng là đạo hữu băng phượng đã nói như thế, hơn nữa lần này lục dược chấp nhận đứng ra làm mồi dụ cũng chỉ bởi minh tôn tiền bối đã đồng ý đứng ra khuyên nhủ hàn sư trong vòng một ngàn năm sẽ không gây khó dễ cho hắn. Lão tổ hoa thạch đi sâu vào chi tiết hơn, ra là vậy, đúng rồi, người đã mang mấy thứ bảo vật kia giao cho đạo hữu băng phượng chưa? Hàn lập không tỏ ra vẻ gì khác thường, đệ tử đã chuyển giao xong, như vậy đi, người lui ra trước, đợi đến lúc đại chiến nổ ra, người hãy lánh đi càng xa càng tốt. Hàn lập nghe xong liền cảm thấy vừa lòng. Hoa Thạch nghe xong liền cung kính vâng lời, bắt đầu lui ra khỏi tòa lầu. Mấy ngày sau đó, Hàn Lập chỉ lẳng lặng ở bên trong điều dưỡng cơ thể, một bước cũng không chịu đi ra. Mà cùng thời gian này, ngoài trừ một vài tu sĩ đại thừa khác lục tục kéo nhau tới Thiên Ngoại Thiên, người của Thương Minh cũng đã bắt đầu bố trí đại trận lưỡng nghi diệt Trần. Về phần hai Huyền Thiên chi bảo làm mắt trận, họ liền bày thêm rất nhiều loại cấm chế, trừ Bỏ Minh Tôn cùng mấy tên trưởng lão của Thương Minh, còn lại tất cả không được phép đến gần cho dù là một tấc. Nhưng mấy chân linh theo lời của Minh Tôn đã nói vẫn chẳng thấy bóng dáng nơi đâu, hoặc có thể đang lẩn khuất đâu đó, đến khi nào đại chiến diễn ra thì mới chịu xuất đầu lộ diện. Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập vẫn lặng im ngồi xếp bằng trong tòa lầu thì bỗng nhiên phía trước gợn lên dao động. Một đoàn hỏa cầu đỏ rực bắn ra, sau đó nổ bùng thành lốm đốm những màu lửa nhỏ. Bỗng đâu giọng nói nhẹ nhẹ vang lên luẩn quẩn khắp gian phòng. "Hàn Đạo Hữu, người nọ đã đến gần rồi, bọn ta chờ Đạo Hữu mau đến thương thảo ở đại điện lần trước." Hàn Lập nghe xong, thoáng suy tính một phen, tiếp đó hắn chắp tay niệm chú, hóa thành một vệt cầu vồng sáng rực xuyên qua nóc nhà mà bay đi. Khoảng một chén trà trôi qua, tại cung điện mà nhóm người đã gặp nhau trước đó bắt đầu xuất hiện những đốm sáng từ các hướng khác nhau bay đến. Ngay khi hào quang quanh thân Hàn Lập tắt đi, trước mắt hắn đã tể tiểu hơn chục tu sĩ đại thừa kỳ. Ngoài trừ mấy người bọn ô phu nhân hôm trước còn có thêm vài gương mặt hoàn toàn xa lạ. Trong đó có một đôi nam nữ khuôn mặt khá giống nhau khiến Hàn Lập chú ý nhất. Hai người bọn họ nhìn khoảng chưa quá đôi mươi, nam anh tuấn lạnh lùng, nữ yêu kiều xinh xắn. Có điều từ trong cơ thể bọn họ toát ra một tầng sát khí màu đỏ tía, thậm chí luồng sát khí đó còn khiến cho không gian mấy trượng xung quanh liên tục vặn vẹo, cực kỳ quỷ dị. Mấy người bọn ngân cương tử ai nấy đều nhìn về hai người này với ánh mắt như có như không mang theo đôi nét kiên kỵ. Minh Tôn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa lắng nghe một gã trung niên bẩm báo. Lục Dực Đạo Hữu đã dẫn dắt tên hung ma đến gần khu vực Minh Sát như ước định nhiều lắm là hai ba canh giờ nữa là sẽ tiến vào vùng khống chế của đại trận lưỡng nghi diệt trần các trưởng lão và đệ tử của bổn minh đã xuất phát đến vị trí riêng của mình mà nghi thức triệu linh cũng được chuẩn bị hết thảy tùy thời đều có thể triệu hồi chân linh đến tốt lắm nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu nghi thức triệu linh còn đại trận lưỡng nghi diệt trần nếu không có lệnh của ta thì tuyệt đối không được tùy ý mở ra các chuyện còn lại cứ tiền hành theo kế hoạch ban đầu là được chốc lát nữa ta sẽ cùng các vị đạo hữu đến địa điểm mai phục, các người cứ việc làm theo lời ta dặn dò. Minh Tôn nghe xong tỏ ra hài lòng, tiếp đến liền sai bảo một chặp. Tên trung niên gật đầu giả vâng rồi hóa thành một đoàn hào quang bay đi mất. Chư vị đạo hữu đã nghe được, bổn minh đã chuẩn bị xong hết thay. Đợi đến lúc đó các vị hãy đồng loạt ra tay nhất định sẽ ngăn chặn được gã chân tiên kia. Nhưng ta nói trước, nếu ai đó lâm chân thối lui hoặc có tâm tư nào khác, đừng trách minh mỗ vì sao lại trở mặt thành thù. Minh Tôn nghiêm mặt nhìn hết thảy mọi người, "Ha ha, đến lúc này còn ai lùi bước kia chứ? Minh huynh yên tâm." "Không sai, nếu lúc đó ai dám gây sự làm hỏng việc, ta chắc rằng mọi người sẽ đồng loạt tiêu diệt." Một tu sĩ đại thừa nào đó lơ đễnh nói, mọi người đều tỏ ý đồng tình, "Minh đạo hữu, hai huynh muội ta đã có mặt ở đây, cớ sao còn chưa thấy bóng dáng tên Hiên Cửu Linh ở đâu? Đừng nói là hắn đã đổi ý, không tranh giành cuộc đấu này chứ?" Tên thanh niên trong cặp nam nữ mới xuất hiện lạnh lùng hỏi. Bọn Ngân Cương nghe vậy sắc mặt liền thay đổi theo. Vân Đạm Đạo hữu yên tâm, Hiên Cửu Linh đã đến đây từ hai ngày trước rồi. Chỉ là hiện giờ hắn đang tế luyện một bí thuật có uy lực rất lớn, với lại đã có trọng trách khác giao cho hắn nên Vân không tiện ra đây gặp mặt. Minh Tôn trả lời khách khí lạ thường, té ra đôi nam nữ kia chính là hai huynh muội Vân Đạm Nguyệt. Ra là vậy, huynh muội ta nghe nói Hiên Cửu Linh có thể dựa vào thực lực của mình mà đủ sức giết cả chân linh, cứ tưởng lần này sẽ gặp nhưng vẫn không được thiếu nữ tên Nguyệt cười khẽ, có vẻ như đôi nam nữ này có vài phần đối địch với người gọi là hiên cửu linh nào đó. Minh Tôn thấy vậy đành cười gượng gạo nhưng không nói tiếp gì thêm. Cũng may là hai người bọn Vân Đạm Nguyệt không truy hỏi nữa, gian phòng lập tức chìm vào yên ắng. Minh Tôn thở phào, lại bắt đầu căn dặn vài chuyện quan trọng với mọi người. Đúng lúc này, bên tai Hàn Lập chợt vang lên tiếng của Minh Tôn truyền âm đến. Hắn chỉ lắng nghe vài câu, tỏ vẻ thoáng ngạc nhiên rồi chậm rãi gật đầu. Minh Tôn thấy vậy, vẻ mặt xuất hiện một tia vui mừng. Một lúc sau, cuối cùng hầu hết các cao thủ có trong gian phòng đều hóa thành từng đoàn hào quang bay đi, hẳn là đến địa điểm mai phục đâu đó. Trong nháy mắt, ở lại chỉ còn có bốn người bao gồm Minh Tôn, Hàn Lập và hai anh em Vân Đạm Nguyệt. Hai anh em bọn họ ngạc nhiên quan sát Hàn Lập một chặp rồi quay qua Minh Tôn nói. Minh Tôn đạo hữu muốn để huynh muội bọn ta đi bảo vệ hai huyền thiên chi bảo trong đại trận. Việc này khá quan trọng, chẳng may có điều gì bất ngờ chỉ sợ hai huynh muội bọn ta không sao gánh hết trách nhiệm được. Ha ha, hai vị thật quá khiêm tốn, nếu như hai vị không được, chỉ sợ sẽ chẳng còn ai thích hợp hơn. Đại trận lưỡng nghi diệt trần là mấu chốt của thắng bại lần này, chỉ cần hai món huyền thiên chi bảo và hai mắt trận vô sự thì đại trận sẽ liên tục sinh sôi vận chuyển. Minh Tôn trả lời cực kỳ khách khí, hai huynh muội bọn ta chỉ cùng tiến cùng lui nên có thể phụ trách được một mắt trận thôi. Chỗ còn lại xem ra sẽ do đạo hữu này đảm trách hắn có thể không gây ra đại sự nguy hiểm nào chứ gã thanh niên gật đầu bỗng nhiên quay qua phía hàn lập nói hàn lập nghe vậy chỉ mỉm cười cũng không lấy đó làm tức giận hai vị yên tâm hàn đạo hiếu là người có thần thông cực kỳ to lớn ta đem việc này nhờ và hắn nên trong lòng cực kỳ yên tâm minh tôn ngáp dài trả lời có phần hàm hồ nếu minh huynh có lời như vậy bọn ta cũng yên tâm vậy mọi chuyện đều sẽ theo an bài của đạo hiếu Thiếu nữ tên Nguyệt tò mò đánh giá Hàn Lập một lúc rồi nhẹ nhàng cười nói. Tốt lắm, Lão Phu đã sắp xếp người dẫn hai vị đến chỗ mắt trận. Minh Tôn mừng rõ, liền vỗ tay đánh bộp, lập tức đi vào là một vệ sĩ được trang bị áo giáp của thương minh. Hắn cung kính đi lại chỗ hai huynh muội bọn Vân Đạm Nguyệt. Hàn Đạo Hiếu, phía mắt trận còn lại giao cho ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ. Minh Tôn thấy vậy mới nghiêm túc lại rồi quay qua hỏi Hàn Lập. Minh Huynh thật quá nể mặt Hàn Mỗ, vậy tại hạ đành liều mình một phen. Hàn Lập trầm ngâm một lúc rồi không chút hoang mang trả lời. Ha ha, việc này cũng phiền đến người có khả năng thôi. Với Hàn Huynh và Huynh Mùi Vân Đạm kia, trận pháp lưỡng nghi diệt trần coi như toàn vẹn không phải lo gì rồi. Minh Tôn cười cười đáp, Hàn Lập chỉ mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Lúc này có thêm một giáp sĩ khác đến cúi chào rồi dẫn hắn rời khỏi cung điện. Mà đợi bóng của Hàn Lập vừa khuất sau khung cửa, vẻ tươi cười trên gương mặt của Minh Tôn liền thu lại, thay vào đó là nét trao mày đắn đo người có chắc là tên chân tiên này có khả năng thoát khỏi trói buộc của pháp tắc tạm thời khôi phục lại toàn bộ thực lực không nếu không phen tính toán này của ngươi bỗng chốc hóa thành là điều thừa bỗng nhiên một giọng nói xa xa phía sau lưng minh tôn truyền tới tiếp đó cái bóng dưới chân hắn thoáng mơ hồ rồi xuất hiện một dáng người xa lạ minh tôn chẳng hề tỏ ra kinh ngạc mà cũng không thèm quay lại nói yên tâm ta có thu lại được hình ảnh của trận chiến ở huyết thiên tuy rằng hư hao hết chỉ thấy được mờ mờ nhưng lúc hắn biến ra dáng vẻ màu vàng đủ để thấy được thực lực một chân tiên của hắn được khôi phục hoàn toàn. Nếu không đám người bích ảnh sao lại không chịu nổi một chiêu chứ? Mấu chốt của trận đại chiến trước mắt là phải phá được một chiêu đó. Còn không thì kết cục cũng chẳng khác biệt so với đám bích ảnh đâu. Chỉ cần đối phương khôi phục lại chân thân mà không phòng bị thì sao có thể chịu được một chiêu cửu kiếp diệt chân đại pháp? Dù sao công pháp này chính là bí thuật của tiên rời được tổ tiên truyền xuống, lại chuyên dùng để phá hủy thân thể của chân tiên. Tuy rằng trước sau ta mới chỉ luyện hóa được 9 con chân linh nên mới chỉ có thể đánh được một lần duy nhất, nhưng cũng đã dư thừa đối với một tên chân tiên hạ giới này. Bóng người mơ hồ cười ha ha, vẻ như cực kỳ tự tin. Phải là như vậy, tên chân tiên kia có lợi hại đến mấy, nhưng dưới những bố trí này cũng đã tiêu hao hơn phân nửa thực lực, phần nửa còn lại chắc chắn không thể thoát được một đòn của ngươi. Nếu thân thể của chân tiên bị huy, vậy thì thực lực của hắn chỉ còn mạnh hơn một ít so với chân linh bình thường, lúc đó sẽ không còn đáng lo nữa. Minh Tôn chậm rãi đáp, những người khác không được ngươi nói cho nghe kế hoạch này, sau này có sống sót cũng khó bể ứng đối. Mà chỉ sợ bốn con chân linh kia chỉ là vật hy sinh sao? Bóng người âm trầm hỏi, điều này cũng không thể trách được, đối phó với một gã chân tiên lúc thực lực lúc mạnh nhất không trả giá làm sao được. Huống hồ ta đã căn dặn bọn họ rằng tên chân tiên này không phải dạng dễ chơi, để bọn họ tự mình cẩn thận hơn rồi. Minh Tôn trả lời hết sức mập mờ. Chương 2412, trận nhãn. Có điều, vì sao ngươi cho cặp huynh muội Vân Đạm Nguyệt với tên tiểu tử nhân tộc nọ trấn thủ ở hai huyền thiên chi bảo? Theo ta biết, lưỡng nghi diệt trần vốn là loại trận pháp của tiên giới được tổ tiên chúng ta truyền lại, căn bản không cần phải trông coi mắt trận làm gì. Mà nếu tên chân tiên có thể xông đến tận mắt trận thì hẳn là toàn trận bị phá rồi. Bóng người mờ ảo tò mò hỏi, ha ha, ta làm vậy bởi ta có đạo lý của ta. Cho bọn chúng ở trong mắt trận, không chừng còn giúp bọn chúng giữ lại được tính mạng minh tôn cười gian trá mà không trả lời trực tiếp vào vấn đề bỏ đi bản thân ta vốn là ảnh tử của bổn minh thế nên ta không có hứng thú với mấy chuyện lén lén lút của các ngươi nhưng nếu có tìm được một viên chân hồn đan từ gã kia thì nhất định phải giao cho ta có đan này chắc chắn ta sẽ tu luyện thành công cửu kiếp diệt chân đại pháp hơn nữa càng có thêm hy vọng phi thăng lên tiên giới mà chuyến này có thể thành công nhưng cái giá mà bổn minh bỏ ra thật sự là quá lớn bóng người mờ mờ lạnh nhạt nói nếu thật sự tìm được chân hồn đan nhất định sẽ cho ngươi một viên còn về giá cả sao có bỏ ra mới có thu vào ta tin rằng với những bảo vật từ một tên chân tiên hạ giới là đủ để bù đắp lại rồi minh tôn nhẹ nhàng đáp lời hy vọng là vậy tốt rồi bọn người kia đã xuất phát ta cũng đi trước minh tôn đừng nói có một chiêu đó của tên chân tiên ngươi cũng không đỡ được nếu thời cơ chưa tới thì ta nhất quyết sẽ không ra tay cứu ngươi bóng người mờ mờ cười nhẹ rồi nói tiếp đó thân hình của hắn uốn éo rồi chìm mất hút vào hư vô. Từ đầu đến cuối người này Thủy Trung không hề để lộ dung mạo thật sự của mình. Không ra tay cứu giúp sao, đối với người cũng chẳng có kết quả tốt hơn. Nếu một đòn kia của ngươi không có tác dụng thì e rằng ngươi cũng không thoát được đâu. Sắc mặt của Minh Tôn trở nên kỳ quái, hắn lẩm bẩm tự nhủ với mình vài câu. Lúc này, Hàn Lập được một tên giáp sĩ dẫn ra khỏi khu vực thiên ngoại thiên rồi đi vào đại trận lưỡng nghi diệt trần được bố trí cách đó không xa. Theo như lời của Minh Tôn trước đó, đại trận này được bày bố từ 3 vạn 6 ngàn trận kỳ, trận bàn và nhiều loại tài liệu khác, mà như vậy cũng mới coi là tam đủ thôi. Chỉ tính mỗi số lượng tinh thạch cực phẩm sơ sơ đã hơn vạn khối mới có thể bao phủ được hơn nửa vùng đất minh sát. Còn hai mắt trận được đặt ở hai phía nam và bắc, cách nhau khá xa. Hàn lập được tên giáp sĩ dẫn đường bay khá nhanh, chỉ khoảng một bữa ăn cơm đã đến được trận nhãn mà mình phải phụ trách. Từ xa nhìn lại, mắt trận chẳng qua chỉ là tám cột trụ bằng ánh sáng vàng rực tụ lại bên trên một cái tế đàn rất cao xung quanh mỗi cây cột trụ lượn lờ như ẩn như hiện rất nhiều tầng cấm chế ngoài ra vòng ngoài còn được bảo vệ bởi rất nhiều giáp sĩ mà đài tế bên dưới nó có hình tam giác hoàn toàn được cấu thành bởi loại vật liệu nào đó trắng ngà như ngọc nửa thân bên trên đã bị tầng hào quang màu vàng rực bao lấy cố gắng lắm mới có thể thấy được trên đỉnh của nó như có một thứ gì đó rất mờ ảo đang trôi nổi mà thôi thưa tiền bối đây chính là lệnh bài dùng để điều khiển tòa trận pháp. Tất cả những người này đều do tiền bối chỉ huy, những cấm chế trên tòa đài tế này đã sớm được mở ra để phòng ngừa đối phương phát hiện cho nên tiền bối không thể đi lên đó được. Tên giáp sĩ dẫn đường cho Hàn Lập hạ xuống rồi hai tay móc ra một cái thẻ lệnh màu bạc, hắn dâng lên với điệu bộ cực kỳ cung kính. Điều này tất nhiên, tuy ta rất có hứng thú với bảo vật huyền thiên nhưng cũng không phải dạng người không biết đến đại cục. Hàn Lập vẫy tay, vèo một cái đã bắt lấy thẻ lệnh rồi lạnh nhạt nói cảm ơn tiền bối đã thông cảm, vãn bối xin lui ra trước. Tên giáp sĩ lui lại vài bước rồi nhanh chóng bắn vọt đi. Lúc này Hàn Lập mới cúi xuống ngắm nhìn cái lệnh bài màu bạc trong tay. Chỉ thấy nó phát ra ánh sáng chói mắt, bề ngoài được khắc lên rất nhiều ký hiệu nhỏ li ti, hơn nữa lại còn bố trí theo quy luật nào đó cực phức tạp. Mới nhìn một chút mà đã khiến người ta nhức đầu hoa mắt. Ngắm thêm một lúc rồi phất tay cất đi cái thẻ lệnh, hắn bước nhanh lại khu vực gần tòa tế đàn. Xin ra mắt đại nhân, gần một ngàn tên giáp sĩ lập tức đồng loạt cúi người hành lễ trước Hàn Lập. Đứng lên đi, nơi này do ta tiếp quản, mệnh lệnh của ta chỉ có một, không chấp hành lập tức xiết. Bây giờ, các người tiếp tục duy trì bảo vệ đi. Hàn Lập dùng thần niệm quét qua một loạt, ở đây hầu hết là các tu sĩ cấp hóa thần hoặc luyện hư, thế nhưng trong đám bọn họ cũng có đến tám tên hợp thể kỳ tạm coi là tám trụ cột trong đội ngũ. Hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng nói. Vâng, những giáp sĩ nghe được vậy liền dùng mình nhưng vội vàng dã lan, sau đó bọn họ liền trở về đứng thủ vệ quanh các cây cột trụ màu vàng còn hàn lập chớp loáng lên xuyên qua đám vệ sĩ xuất hiện bên dưới tòa đài tế màu trắng ngả ngay trung tâm hắn nhìn lên trên một lượt rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống hình như đây là pháp trận lưỡng nghi vi trần của tiên giới trong thần thức hàn lập chợt vang lên giọng nói chứa đầy ngạc nhiên của giải đạo nhân lưỡng nghi vi trần không phải là lưỡng nghi diệt trần sao hàn lập nghe xong thoáng giật mình hắn liền dùng thần niệm truyền âm lại không phải Tuy rằng lưỡng nghi diệt trần cũng là một loại trận pháp ở tiên rơi nhưng công hiệu đơn giản hơn, chủ yếu là dùng để vây và giết địch. Còn so về trình độ phức tạp thì chưa thể đạt đến một hai phần của lưỡng nghi vi trần được. Giải đạo nhận đáp không chút lưỡng lự. Ô, trận lương nghi vi trần có gì huyền diệu? Ánh mắt của Hàn lập chợt lóe. Lưỡng nghi vi trần có ba công năng là vây khốn, làm suy yếu và tự phát nổ. Cho dù công năng nào cũng đủ khiến cho chân tiên bình thường phải đau đầu. Hơn nữa khả năng tự kích nổ của nó cực kỳ có uy lực. Chỉ cần đủ lượng sinh linh, bảo vật cao cấp hiến tế thì đến cả chân tiên cao cấp cũng dễ phải táng mạng bên trong. Giải đạo nhân đáp lời, hiến tế sinh linh, tự phát nổ, nghe vậy hàn lập dùng mình. Không sai, thứ dùng hiến tế cho mắt trận cũng có thể các loại vật liệu quý hiếm, mà cũng có thể là các sinh linh mạnh mẽ. Nói như vậy, một khi quá trình hiến tế xảy ra, các loài tế phẩm trong bán kính 100 dặm ngay lập tức liền bị luyện hóa thành cho bụi. Giải đạo nhân bình thản đáp lời, ra là vậy, giờ ta đã hiểu tại sao Minh Tôn lại bắt ta và hai người Vân Đạm Nguyệt phải chấn thủ ở trận nhãn, không được rời đi. Khuôn mặt Hàn Lập biến đổi, giọng nói lập tức trở nên giận dữ. Có điều cho dù chỉ đơn giản như lưỡng nghi diệt trần cũng đã khá khó bố trí tại giới diện cấp thấp này. Đừng nói đến loại có trình độ phức tạp như lưỡng nghi vi trần. Theo ta thấy tại chỗ mắt trận này vẫn có chỗ khác biệt so với loại chính gốc. Giải đạo nhân nói thêm, tài nguyên ở giới diện này không thể so sáng với tiên giới được, đại khái cũng đã thay thế hoặc đổi nguyên vật liệu ở một số bộ phận mới có thể miễn cưỡng bày bố được loại trận pháp xuất nguồn từ tiên giới này. Cũng có nghĩa công dụng của nó phải đổi khác ở phần nào đó, hoặc là phải suy yếu đi. Người có tìm ra điểm khác biệt nào không? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi chợt hỏi. Bản thân ta chỉ là một cái khôi lỗi ngụy tiên chỉ biết chiến đấu, bày binh bố trận không phải là chuyên môn của ta. Có thể nhận ra một số loại trận pháp ở tiên giới đã là hết khả năng ta làm được, còn tìm kiếm sơ hở trong đó thì lực bất tòng tâm giải đạo nhân lạnh nhạt đáp, quả thật là phiền phức, ta chỉ định đối phó với tên chân tiên kia chứ không phải cùng hắn đồng quy vô tận. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua đảo lại rồi trở nên lạnh lẽo. Nếu đạo hữu chỉ muốn bảo vệ mình thì ta có biện pháp. Giải đạo nhân suy tư chốc lát rồi chậm rãi nói, biện pháp gì, Hàn Lập nghe vậy liền rung động, ta có thể làm một vài cử động nhờ ở mắt trận nơi này, một khi quá trình hiến tế xảy ra, vị trí mà ngươi đứng sẽ được bỏ quả. Giải đạo nhân bình tĩnh nói, có biện pháp này sao? Có tin được không? Hàn Lập thoáng do dự. Thôi, cứ làm như thế đi. Hàn Lập cân nhắc rồi quyết định. Tốt, ta muốn có phệ kim trùng vương phối hợp với ta. Chỉ có nó mới có thể làm việc này mà không ai hay biết. Giải đạo nhân quả quyết. Không thành vấn đề. Kim Nhi, tiếp theo người cứ làm theo phân phó của giải huynh. Đừng phạm vào sai lầm nào. Hàn Lập gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn đưa thần niệm vào linh thú hoàn rồi nói với phệ kim trùng vương thời gian tiếp theo hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích nhưng ngón tay hơi duỗi thẳng một vệt sáng nhỏ bé bắn vọt ra rồi biến mất hút trong hư không ngay sau đó chỉ cách gang tắc trên cột sáng màu vàng xuất hiện dao động cực nhỏ mà các tu sĩ không tài nào phát hiện được thì ra đó là một con bọ cánh cứng lớn tương đương với hạt gạo thân hình con bọ mờ đi rồi bám sát lấy cột sáng miệng nó nhúc nhích bắt đầu khắc lên cột sáng một loại ký hiệu mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào hơn nữa cùng với lúc này trong đầu con bò không ngừng vang lên âm thanh của giải đạo nhân, chẳng những vậy mà còn có một bức đồ án hoàn chỉnh bao gồm chi chít các loại hoa văn hiện lên rõ ràng. Mà hết thảy quá trình, các giáp sĩ quanh đó hoàn toàn không phát hiện ra cây cột mà mình phải bảo vệ đang xuất hiện loại biến hóa rất nhỏ. Không riêng gì cây cột trụ này, thời gian sau đó, bảy cột trụ còn lại đều bị con vệ kim trùng đã thu nhỏ động tay chạm chân. Lúc này ngân cương tử, tên đầu chọc và những tu sĩ đại thừa danh tiếng khác hoặc đứng hoặc ngồi ẩn mình trên một mảng không chung ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm trang không nói năng gì. Đột nhiên không gian trước đó hơi dao động, thân hình của Minh Tôn trực tiếp ngưng tụ rồi hiện lên. Minh Huynh, sao chỉ có một mình ngươi? Hàn đạo hữu cùng bọn vân đạm nguyệt đâu? Thiếu phụ ô linh nhìn qua rồi nhíu mày hỏi. Các tu sĩ đại thừa khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Ô linh đạo hữu không cần phải lo. Ta đã giao cho ba người bọn họ đi chấn thủ hai mắt trận của tòa đại trận lưỡng nghi diệt trần. Chỉ cần đại trận này không bị phá hủy, chúng ta có thể thoải mái ra tay với tên chân tiên mà không cần phải lo lắng điều gì. Thần thái của Minh Tôn Thủy Trung không biến đổi chút nào. chương 2413, đánh cược, cái gì, thiếu vắng ba người bọn hàn đạo hữu làm cho thực lực của bọn ta lại giảm đi một phần, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Mà đạo hữu hiên cửu linh hiện giờ nơi nào, không phải là cùng đồng loạt ra tay với chúng ta sao? Ngân Cương Tử nhướng mày hỏi, thực là chẳng có biện pháp khác, chỉ có ba người bọn họ đích thân bảo vệ mắt trận mới khiến ta thôi lo lắng về sự an toàn của đại trận lưỡng nghi diệt trần. Dù sao đại trận này là một vũ khí bí mật từ tiên giới, cũng có thể xem nó như đòn sát thủ dành cho tên chân tiên kia. Thế nên cân đối nặng nhẹ xong ta chỉ biết chọn cách này. Còn về Hiên Cửu Linh thì các vị cứ yên tâm, hắn đã đến nơi này rồi. Minh Tôn trả lời không chút hoang mang, ngay lúc lời nói của hắn vừa dứt, bỗng nhiên trong hư vô gần đó vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông sao thế các vị lo lắng hiên mẫu thuộc loại người lâm trận lùi bước sao các ngươi cứ yên tâm cho dù các ngươi có đổi ý bỏ chạy hết thì hiên mẫu cũng sẽ ra tay một mình loại cơ hội được chém giết chân tiên thế này không phải việc hễ muốn là được khẩu khí lớn lắm quả đúng là giọng nói của hiên đạo hữu nếu đạo hữu đã đến nơi đây thì cớ sao không hiện thân ra cho mọi người gặp sắc mặt của ô linh hòa hoãn đi nhiều hơn nhưng ánh mắt của nàng vẫn mang theo từng tia sáng đảo qua khắp nơi những người khác nghe vậy cũng thoải mái hơn đôi chút. Hiên mỗ là loại người luôn thích độc lai độc vãng nên không cần gặp gỡ các ngươi làm gì. Các ngươi chỉ cần biết đến lúc cần thiết ta sẽ lập tức ra tay. Giọng nói của Hiên Cửu Linh vẫn lạnh lẽo vô cảm, lúc này, hết thảy các tu sĩ đại thừa đều nhìn nhau không nói. Bọn họ không thể phát hiện ra vị trí của Hiên Cửu Linh ở đâu nên trong thâm tâm chợt có đôi phần hoảng sợ. Bên ngoài khu vực minh sát, xa tít cuối chân trời bỗng đầu một âm thanh nổ vang rồi kéo theo là vệt sáng xanh chấp động vệt sáng hơi mơ hồ một chút rồi lao vút vào sâu bên trong giải đất minh sát. Đột nhiên màn hào quang chợt tắt, giữa không trung liền hiện ra một chiếc thuyền trong như ngọc lưu ly cao chừng hơn 10 trượng. Ngay trước mũi tàu có dáng vẻ tái nhợt của hai người lục dực và băng phượng đang đứng. Lúc này tạm ổn rồi, thật không ngờ tên điên kia cứ truy đuổi liên tục, chẳng những pháp lực của hắn không hề tiêu hao mà dường như còn càng lúc càng dồi dào hơn. Nhưng đến được nơi này tạm thời coi như đã an toàn, ta muốn chờ hắn thêm một chút để kéo ngắn khoảng cách rồi mới dụ hắn vào bên trong. Lục Dược quay lại nhìn về phía sau, ánh mắt không giấu nổi nét sợ hãi. Không sai, đến giờ này hầu hết số linh dược và bùa chú mà Hách Liên Thương Minh đưa cho chúng ta đã dùng hết. Thậm chí một ít bổn nguyên của ngươi mới khôi phục cũng phải dùng sạch luôn. Nếu lần này bọn họ không chấn áp được gã điên kia, ta và ngươi cũng chẳng còn cơ hội bỏ chạy nữa đâu. Băng Phượng cười với vẻ gượng gạo khó coi. Chẳng phải thằng cha Minh Tôn khẳng định sẽ mời đến các cao thủ hàng đầu ở đại lục này hay sao, nếu vậy trong đó hẳn là phải có chủ nhân trước đây của ta. Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng chủ nhân trước đây của ta có thủ đoạn phi thường. Có hắn gia nhập chuyến này tin rằng hơn phần nửa sẽ không thất bại. Lục Dược bình thản nói, ô, không thể tin nổi là ngươi vẫn có chút tin tưởng đối với Hàn Huynh. Băng Phượng cảm thấy khá bất ngờ, hừ, nếu không phải vậy thì việc gì ta phải trông chờ vào điều kiện ngàn năm không gây phiền toái của Minh Tôn có thời gian ngàn năm chắc chắn ta sẽ tu thành đại pháp, ở linh giới sẽ không kẻ nào đủ khiến ta e ngại nữa. Lục rực hư lạnh, ánh mắt của hắn hơi chấp, có phải không, ta lại thấy tư chất khủng bố đến mức như yêu nghiệt của Hàn Huynh thì ngàn năm nữa sẽ không đoán được tu vi của hắn đến độ nào. Thậm chí trong vạn năm nữa hắn sẽ phi thăng tiên giới cũng có thể. Băng phượng liếc mắt nhìn lục rực, khóe miệng nàng mỉm cười châm chọc. Phi thăng tiên giới, ha ha, ngươi xem việc này đơn giản vậy thôi sao? Toàn bộ linh giới này đâu chỉ có mấy trăm tu sĩ đại thừa, nhưng gần 10 vạn năm nay chưa hề nghe thấy có ai đó phi thăng thành công. Người chủ nhân trước đây của ta có tư chất vào dạng nghịch thiên, có cơ duyên trong người, nhưng nếu chỉ vậy thì vẫn chưa đủ một phần trăm cơ hội. Lục rực cười điên cuồng, phải vậy không, nhưng ta lại rất tin tưởng Hàn Huynh sẽ tiến vào tiên giới. Nếu lần này ta và người đều bảo trụ được tính mạng, người dám đánh cược với ta không? Băng Phượng nghe đến đây, sắc mặt chợt hiện vẻ kỳ quái. Đánh cược, lục dược tỏ vẻ bất ngờ. Rất đơn giản, đánh cược xem Hàn Huynh có thể phi thăng lên tiên giới để trở thành chân tiên không. Băng Phượng nói rất rành mạch, muốn cược cái gì, lục dược nhìn chằm chằm thiếu nữ bên cạnh, thấy đối phương không có vẻ gì giống như đang đùa cợt. Đợi lúc sau hắn mới lạnh lùng hỏi lại, không phải là ngươi rất muốn có ta làm bạn lữ để xong tu sao? Nếu ta thua, ta đáp ứng trở thành vợ ngươi, nhưng nếu trong vòng vạn năm Hàn Huynh phi thăng thành công thì ngươi phải đồng ý với ta một việc hễ thấy ta ở nơi nào thì ngươi phải tự đống lánh đi, không được cùng ta tranh đoạt bất cứ điều gì. Đương nhiên trong vòng vạn năm tới cũng không được quấy dày ta. Băng Phượng thẳng thắn đáp, xem ra ngươi rất nắm chắc về thực lực chủ cũ của ta. Lục rực nghe xong tỏ vẻ do dự không quyết, sao thế, ngươi sợ sao, ngươi không dám tự tin vào phán đoán của mình nên không dám đánh cược. nếu vậy thì nên ngoan ngoãn chờ Hàn Huynh bắt về làm thú nuôi đi. Có cái gì mà ta không dám, nhưng điều cực phải được thay đổi. Ngươi muốn dùng ván cược để ước thúc ta trong vạn năm thì ngươi cũng phải chịu kết quả tương ứng. Nếu chủ nhân cũ của ta không thể phi thăng trong vạn năm nữa, lúc đó ta chẳng còn hứng thú gì lấy ngươi làm vợ, ngươi hãy làm thị thiếp của ta đi, sau này ta sai gì nghe đó, tuyệt đối không được cãi lời. Hơn nữa canh bạc này còn phải lấy tâm ma ra thể độc. Lục dược trầm ngâm trong chốc lát rồi ánh mắt trở nên dữ dần quả quyết. Làm thiếp, thề độc, được, không thành vấn đề. Ánh mắt của băng phương biến đổi nhưng liền không lưỡng lự gập đầu. Lục Dược thấy vậy không dùng mình nhưng sau khi suy tính lại một lượt cảm thấy mọi chuyện không vấn đề gì, khả năng mình bị thua cực kỳ nhỏ bé nên hắn liền há miệng phun ra một ngụm máu. Tiếp đó ngón tay hắn múa lên, đoàn máu huyết xoay tròn vài vòng rồi biến thành một cái mặt quỷ đỏ chót. Lục Dược lầm nhầm trong miệng, ngón tay vẫn liên tục bấm niệm thần chú, xem ra đã quyết tâm thể thốt một phen với ma tâm của mình. Băng Phượng ở bên cạnh thấy vậy, hai chân mày của nàng khẽ nhíu. Sau đó nàng cũng nhả máu thi pháp cùng hạ lời thề tương tự. Giao kèo đánh cực đã thực hiện xong, băng phương cùng lục rực liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt của đối phương ánh lên sự chắc chắn của mình. Nhưng không đợi cho đối phương nói gì, đột nhiên sắc mặt lục rực chợt đổi, hắn quay đầu nhìn về nơi xa xăm nào đó phía sau. Hầu như cùng với lúc này, bầu trời vốn đang im ắng bỗng nổi lên từng trận những tiếng nổ ầm ầm như sấm, hơn nữa từng trận sóng khí như mưa to gió lớn ảo ạt à kéo đến. Đi mau, hắn đã gần tới rồi, khuôn mặt của băng phượng tái đi. Lục Dực không nói không rằng mà chắp tay niệm chú, bàn tay hắn khe cuốn nhanh chóng bỏ một viên đan dược màu đỏ đậm vào trong miệng. Lập tức chiếc thuyền màu ngọc lóng lánh bên dưới rung lên, hóa thành một vệt cầu vồng xanh biết xé trời mà bay mất. Chỉ trong chớp mắt, nó đã bay vào sâu bên trong vùng đất minh sát. Mà cũng khoảng mấy nhịp thở sau, phía cuối chân trời lóe lên từng tia sáng đỏ chói. Một đoàn mây màu đỏ tươi như máu chợt hiện ra, tiếp đó lại dùng tốc độ không thể tưởng được bay thẳng theo phương hướng của chiếc thuyền trước đó mà trong giữa đám mây lúc này hình như đang có mờ mờ ảo ảo tám con ngũ chảo huyết long miệng không ngừng phun ra từng mảng sáng màu vàng rực tạo nên từng trận sấm nổ vang trong nháy mắt đám mây màu đỏ tươi lao thẳng vào vùng đất minh sát rồi đuổi sát theo chiếc thuyền lúc nãy cả hai một chạy một đuổi với tốc độ cực nhanh người ngoài trông thấy tuyệt đối sẽ không thể tin vào mắt mình thế nhưng khoảng cách cả hai đang dần mỗi lúc một thu hẹp không đến một tuần trà sau đứng trên thuyền hai người lục rực và băng phượng đã có thể nhìn rõ bằng mắt thường đám mây phía sau đang ùn ùn kéo đến, sắc mặt ai nấy đều trở nên cực kỳ căng thẳng. Có còn tị phong phù của Minh Tôn không? Lục dực nhìn qua băng phượng, chỉ còn một lá cuối cùng, băng phương trần trừ rồi mới đáp, còn chờ gì nữa, tấm bí phù này không dùng lúc này còn đợi đến khi nào. Lục rực gầm lên, băng phượng nghe vậy chỉ lặng im phất tay áo, một tấm bùa màu xám bạc vọt ra. Tấm bùa chấp động vài cái rồi nhập thẳng vào thân chiếc thuyền dưới chân. Ngay sau đó, trên thân chiếc thuyền hiện lên vô số ký hiệu màu bạc. Những ký hiệu này chấp lên rồi lại lần nữa chìm nghỉm vào trong thân thuyền. Chiếc thuyền bằng ngọc lập tức rú lên một tiếng chói tai, toàn thân nó trở thành mơ hồ, tốc độ của nó bỗng chốc tăng vọt, so với đám mây đỏ tươi phía sau xem ra còn nhanh hơn nhiều rồi cứ vậy mà lao vọt đi. Hừ, lại là chiêu này, chính là một loại phù chỉ dùng một lần, thế nhưng bọn chúng có được phù lục suốt nguồn từ tiên giới quả là một chuyện khó tin mã lương đang đứng trên đầu một con huyết long trong màn mây máu bỗng nhiên hử lạnh chủ nhân chắc hẳn các chân tiên ở thời thượng cổ có lưu lại một vài tấm bùa nếu không thì những đám này sao có thể chế luyện được linh phù của tiên giới dương lộc đứng ở bên khom người trả lời cho là vậy đi nhưng bọn chúng có loại phù này hỗ trợ thật phiền phức nếu không chúng ta đã có thể bắt được chúng từ nửa tháng trước rồi ánh mắt của mã lương lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn ngài cứ yên tâm đúng là loại phù lục này vẫn lưu truyền ở linh giới nhưng tuyệt đối là vô cùng hiếm hoi. Dựa vào những lần chúng đã dùng trước đây cũng đã mấy lượt rồi, không chừng đây là lá cuối cùng cũng nên. Dương Lộc cung kính đáp lại, hắn hoàn toàn không hay biết lời bâng quơ của mình thế nào mà lại nói chúng tình cảnh của hai người lục dực. Hy vọng vậy đi, Dương Lộc, người có thấy nơi này là một chỗ rất tốt để bố trí mai phục không? Mã Lương không đưa ra ý kiến thêm, hắn quét thần niệm về khắp bốn phía, đột nhiên khuôn mặt lộ vẻ kỳ quái. Ơ, ờ, chủ nhân có phát hiện gì sao?" Dương Lộc hơi giật mình, "Không có, nhưng ở nơi âm sát khí dày đặc thế này, cho dù thần niệm của ta rất lớn nhưng vẫn bị hạn chế nhiều. Nếu trong này được bày ra một cạm bẫy thì đây chính là nơi tốt nhất để đối phó với ta." Mã Lương cười nhẹ, chẳng vậy mà trong mắt còn lóe lên từng tia lạnh lẽo. Chương 2414, Hắc Nghe Thú. Nghe vậy sắc mặt của Dương Lộc tái đi, hai mắt hắn đảo khắp bốn phía nhưng chỉ thấy nơi nơi đều là âm sát khí thần niệm cũng chỉ bao phủ được khoảng 10 dặm, căn bản không thể phát hiện người mai phục từ xa được. Không cần phải lo lắng, chẳng phải đã sớm đoán là đám cao thủ ở đại lục này sẽ hành động sao. Vừa hay đúng ý bổn tiên, chỉ cần diệt sách đám người này thì toàn linh giới sẽ không còn ai dám mạo phạm ta nữa. Mã Lương cười lạnh, chủ nhân nên cẩn thận một chút. Theo ta biết thì hách liên thương mình có thế lực rất lớn ở linh giới, nếu bọn họ vận dụng khả năng chỉ e là không ít loại thủ đoạn bí mật đâu. Dương Lộc vẫn cẩn thận nhắc nhở thêm. Thủ đoạn bí mật, chỉ là một thế lực ở cái giới diện nhỏ bé này thì có thủ đoạn gì uy hiếp nổi ta. Kể cả bọn chúng có lợi dụng những trói buộc của pháp tắc đi nữa nhưng đối với ta lại chẳng có tác dụng gì. Mã lương ngáp dài ra vẻ chẳng quan tâm, Dương Lộc thấy dáng vẻ tự tin của mã lương đành chỉ dám vâng vâng dạ dạ không nói thêm điều gì khác nữa. Lúc này đám mây máu và chiếc thuyền lưu ly đã đi vào rất sâu trong vùng đất minh sát. Bất chợt chiếc thuyền ở phía trước trở nên mờ ảo rồi biến mất ngay giữa không trung. Con người của Mã Lương đang đứng trên thân con huyết long co lại, tay áo hắn khẽ phất, những tiếng sấm inh ỏi phát ra từ đám mây máu đột một im ắng rồi dừng lại ngay giữa không trung. Dương Lộc thấy vậy sắc mặt trở đổi mà hào quang cũng lóe lên, lập tức toàn thân hắn được phủ thêm một bộ chiến giáp màu vàng. Đúng lúc này bầu trời chợt vang lên tiếng sét, toàn bộ thiên địa như trao đảo, từ khắp bốn phương tám hướng âm sát khí đen ngòm bỗng nhiên gầm rú lên cuồn cuộn từng đoàn. Tiếp đó ngày giữa không trung lại xuất hiện thêm chi chít rất nhiều cây cờ những cây cờ đón gió mà lớn, thoáng chốc đã cao to hơn trăm trượt, giống như cây cổ thụ che kín trời rồi vây chặt lấy đám mây máu vào giữa. Cùng với lúc đó, một vòng sáng màu xanh hình tròn như mặt trăng đột nhiên hiện ra ngay giữa không trung. Trên vầng sáng có khoảng hơn 10 người đang đứng, bọn họ đều đang nhìn về phía đám mây máu với vẻ mặt khác nhau. Bọn họ chính là nhóm tu sĩ đại thừa của Minh Tôn. Ngoài ra băng phượng và lục rực vừa biến mất cũng đang đứng ở trong đó, chỉ có điều sắc mặt hai người họ đã tái lại còn tái hơn. Mã Lương vẫn giữ vẻ mặt như chẳng thấy gì, liếc nhìn mấy cán cờ khổng lồ một lần rồi khẽ phất tay vỗ vào khoảng không. Một tiếng nổ vang, đám mây trào sôi, sau lại hóa thành một bàn tay đỏ như máu lớn khoảng một mẫu vỗ mạnh về hướng vừa nãy. Oanh, từng mảng hào quang lượn lờ xung quanh gần trăm cán cờ khổng lồ đột nhiên ngưng tụ lại thành một tấm gương năm màu rất lớn. Bàn tay khổng lồ màu máu vỗ lên tấm gương nhưng lại biến mất tích vào bên trong, hầu như không truyền ra bất kỳ tiếng động nào. Gần như cùng với lúc đó, tại một nơi hẻo lánh xa xôi trong khu vực minh sát một cái bàn tay khổng lồ đỏ như máu đột ngột hiện ra rồi vỗ mạnh xuống mặt đất khắp nơi như đồi dung núi chuyển dưới mặt đất liền xuất hiện thêm một cái hố lớn chừng vài dặm ô di rời không gian pháp trận này hình như là mã lương hồ lên kinh ngạc nhưng đúng lúc này những cán cờ lại nổi lên từng tràng âm thanh ông ông tiếp đó một cái gương khổng lồ như vừa nãy lại hiện ra ngay lập tức xung quanh đám mây máu xuất hiện quang cảnh lạ kỳ vô số loại ảo ảnh như đền đài cung điện quái thú quái vật khiến cho người ta phải chú ý lắng nhìn có điều chỉ cần thiếu cẩn thận là linh hồn của người nhìn sẽ bị những ảo ảnh này hớp mất mã lương thấy vậy liền trầm mặt chắp tay bấm niệm thần chú sau lưng hắn bỗng phun ra đoàn khí hai màu đen và trắng đoàn khí ngưng tụ lại cũng tạo thành một tấm gương cũ kỹ hai màu chiếc gương này chỉ bé bằng bàn tay nhưng nhờ điều khiển của pháp quyết nó xoay tròn mấy vòng rồi dần lớn lên cỡ như cái chậu thau mặt ngoài của tấm gương hiện ra một cái thái cực đồ rồi từ đó phóng đi một luồng sáng hai màu đen trắng chỉ thấy không gian quanh đó vang lên tiếng rách toạc mà tấm gương năm màu ở bên ngoài đám mây máu cũng bị cột sáng hai màu xuyên thấu qua hóa thành muôn vàn điểm sáng sau đó tan biến mất mấy tu sĩ đại thừa đứng trên vầng trăng ngạc nhiên còn tu sĩ có cái đầu chọc lóc nhìn về phía minh tôn hỏi minh huynh pháp trận lưỡng nghi diệt trần mà ngươi sùng bái là thế kia sao đối phương chỉ dùng một chiêu tùy tiện là phá giải gọn Hừ, một chiêu, nếu ta đoán không nhầm tấm gương hai màu kia là bảo vật không dưới huyền thiên chi bảo, còn với thứ bình thường ngươi đừng nghĩ đến việc phá vỡ trận này. Nhưng với thủ đoạn như vừa rồi mà cho là hắn đã phá trận lại tuyệt đối càng sai. Minh Tôn đáp lời mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đám mây máu bên dưới, hoàn toàn không quay đầu lại. Thật vậy sao, gã đâu con đầu chọc tỏ vẻ không tin lắm, nhưng lời nói của Minh Tôn bắt đầu ứng nghiệm, ngay sau đó ngay bên dưới tấm gương năm màu vừa bị cột sáng đen chẳng phá hủy khi nãy không biết từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện những ký hiệu nhỏ cỡ hạt gạo màu trắng. Ban đầu còn lưa thưa vài cái, nhưng chỉ chớp mắt sau đã giống như tuyết giữa trời đông. Cùng lúc đó, một cô áp lực của pháp tắc nào đó bắt đầu bao phủ lên đám mây máu. Đứng bên trong đám mây, mã lương chợt thấy thân mình phát lạnh, mà không khí xung quanh giường như bị cô đặc lại. Hắn liền tái mặt, vội vàng chắp tay điều chỉnh lại pháp lực trong cơ thể nhưng phát hiện có đến hơn 3 phần pháp lực bị ngưng trệ mất linh mà dương lộc đứng ở bên ngay khi bị pháp tác bao phủ lên người hắn cảm thấy toàn thân nặng như thái sơn hơn một nửa pháp lực trong người không thể vận dụng được thế nên ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi ngay cả ta cũng bị vây hãm quả nhiên là bí trận của tiên giới bản lãnh của các ngươi lớn lắm ở giới diện thấp bé này mà cũng bày bố được pháp trận cao đến vậy nhưng đáng tiếc là trận này không hoàn toàn trọn vẹn nếu ta muốn phá cũng không quá khó. Mã lương hít thật sâu sau đó cười như điên cuồng, tiếp đó hắn há miệng nhả ra một chiếc ô nhỏ xanh mướt, ngón tay hơi vẽ một vòng vào khoảng không. Chiếc ô nhỏ phát ra một tiếng vang suốt rồi bay vút lên phía trên đám mây. Nó nhoáng lên, đón gió mà lớn, chậm chạp hé mở, thoáng chốc đã thành một cái rủ lớn hơn một mẫu. Chiếc rùng buông xuống một mảng sáng xanh minh mông bao phủ lấy đám mây máu bên dưới. Mà sau khi được màn sáng này che lên, những áp lực của pháp tắc xung quanh đó liền giảm bớt đi bảy tám phần mà đang đứng trong đám mây dương lộc cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều pháp lực hầu như cũng đã khôi phục lại còn về mã lương thì tựa hồ hoàn toàn thoát khỏi trói buộc hắn nghe rằng cười nhẹ rồi đột một dẫm chân lên thân con huyết long phía dưới con rồng ngâm lên một tiếng lớn tám con ngũ chảo huyết long vốn trốn trong đám mây máu đều đồng loạt nhảy ra quanh thân chúng lượn lờ từng tia chấp điện thật to hơn nữa con nào con nấy đều tỏa ra khí thức cấp bậc đại thừa cực khủng bố rồi lao thẳng đến đám người minh tôn đang đứng trên vầng trăng. Ra tay đi, hắn vừa phải đối phó với cấm chế của trận pháp, vừa phải điều khiển đám mây đối phó chúng ta nên tuyệt đối không thể kiên trì được lâu đâu. Ta cũng sẽ gọi bốn vị chân linh đến hỗ trợ các ngươi. Minh tôn thấy vậy liền không do dự hét lên, bàn tay hắn chụp vào hư không, bỗng nhiên lòng bàn tay hiện ra thêm mỗi cái thẻ lệnh màu tím hồng rồi ném ra. Tiếng sét vang lên, cái lệnh bài chấp lóe rồi hóa thành một ký hiệu lớn màu tím hồng. Oanh, 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 oanh. Sau bốn tiếng nổ long trời vang lên, không gian bên cạnh đám mây máu chợt dao động rồi thình lình hiện ra bốn tòa đài màu ngăm đen. Trên mỗi tòa đài đều có một con quái thụ hình dáng cực kỳ dữ tợn đang nằm phục. Bốn con thú này giống hệt nhau, thân chúng dài vài chục trượng, đầu rồng mình sư. Đang nằm dài trên đài cao, hai mắt vốn nhắm nghiền đột một mở lớn, đồng loạt đứng dậy rồi vươn cổ gầm vang như hổ. Hắc nghê, mà đến những bốn con ha ha minh huynh người cũng giỏi giấu giếm lắm có chúng trợ giúp thì trận chiến này không thắng mới lạ ngân cương tử vừa thấy bốn con thú này liền tỏ ra vui mừng mà ô linh cùng mấy người khác cũng không giấu được niềm vui trên mặt hắc nghê là loại chân linh có danh tiếng gần ngang với chân long và thiên phượng mà nếu so sáng với kỳ lân cũng chẳng hề thấp kém hơn vậy mà lúc này còn xuất hiện đến bốn con đủ để làm người ta vững tin hơn nhiều các tu sĩ đại thừa chợt thấy bốn con hắc nghê đồng loạt hóa thành mấy trận gió màu đen ập đến bên đám mây máu, cả bọn lập tức không lưỡng lự bay đến thi triển thần thông hoặc sử dụng bảo vật nghinh đón tám con huyết long. Lúc này, trên không trung chỉ thấy các loại hào quang đủ màu xuất hiện, mây máu quay cuồng, hoặc vô số tiếng gầm rú chấn động. Nhưng khi thấy bốn con hắc nghê bổ nhào vào đám mây, Mã Lương cười nham hiểm rồi chắp tay bấm niệm. Trong phút chốc, đám mây máu rít lên, máu loãng cuồn cuộn xoay chuyển rồi biến hóa thành bốn người khổng lồ đỏ rực cao đến cả trăm trượng. Bốn người này ai nấy đều đầu chọc, mang giáp đỏ dáng quyền nghinh đón đàn thú. Nắm quyền chưa đánh đến nhưng một cỗ mùi máu tanh tưởi đã ập tới trước khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Vù, bốn con hắc nghe đồng loạt tránh né làn khí, sau đó di chuyển tức thời ra sau lưng gã khổng lồ. Chân trước của con thú vung lên, một lưỡi đao màu đen thật dài chợt lóe rồi biến mất. Mà gã khổng lồ cũng lập tức ngã nhào xuống những con thú không vì thế mà dừng lại, thân hình hơi biến đổi rồi tiếp lao về phía đám mây. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên tiếng chặn lạnh lẽo truyền tới từ miệng của Mã Lương. Bốn con hắc nghe cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ vang, thân hình cũng hơi chậm lại. Phốc, phốc, từng loạt âm thanh vang dậy, hơn 10 sợi xúc tua đỏ chót nhanh như chấp nhân cơ hội này từ phía sau kéo đến vừa vặn đánh lên thân bốn con thú. Bốn con thú gầm vang, khí đen quấn toàn thân chúng lập tức tản đi mất hơn nửa đồng thời còn bị đánh văng về sau hơn 10 trường hơn nữa toàn thân chúng còn bị một cỗ lửa đỏ rực thiêu đốt. Ngay sau đó, trong cỗ lửa cuồn cuộn vang lên tiếng gầm giận dữ. Bốn cơn lốc màu đen phóng vút lên đánh bật ngọn lửa đi. Tiếp đó thân hình của bốn con thú còn cao to hơn ban đầu đến mấy lần lại hiện ra. Mà lúc này, không xa phía sau bầy thú, bốn người khổng lồ vốn tưởng là đã chết khi nãy lại đứng thẳng dậy. Hơn nữa sau lưng chúng chẳng biết từ khi nào đã mọc thêm một cái xúc tua đỏ chót, không ngừng ngoe nguẩy chúng dùng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn chầm chầm vào bầy thú màu đen. chương 2415, kịch chiến bắt đầu. Bốn con thú liếc nhìn nhau rồi đồng loạt há rộng miệng, vô số những lưỡi đao đen xì như cuồng phong bạo vũ tuôn ra, lấy khí thế long trời lở đất mà chém về mấy tên cao lớn. Những lưỡi đao màu đen này hoàn toàn không giống loại tầm thường, ngay từ khi được nhả ra đã thoát ẩn thoát hiện như âm hồn ma quỷ. Đến khi chém lên thân gã không lồ thì ánh sáng đen lại chợt lóe, lưỡi đao lại hòa vào da thịt không thất bóng dáng đâu nữa. Chẳng những vậy, thân hình của bốn con thú loáng lên, lao sát theo những lưỡi đao phía trước. Chân trước nó khẽ vung, lập tức từng lưỡi đao đột ngọn chém xuống. Gã khổng lồ thân mình đỏ chót không hề e sợ, hai bàn tay vung lên múa loạn ở phía trước, đồng thời xúc tua đỏ tươi từ phía sau xoay tiết thành một tấm màn huyết sắc nghênh đón những lưỡi đao. Tuy mấy tên khổng lồ này bị thương chi chít, hoàn toàn không phải đối thủ của Hắc Nghê, nhưng cho dù bị chém nát tả tơi đến mức nào thì thân thể bất tử của bọn chúng chỉ cần hóa thành một đám mây máu là có thể khôi phục lại như ban đầu bốn con hát nghe hoàn toàn chiếm thượng phong nhưng lại cảm thấy rất e ngại mấy tên khổng lồ này hai phía cứ vậy mà lâm vào trạng thái rằng co chủ nhân hay để ta đi trợ giúp một tay mấy con hát nghe này khá khó chơi nhưng thuộc hạ biết một vài nhược điểm của chúng dương lộc thấy hoàn cảnh trước mắt liền cung kính hỏi ý kiến mã lương không cần bốn cái huyết linh kia mới luyện thành chưa bao lâu cứ để chúng nó giao đấu nhiều hơn cũng chẳng hư hại gì. Nhưng thật ra ta có chuyện quan trọng khác muốn ngươi làm." Mã Lương nhìn trận chiến xa xa bình thản nói, "Xin chủ nhân cứ phân phó." Dương Lộc dùng mình đáp, "Vừa nãy ta đã âm thầm thi pháp, phát hiện ra loại trận pháp này nhất định phải có hai mắt trận. Ngươi đến một chỗ đó phá hủy cho ta, chỉ cần mắt trận vỡ thì ta sẽ thu lại phần nửa pháp lực đang dùng để ngăn cảm pháp tắc cấm chế, sau đó thi triển thủ đoạn chớp nhoáng một mẻ bắt hết đám kia." Mã Lương không lưỡng lự nói, tuân mệnh, thuộc hạ lập tức đi ngay, nhưng không biết mắt trận còn lại chủ nhân sẽ đối phó ra sao. Dương Lộc kho người vân lời nhưng lại trần trừ một chút rồi hỏi. Hừ, người cứ làm tốt phần người của được, mắt trận khác không cần người phải quan tâm. Mã Lương trầm giọng quát, vâng, thuộc hạ lắm miệng, mong chủ nhân không trách tội. Ta lập tức đi phá mắt trận kia, Dương Lập cảm thấy trong lòng phát lạnh, lập tức cúi đầu nói. Chậm đã, ta có hai thứ này giao cho ngươi vừa dứt lời mã lương phất tay lên lập tức cán ô đang tỏa ánh sáng màu xanh bao bọc lấy đám mây máu phân ra một đoàn hào quang xanh biết rồi bắn nhanh xuống chớp mắt sau đoàn hào quang hiện ra một cái ô nhỏ xíu mà giữa hai mi mắt của hắn cũng có thêm một viên ngọc long lanh trong suốt bắt lấy trong ý niệm châu có lưu lại cảm ứng vị trí pháp trận của ta có nó ngươi sẽ dễ dàng tìm thấy chuẩn xác nơi cần đến hơn nữa thông qua viên châu này ta có thể tùy lúc biết được tình hình của ngươi còn đây là phần nhỏ của thanh độn tán có thể giúp ngươi ngăn trở được cấm chế của trận pháp, tuy nhiên thời gian rất ngắn, tốt nhất là ngươi nên đi nhanh về nhanh. Mã lương ném hai vật qua rồi nghiệm giọng nói, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ không khiến ngài thất vọng. Dương lộc đón lấy hai vật nọ, ngay lập tức hắn quăng chiếc ô nhỏ ra phía trước, một làn ánh sáng màu xanh bao phủ lấy toàn thân. Dương Lộc dùng thần niệm đảo qua viên châu trong tay rồi xoay một vòng trở về nguyên hình mình gấu đầu hưu. Tiếng xé gió vang lên, con thú lao ra khỏi đám mây, hóa thành luồng ánh sáng lao về trung tâm đám trận kỳ rồi biến mất hút. Mã lương thấy Dương Lộc đi thật xa mới lại phất tay, từ bên trong bay ra một cái hộp ngọc màu tím hồng, sau đó điểm nhẹ. Phanh, cái hộp vỡ tung, để lộ một hình người tí hon đỏ thấm bị dán lên thân bởi tấm bùa màu vàng đang lơ lửng trước mặt. Người tí hon cao khoảng nửa thước, tóc dài đỏ sậm, đeo mặt nạ hình quỷ, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trải đầy những từng đạo linh văn màu đỏ, thỉnh thoảng còn tỏa ra một làn hào quang nhẹ nhẹ, Mã lương chăm chú nghiêm nghị nhìn người tí hon, pháp quyết trong tay không hề trần trừ đánh ra một đạo sáng màu bạc. Tia sáng lóe lên, lập tức nhập vào thân hình tên tí hon không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, tấm bùa màu vàng trên thân người tí hon rơi xuống không một tiếng động, cặp mắt trên khuôn mặt quỷ từ từ hé mở, để lộ ra hai con người đỏ nhạt đờ đẫn không chút biểu tình. Mã lương không nói không rằng, dồn pháp lực về giữa hai mắt ép ra một viên ý niệm châu khác rồi búng nó thẳng vào trong thân thể của người tí hon. Đi, Phá hủy pháp trận còn lại, kẻ nào cản trở giết kẻ đó. Mã Lương nhìn chằm chằm người tí hon rồi ra lệnh, hai mắt của người tí hon chợt lóe từng tia sáng đỏ nhạt, thân hình nó dâng lên trời cao, ở giữa không trung lại xoay tròn một vòng rồi hóa thành một vệt cầu vòng đỏ đậm lao đi mất hút. Dường như nó không hề bị ảnh hưởng bởi pháp tác do trận pháp gây nên. Đứng trên vầng trăng, người chủ trì toàn cuộc chiến là Minh Tôn vẫn chưa ra tay. Vừa thấy cảnh đó, sắc mặt hắn hơi đổi nhưng cân nhắc một chút rồi nhìn về phía lục dực vẫn đang trong tình trạng đại thương chưa hồi phục nguyên khí bên cạnh. Lục dực đạo hiểu, xem ra hắn đã phát hiện vị trí mất trận. Tuy đã có hàn đạo hiểu và vân đạm sở chấn thủ, nhưng để đề phòng, đạo hiểu hay đi cản trở trước, cố gắng kéo dài thời gian tiếp cận của bọn họ. Minh Huynh đã rất rõ trạng thái của ta lúc này, ta còn biện pháp nào đeo bám bọn chúng sao? Lục dực cũng nhìn qua, hai mắt nhíu lại, yên tâm, tất nhiên lão phu không yêu cầu đạo hữu lấy cứng đối cứng. Ở đây tao có một trận bàn là huyền thiên tàn bảo, có bảo vật này tin rằng đủ để đạo hữu cản trở đối phương được một lúc. Nếu đối phương phá bỏ được, đạo hữu hãy nhẹ nhàng lẩn đi trước là được. Minh Tôn vẫn bình thản chẳng tỏ vẻ tức giận chút nào. Nếu chỉ là chạy trốn thì không thành vấn đề. Tốt, người đưa trận bàn đây, nếu đúng là nó có khả năng vây khốn địch thì ta cũng có thể đi thêm một lần nữa. Lục Dược cân nhắc một lúc mới miễn cưỡng gật đầu, Minh Tôn mỉm cười, cổ tay run lên, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn một cái vòng tròn màu trắng ngả ném qua cho lục dực. Lục dực bắt lấy, chăm chú quan sát một lúc thật lâu mới nhìn qua minh tôn, chậm rãi gật đầu. Băng phượng đạo Hữu người cũng đi trợ giúp cho đạo Hữu lục dực một tay đi. Minh tôn cũng nhìn qua băng phượng nói, tốt, trận chiến này liên quan đến tính mạng của ta, bỏ ra chút sức cũng là chuyện phải làm. Vậy mà băng phượng bình thản gật đầu đồng ý, Minh tôn nghe vậy liền tỏ vẻ hài lòng. Bàn tay khẽ chụp vào khoảng không, đột nhiên hắn bắt lấy một cán cờ nhỏ màu đen khẽ phất lá cờ về phía hai người băng phượng và lục rực oanh phía dưới hai người bọn họ chợt dao động một cái pháp trận sáng trưng bởi đủ loại màu sắc hiện ra xoay chuyển vài vòng rồi ông lên truyền tống bọn họ đi mất hút minh tôn chỗ kia có cần ta đi một chuyến không có vẻ trong một thời gian nữa nơi này vẫn chưa cần đến ta phải ra tay đột nhiên giọng nói của hiên cửu linh truyền đến từ dưới chân của minh tôn người có chắc sẽ đối phó nổi tên tí hon kia không nếu chẳng may thất bại sẽ là chuyện không đùa được đâu. Minh Tôn tỏ vẻ do dự, yên tâm, tên đó có khí thức khá kỳ quái, nhưng cùng lắm cũng chỉ là linh thú hay yêu ma biến hóa gì đó. Công pháp của ta lại là khắc tinh của bọn này, đối phó chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không chậm chế chuyện nơi này. Huống hồ nếu ta không ra tay thì ngươi có thể đích thân qua đó. Nhưng nơi này chỉ có mình ngươi mới có thể mượn trận pháp để khống chế toàn bộ cục diệt giọng nói lạnh lẽo của hiên cửu linh vẫn truyền đến không nhanh không chậm tốt ngươi nói thế nên cũng đành như vậy nhưng ta truyền tống ngươi qua đó đừng lôi thôi chuyện gì khác lập tức dùng thủ đoạn chớp nhoáng tiêu diệt nó rồi lập tức truyền tống ngươi trở lại minh tôn phân vân một lúc rồi đành đồng ý ngươi không tin tưởng vào bản lãnh của ta sao lần này tuyệt đối sẽ không kéo dài quá một bữa cơm hiên cửu linh cười ha ha tiếp đó trước mặt minh tôn hơi dao động một người trung niên mặc áo bảo cho sắc mặt bình thường bất chợt hiện ra minh tôn cầm cán cờ trong tay cũng phất về người đứng đối diện một lần một cái pháp trận năm màu hiện lên tỏa ánh sáng diễm lệ rồi truyền tống gã trung niên ở bên trong đi không để lại chút tiếng động nào ở trong đám mây máu phía dưới ánh sáng vàng trói từ hai tròng mắt của mã lương tắt đi vừa rồi hắn cũng thấy được hành động của minh tôn trên vầng trăng tròn nhưng ngoài trời cười lạnh nhạt hắn chẳng làm thêm điều gì khác cứ vậy hắn đúng giữa đám mây máu rồi quan sát trận chiến đang diễn ra kịch liệt ở bên ngoài Minh Tôn thấy dáng vẻ bình tĩnh của địch, hắn cũng nhẹ nhàng an ổn đứng trên vầng trăng rồi không có thêm bất cứ hành động nào. Hàn Lập vẫn ngồi xếp bằng bên dưới tế đài, hai mắt khép hờ, dường như là đang chuyên chú dưỡng tâm an thần. Bỗng nhiên sắc mặt hơi động, hai mắt mở lớn rồi nhìn ra rất xa ở một phương nào đó, còn tỏ thêm vẻ kinh ngạc. Cũng cùng lúc đó, ở chân trời xa tít phía bên kia truyền đến từng trận nổ âm âm, một cỗ dao động cuồn cuộn ập tới. Bởi vì còn cách vị trí mắt trận này rất xa nên cũng không tạo ra ảnh hưởng nguy hại nào, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến các giáp sĩ của thương minh thủ vệ ở nơi này một phen sợ tái mật. Cả đám nhao nhao lâm vào trạng thái sẵn sàng đối địch. Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, tia sáng màu lam chớp động trong hai con ngươi. Tầm nhìn của hắn lập tức vươn ra mấy ngàn dặm, cảnh vật ở mọi nơi lập tức trở nên rõ ràng như không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì chỉ thấy ở giữa không trung rộng lớn vốn trước đây trống không thì giờ đây bất ngờ xuất hiện thêm một tòa pháp trận màu trắng ngả rất lớn. Bên trong pháp trận liên tục phát lên những tiếng động ầm ầm vang trời. Dường như có một bóng đen cao hơn 10 trượng liên tục tả sung hữu đột, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa cách nào xông ra khỏi màn sáng được. Mà trên đỉnh của trận pháp lại có hai người một nam một nữ đang đứng lơ lửng. Trong đó thiếu nữ khoác trên mình áo bào màu bạc, dung nhan xinh đẹp nhưng cặp mắt anh lên vẻ lạnh lẽo cương liệt. Nam lại mặc áo trắng, hai bên gò mà hiện lên từng nét linh văn vừa vàng vừa bạc. Ô, là nàng, nếu vậy người bên cạnh chắc chắn là lục rực rồi. Ánh mắt lấp lánh của Hàn Lập thoáng đảo qua thiếu nữ rồi dừng lại trên người tên áo trắng có khuôn mặt khá giống mình. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười khỏe mà như không. chương 2416, thần hồn ấn ký. Hắn hơi cân nhắc, bỗng nhiên môi khẽ nhúc nhích, ở cách đó mấy ngàn dặm, trong tai băng phương tức thì vang lên giọng nói của Hàn Lập. Tuy chỉ vài câu ngắn gọn những cũng đủ để nàng mừng rỡ. Cái gì thế, ai đang truyền âm nói chuyện với ngươi? Lục dực bên cạnh cảm ứng được sự khác thường của băng phượng nên quay lại hỏi. Hàn đạo Hữu đang ở mắt trận không xa phía trước, hắn gọi ta qua đó. Lục dực đạo Hữu có muốn cùng ta qua đó không? Băng phượng liếc mắt nhìn lục dực rồi khẽ cười. Cái gì, hắn chấn thủ mắt trận này. Lục dực nghe vậy, sắc mặt tái hẳn đi. Sao nào, lục dực huynh không muốn qua đó sao? Băng phượng chấp mắt hỏi hư, ta qua đó rồi lấy ai chủ trì càn khôn pháp bàn. Nếu ngươi muốn đi gặp hắn cứ tự mình đi là được. Lục dược âm trầm một lúc thật lâu mới lạnh lùng nói. Hàn huynh nhờ ta chuyển một câu, nếu ngươi muốn táng thân ở đây thì cứ việc đứng yên là được. Nhưng muốn bảo trụ được tính mạng thì nên theo ta qua gặp hắn. Còn nếu tên chân linh trước mặt thoát ra, hắn sẽ đích thân đối phó. Băng phượng thở dài, nói vậy là Hàn lập muốn uy hiếp ta. Vẻ mặt của lục dược trở nên dữ tợn, lời đã nói xong, người muốn tin hay không thì tùy băng phượng cười khanh khách rồi chắp tay bấm niệm pháp quyết một làn sáng mờ mờ bao lấy thân nàng hóa thành một vệt cầu vồng bay vọt đi lục dực cũng không ngăn cản mà cứ đứng nhìn theo hướng đốm hào quang biết mất trong lòng đầy nỗi phân vân một lúc thật lâu sau hắn mới dẫm chân nghiến lợi Người đã phát hiện ra ta vậy ta cũng nên đi gặp tên chủ nhân cũ này một lần cho dù thế nào thì ta cũng cùng cấp bậc với hắn chẳng lẽ ta sợ hãi ngươi mãi sao vừa dứt lời sau lưng hắn hơi dao động rồi xuất hiện thêm 8 chiếc cánh ve trong suốt. Vỗ nhẽ, phù, lục rực liền hóa thành một vệt sáng biến mất ở tiết cuối chân trời. Cuối cùng thì hắn đã chẳng còn quan tâm đến pháp trận màu trắng ngả phía dưới nữa. Mà bởi không có ai chủ trì, lúc này hào quang trên bức màn thoáng chốc đã giảm đi 2-3 phân so với ban đầu. Bóng đen to lớn bị vây bên trong cũng cảm ứng được sự khác biệt. Nó càng cố liều mạng vùng vẫy tạo ra những tiếng động vang trời, đinh tai nhức óc. Ngay lập tức, cả tòa pháp trận bắt đầu trở nên rung chấn kịch liệt. Hàn huynh, quả nhiên huynh ở đây, thật sự là quá tốt rồi. Hào quang chợt tắt, thân hình của băng phượng hiện ra trên không trung khu vực tế đài. Vừa trông thấy hàn lập nàng đã vui mừng thốt lên, các vệ sĩ quanh đó đã được hàn lập nhắc nhở từ trước nên thấy nàng tới chỉ lặng yên như cũ. Băng phượng đạo hiếu, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi lại tăng mạnh. Quả đúng là thân thể của băng phượng không đơn giản chút nào. Hàn lập mỉm cười, hàn huynh lại trêu đùa, với chút tăng tiến ấy so với đạo hữu thật giống như một trời một vực. Mà thanh danh của huynh lúc ta du ngoạn ở bên ngoài cũng nghe được không ít. Băng Phượng cười nhẹ rồi từ từ đáp xuống chỗ cao nhất phía trước người Hàn Lập. Chút danh tiếng ấy thật ra Hàn Mỗ không hề muốn, nếu không có chuyện phải mạo hiểm như trước mắt thì tìm ta không dễ đâu. Ô, Lục Dực cũng đang lại đây, người đợi chút để ta nói với hắn mấy câu. Hàn Lập nói xong, ánh mắt lóe lên tia sáng màu lam rồi nhìn về một hướng rất xa. Hàn Huynh nên cẩn thận, từ khi lục dược tiến cấp nên đại thừa đến nay thần thông của hắn cũng không phải nhỏ đâu. Hơn nữa hắn còn rất am hiểu một loại độn thuật thần bí, ngay đến cả chân tiên cũng không dễ dàng đuổi kịp ngay được. Băng Phượng không ý kiến gì thêm, chỉ lui ra đứng phía sau rồi nhắc nhở đôi lời với Hàn Lập. Ô, đến cả chân tiên cũng không đuổi kịp, có cơ hội Hàn Mỗ cũng muốn kiểm nghiệm một lần. Hàn Lập nghe vậy liền tỏ vẻ hứng thú. Đúng lúc này phía xa xa trên bầu trời vang lên từng tiếng vù vù, một đốm sáng nữa cũng đang từ xa bay lại các vệ sĩ của thương minh xôn xao nhưng sau khi nghe giọng nói bình thản của hàn lập người đến không phải địch đâu tức thì trở nên im lặng hào quang lóe lên lục dược liền xuất hiện trên không trung đại tế hắn cúi đầu liếc nhìn hàn lập rồi giữ sắc mặt không đổi mở miệng nếu ngươi muốn gặp ta sao lại không tự mình đi tới còn nói ta không đến đây sẽ tán thân nữa ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi sao nếu không tin vậy sao ngươi lại theo băng phượng đạo hữu tới đây hàn lập nhẹ nhàng đáp hừ nghe nói người đồng ý tự mình đối phó với tên chân linh kia nên ta cũng chẳng cần ra tay giúp người bám trụ hắn làm gì. Hơn nữa ta cũng muốn xem thần thông của vị chủ nhân cũ này có lợi hại như trong lời đồn không. Lục rực hư lạnh, vậy sao, tựa như ngươi rất tự tin là ta không thể bắt được ngươi. Lại còn dám đứng trước mặt ta nói chuyện như vậy, phải chăng ngươi đã quên trong cơ thể vẫn còn một huyết khế ta đã gieo vào. Hàn lập nhíu mắt rồi cười khẽ, ha ha, nếu ta chưa tiến cấp đại thừa, vì khoảng cách chênh lệch quá xa thì còn chút kiêng ngại loại huyết khế này. Nhưng lúc này tu vi của ta đã tương đương ngươi, ta không tin cái khế ước này có bao nhiêu tác dụng. Lục rực cười to, thật không, xem ra ngươi trở nên rất tự tin khi tiến cấp lên đại thừa. Nhưng ngươi lại sai rồi, vẻ mặt của Hàn Lập vẫn thủy chung không đổi, hắn chậm rãi nói. Vừa dứt lời, một tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp mà giữa hai mắt chợt lóe tia sáng màu lam giống như hai vầng thái dương từ hai hốc mắt tràn ra, hắn vẫn ngồi im nửa bước không rời thế nhưng một cỗ lực lượng tinh thần khổng lồ giống như thực chất liền trào ra rồi chụp xuống. Lục rực giật mình, không nghĩ vừa mới giáp mặt mà Hàn Lập đã ra tay. Hắn kinh hãi quát khẽ, thân hình hơi động như muốn bắn vọt về phía sau, đồng thời một tay cũng vội dơ lên như sẽ thi triển bí thuật nào đó để phản kích. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập hừ một tiếng lạnh lẽo. Tiếng hừ tuy không lớn nhưng truyền đến tai của lục rực lại làm cho thần thức của hắn ông lên như bị muôn ngàn tia sét đánh, thân hình đang lui về hay pháp quyết đang chuẩn bị xuất ra cũng vì vậy mà trở nên chậm chạp. Mà đúng lúc này, trong nháy mắt cỗ lực lượng tinh thần khổng lồ cuồn cuộn ập đến cuốn lục dực vào giữa, đồng thời một chữ định khác lại từ miệng hàn lập truyền ra. Lục dực chỉ cảm thấy trong biên thần thức của mình có một điểm nhỏ nổ tung, tiếp theo là một loại dao động cực kỳ quỷ dị tràn ra, nháy mắt đã lan khắp toàn thân thể. Hắn chỉ cảm thấy thân thình loạn choạng, kể cả đầu lẫn tứ chi đều trở nên cứng ngắc, không làm cách nào nhúc nhích được. Ngươi, lục rực hét lên nhưng mồm miệng cũng cứng lại không sao nói hết được cuối cùng chỉ còn mỗi vẻ hoảng sợ cực độ trên khuôn mặt thấy vậy hàn lập mới không chút hoang mang thả lỏng pháp quyết băng phượng bên cạnh nhìn thấy cảnh này lập tức phải há mồm trợn mắt tuy nàng biết lục rực tuyệt đối không phải đối thủ của hàn lập nhưng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới ngay cả cơ hội ra tay cũng không kịp cuối cùng bị hàn lập thi pháp chế trụ trong tức khắc hàn huynh đây là chuyện gì mang theo vẻ ngơ ngác giật mình một lúc mới cất lên được tiếng hỏi không có gì chỉ bởi hắn quá coi thường tác dụng của huyết khế, cứ cho là ngang cấp với ta là sẽ không bị trói buộc. Cơ bản thì cách nghĩ này không sai, nhưng nếu đối với ta thì mới là sai 10 lần sai. Hàn lập cười nhẹ, hắn thầm nghĩ trong lòng, với thần thức của mình mạnh gấp mấy lần đối phương, chỉ với khoảng cách tranh lệch này đã thừa sức phát huy uy lực không nhỏ của huyết khế. Nghe Hàn Lập trả lời vậy băng phượng tự hiểu là Hàn Lập không muốn nói quá rõ ràng, nhưng nàng cũng thông minh không tiếp tục hỏi thêm nữa. Hàn Lập quay lại quan sát thiếu nữ này một lúc, bỗng đột nhiên nói. Ta nghe nói người bị tên chân tiên kia đuổi giết liên tục, đây là chuyện gì? Nhân lúc này hãy kể ra đi, Hàn Huynh đã hỏi thì tiểu muội xin nói hết, trước đây muội bị lục rực bắt đi, bắt đầu là từ lôi minh đến tận đại lục huyết thiên. Ngày đó, đối với Hàn Lập tất nhiên băng phượng không có bất cứ điểm nào để giấu giếm. Gương mặt xinh xắn một mực kể lại mọi chuyện, cứ như vậy, muội và lục rực bị đám người của Minh Tôn chặn giữa đường, không thể không đáp ứng làm mồi nhử cho người ta. Nếu vậy, tên chân tiên kia muốn thu ngươi với lục dực làm tôi tớ. Sau đó lại bị lục dực chọc giận nên mối một mực đuổi giết như vậy. Hơn nữa hắn đã để lại dấu vết trên người các ngươi nên bất kể chạy xa đến đâu cũng vẫn có thể đuổi theo được. Hàn lập nghe xong sờ cầm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận. Để Hàn huynh chê cười, ta với lục dực đều đã tự mình kiểm tra nhưng không thể phát hiện ra đối phương đã để lại ấn ký nơi nào. Vậy nên chỉ có thể đoán là hắn đã gieo ấn ký vào tâm hồn. Bí thuật của tiên giới thật đáng sợ, xưa đến nay chúng ta chưa từng thấy thủ đoạn nào như này băng phương cười khổ lưu lại ký hiệu trong linh hồn nếu vậy ta có thể giúp được các ngươi một chút hàn lập nghe vậy ánh mắt chợt lóe hắn mỉm cười nói cái gì hàn huynh có biện pháp gì sao lúc trước ta đã nhờ minh tôn nhưng hắn cũng bó tay băng phượng nghe xong liền mừng rỡ nhưng mơ hồ trong lòng vẫn có chút không dám tin nếu chỉ đơn thuần là phương thức lưu lại ấn ký và tâm hồn kể cả có là bí thuật của tiên giới thì cũng chẳng phải là bí thuật cao cấp gì hơn phần nửa là hắn dựa vào sự mạnh mẽ của thần hồn của mình mới có thể dễ dàng làm vậy chỉ cần thần hồn của ta không kém đối phương quá xa thì vẫn có vài phần giải trừ nếu ngươi tin tưởng thì ta có thể thử một chút hàn lập bình tĩnh lạ thường có hàn huynh ra tay tương trợ tiểu muội cầu còn không được hàn đạo hiếu cứ việc ra tay thử là được băng phượng đồng ý không chút chần chờ được đạo hiếu cứ buông lòng thức hải không nên kháng cự thần hồn lực của ta hàn lập nghe xong cũng gật đầu một ngón tay búng về phía băng phượng trong khi miệng vẫn chậm chậm nói. chương 2417, chảm lộc thượng. Băng phượng nghe vậy liền gật đầu không chút do dự, đôi mắt xinh hơi khép, trong lòng cực kỳ bình thản mặc kệ cho tâm thần lực của Hàn Lập tiến vào. Lúc này Hàn Lập mới búng khẽ ngón tay, từ đầu ngón lóe lên một sợi tơ nhỏ xíu trong suốt rồi nhập thẳng vào mi mắt của băng phượng. Ngược lại băng phượng bình tĩnh lạ thường. Nàng chẳng hề có phản ứng nào đối với sợi tơ trong suốt từ đầu ngón tay của Hàn Lập đang chui vào mắt mình còn hai mắt của Hàn Lập lại tỏa ra từng tia sáng màu lam trói lọi. Ngón tay hắn rung nhẹ làm cho sợi tơ chấp động lên xuống không ngừng. Bỗng nhiên Hàn Lập nhíu mày, bàn tay còn lại của hắn liền bấm những loại pháp quyết phức tạp. Phốc, ngay lập tức, sợi tơ liền thay đổi màu sắc, từ trong suốt bắt đầu chuyển qua trắng đục, rồi trở nên sáng chói mắt, chấp động càng ngày càng kịch liệt. Khoảng một tuần trà trôi qua, sắc mặt của băng phượng lộ vẻ thống khổ đau đớn, thậm chí dường như nàng còn đang dãy ruộng. Thét lên một tiếng khe khẽ, Đôi mắt nàng đã mở trở lại mà sợi tơ trong suốt cắm trên mi mắt cũng lập tức vỡ vụn. Toàn thân nàng mồ hôi đầm đìa ướt đẫm giống như vừa mới được kéo từ dưới đáy nước lên. Mà lúc này, ánh mắt long lạnh có thêm một tia mê ly, giống như còn chưa tỉnh sau cơn mê. Hàn Lập thấy vậy chỉ mỉm cười, hắn phất tay về phía đối diện quét tới một làn sáng nhẹ. Làn sáng chạm vào thân thể khiến Băng Phượng giật mình, lúc này đôi mắt mới khôi phục lại sự tỉnh táo. Trước hết đạo hữu hãy xem xét thần hồn của chính mình có gì khác với lúc trước không? Hàn Lập Thông thả hỏi, đa tạ Hàn Huynh đã giúp, tuy không biết cách nào nói ra sự khác biệt nhưng quả là muội cảm thấy một chỗ nhỏ không biết thế nào lúc đầu dư ra tựa hồ đã được loại bỏ. Cuối cùng nhờ có thần thông quảng đại của Huynh mới giúp tiểu muội loại bỏ được mối hỏa hoạn này. Băng Phượng vội vàng kiểm tra lại bên trong thân thể rồi vui mừng quá đỗi. Không có gì, bởi vì thần hồn của ta mạnh mẽ hơn một chút so với tu sĩ đại thừa bình thường mà thôi, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng thành công như vậy mà ngoài ra cũng có thể do thần hồn lực của tên chân tiên này bị áp chế rất nhiều ở linh giới nếu không chắc ta cũng đành bó tay mà thôi hàn lập ôn tồn đáp mà sau khi lục dực vẫn đang không thể nhúc nhích bên cạnh trông thấy hết thảy mọi chuyện khuôn mặt hắn không thể biểu lộ ra cảm xúc gì nhưng từ trong ánh mặt lại toát lên sự hoảng sợ rất lớn tựa hồ như hàn lập cũng đã nhận ra biến hóa trong tâm tư của lục dực hắn quay đầu lại lạnh nhạt nói ta có một số việc cần ngươi giải quyết nếu ngươi có thể làm được thì ta sẽ giải trừ huyết khế, trả lại tự do cho ngươi. Bằng không với sự chênh lệch về thần hồn, nếu ngươi không thể phi thăng thành tiên thì nhất định cả cuộc đời này sẽ không thể nào phản kháng lại ta được. Vừa dứt lời, Hàn Lập phất tay vào hư không bấm niệm pháp quyết. Một luồng thần niệm nháy mắt xuyên qua thân thể, đồng thời quanh đó liền hình thành thêm một lớp màn cách âm bao bọc. Lục Dực chỉ cảm thấy trong thức hải của mình có một điểm gì đó máy động, lập tức thân thể hắn khôi phục lại quyền khống chế nhưng bởi vậy sắc mặt hắn lại càng khó coi. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Lục Dực nhìn Hàn Lập chầm chầm, hỏi với giọng lạnh lẽo. Lúc này ta cần một số loại tài liệu nhưng vẫn chưa thể thu thập xong. Ngươi thay ta đi các giới diện quanh đây tìm kiếm. Nếu trong ngàn năm có thể thu thập đủ hết, ta sẽ thành toàn cho ngươi việc giải trừ huyết khế. Đương nhiên việc giúp ngươi xóa bỏ đi ấn ký trong linh hồn mà tên chân tiên đã gieo vào cũng được xem là thù lao. Mặt khác, ta muốn ngươi đáp ứng, ngươi phải lập lời thề sẽ giúp nhân tộc ba lần nếu sau này có kiếp nạn xảy ra. Hàn Lập vẫn bình thản như thường, chỉ là điều kiện này, Lục Dực nghe xong cảm thấy hơi giật mình, ngươi đã tiến cấp lên đại thừa kỳ thì tất nhiên không thể lại cho ngươi làm linh thú của ta nữa. Tuy bằng vào huyết khế ta vẫn có thể giết chết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng với ta mà nói lại chẳng có lợi ích gì. Hàn Lập thờ ơ trả lời, trước hết ngươi đưa ta xem danh sách tài liệu đã, còn lời thề tương trợ cho nhân tộc thì sau việc này hắn nói. Lục Dược suy tính rất nhanh rồi mau chóng nói, việc này không thành vấn đề, có điều một ngày ngươi không lập lời thề thì ta cũng sẽ không giải trừ huyết khế cho ngươi. Hàn Lập cũng không cho ý kiến thêm, tay hắn khẽ tung tới một cái thẻ ngọc màu trắng, Lục Dược giơ tay lập tức bắt lấy cái thẻ ngọc sau đó áp lên chán, thần niệm của hắn quét qua một lần. Số tài liệu ghi lại trong đó cũng không nhiều lắm, chỉ hơn 10 loại mà thôi. Nhưng xem kỹ lại chủng loại thì với ánh mắt của một tu sĩ đại thừa như hắn cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Những tài liệu này tuy rằng không phải những thứ đã tuyệt tích khỏi thế gian như trong truyền thuyết nhưng bất cứ loại nào cũng rất khó tìm ra. Mà nếu có thì cũng không dễ gì đoạt được trong thời gian ngắn. Hơi đắn đo một lúc, nếu là bình thường thì với khoảng thời gian như đã nói cũng chỉ tạm tìm kiếm đủ yêu cầu mà thôi. Hư, người đúng là sư tử rộng miệng, nếu ta đáp ứng thì nhất định trong một ngàn năm tới sẽ không thể tu luyện được gì mà hầu hết thời gian đều sẽ phải tìm kiếm tài liệu cho ngươi. Lục rực hừ lạnh, khuôn mặt lại trở nên âm trầm. Vậy là ngươi không đồng ý. Chớ quên nếu trước đây ta không tiêu phí rất nhiều tâm huyết, tìm kiếm các loại linh dược để giúp ngươi biến dị thành công nhiều lần thì ngươi đã không thể có được trí khôn, cũng đừng nói đến chuyện tu luyện tới cảnh giới này. Hàn Lập vẫn làm như vẻ không có gì, nhưng trên người hắn bắt đầu tỏa ra một làn lạnh lẽo. Ai nói rằng không, việc này ta đồng ý. Đối với linh thú như ta thì một ngàn năm cũng không đáng là bao. Có thể dùng nó đổi lấy tự do cũng rất đáng. Trong lòng lục dược lạnh toát, sắc mặt cũng hơi bình thường trở lại tốt như vậy mới đúng là chuyện vui nếu thế bây giờ ta sẽ giúp ngươi giải trừ ấn ký trong linh hồn trước sau đó ngươi có thể rời khỏi nơi này nếu chậm trễ ta cũng không cam đoan rằng ngươi đủ khả năng giữ lại mạng sống được hàn lập dường như đã đoán biết trước được trong một ngàn năm ta sẽ đi hết các giới diện quanh đây để tìm kiếm tài liệu sau đó trở về gặp ngươi một lần lục dược thầm dùng mình nhưng trên mặt vẫn không lộ ra điều gì khác thường hàn lập mỉm cười ngón tay lại điểm tời, một tia thần niệm biến thành sợi tơ trong suốt bắn ra. Một tuần trà trôi qua, lục rực rẫm chân bắn vọt lên trời, ba cặp cánh mỏng dính sau lưng vỗ nhẹ, lập tức hóa thành một vệt hào quang bắn vọt đến một nơi bên ngoài khu vực minh sát. Hàn huynh, theo như huynh nói nếu chậm trễ không rời khỏi nơi này thì không thể bảo vệ được tính mạng. Có thật như vậy không? Băng Phượng nhìn đốm sáng mỗi lúc một xa rồi trần trừ hỏi Hàn Lập. Tất nhiên là thật, tất cả người và vật ở quanh đây đến lúc đó đều sẽ phải chôn chung. Hàn Lập nhìn gần một ngàn vệ sĩ của thương minh quanh đó, khóe miệng lộ rõ vẻ châm biếm. Cái gì, chẳng lẽ thương minh tính? Băng Phượng Đạo Hiếu, người hãy mau chóng rời khỏi đây rồi lập tức trở về nhân tộc. Lúc này ngươi đã tao ngộ khá nhiều, về sau hãy tạm thời ở lại trong tộc, nếu không tiến cấp lên đại thừa thì cũng không nên ra ngoài làm gì. Băng Phượng cảm thấy trong lòng lạnh buốt, nhưng lời nói của nàng vừa ra đến miệng đã bị Hàn Lập tức thì cắt ngang. Tiểu muội đã hiểu, nhưng dù cho Hàn Huynh có chuẩn bị sẵn cũng phải nên thật cẩn trọng. Băng Phượng thâm thúy trả lời pha lẫn với vài phần nghiêm nghị. Tiếp theo nàng giơ tay niệm chú, lập tức bên ngoài thân thể tỏa ra một vầng hào quang lạnh ngắt rồi hóa thành một con băng phượng trong suốt lớn hơn 10 trường. Hai cánh con phượng vỗ nhẹ, âm thanh thanh thoát vang lên cao vút, thế rồi nó nhắm về một hướng khác phá không bay đi. Trùng hợp là không lâu sau đó, ở hơn ngàn dặm phía bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất cả tòa pháp trận màu trắng ngà vặn vẹo rồi nổ tung tạo thành vô số điểm sáng tung tóe khắp nơi mà ở giữa lúc này chợt lao ra một con thú khổng lồ cao đến hơn trăm trượng con thú đầu lộc mình gấu toàn thân mặc chiến giáp màu vàng nó ngẩng đầu gầm nhẹ rồi quay về thẳng hướng mắt trận nơi hàn lập đang chấn thủ hóa thành một ngọn gió vàng phóng đi như bay các ngươi bảo vệ nơi này cho tốt ta đi đón kẻ đang tới từng tia sáng màu lam trong mắt hàn lập chớp lóe đem hết thay mọi chuyện diễn ra trông rõ mồn một Tay hắn bấm quyết thu lại màn cách âm xung quanh rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ, sau đó lập tức hóa thành vệt cầu vồng màu xanh phóng đến chỗ con thú đầu lộc đang đến. Với tốc độ của hai người thì chỉ dây lát đã gặp nhau. Dương lộc đang hóa thành con thú không lồ chợt thấy một vệt sáng màu xanh đang lao vút đến, trong lòng thoáng giật mình nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ nanh ác. Bàn tay cực lớn của hắn vung ra phía trước, ầm, cả bầu trời ông lên dao động. Một bàn tay lông lá xù xì lớn như cả tòa núi nhỏ sẽ không bay đến chụp xuống phía bên dưới dường như nó đã bao gọn vệt sáng màu xanh đang bay vào bên trong. Dương Lộc mừng rỡ, hắn thầm bấm niệm pháp quyết như định dùng bàn tay lông lá to đùng kia để bóp nát vệt cầu vồng xanh. Nhưng đúng lúc này, trong lòng bàn tay chợt vang lên tiếng thét vang. Vệt sáng thoáng cái đã hóa thành một con dao long màu xanh sống động như thật đang dương nhanh múa vuốt quấy thân. Lập tức sau đó là vô số lưỡi kiếm xanh biếc to lớn từ cơ thể nó bắn nhanh ra, chi chít hết lưỡi này đến lưỡi khác giống như trong chớp mắt đã tuôn ra hơn ngàn cây vậy bàn tay màu vàng to lớn như cả quả núi nhưng trong nháy mắt đã bị những lưới kiếm đâm vào rồi nhanh chóng cắt thành muôn vàn khối. Sau đó dao long màu xanh ngâm lên rồi từ từ biến mất. Nơi cũ chỉ còn lại một người thanh niên khoác áo màu xanh. Nhìn dáng vẻ thì chắc đạo hữu là Dương Lộc, không biết tại hạ có đoán sai không. Ánh mắt của Hàn Lập nhìn xuyên qua cơn gió màu vàng rồi dừng lại trên thân của con thú đầu lộc mình gấu, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Ngươi là kẻ nào, nhìn qua thì thần thông cũng không tệ, nếu đã biết ta sao không đầu hàng mà còn dám đến đây ngăn trở dương lộc thấy một màn vừa rồi cũng tỏ ra hơi bất ngờ nhưng hắn liền quát to tại hạ là hàn lập ở nhân tộc ta phụ trách trông coi mắt trận nơi này tuy không muốn cùng người khác tranh đấu nhưng bởi chức trách nên buộc phải bắt đạo hữu dừng lại ở đây hàn lập mỉm cười thong dong hàn lập chưa hề nghe nói qua nhưng khấu khí rất lớn chỉ là một tên đại thừa mà cũng dám làm càn trước mặt ta dương lộc nghe vậy liền giận dữ đến điên cuồng bỗng nhiên hắn hít mạnh, từng mảng mây mù màu vàng quanh thân tuôn hết vào trong miệng làm cho cái bụng phía dưới phình to, trong nháy mắt thân hình đã trở thành tròn như quả bóng. Phốc, con thú lại há miệng, tức thì bắn ra vô số viên đạn màu vàng, cuồn cuồn không ngừng giống như một biển cát bao la cuốn thẳng đến chỗ của Hàn Lập. Chương 2418, Trảm Lộc Hạ. Hàn Lập nhíu mày, bàn tay cuốn tới bất chợt xuất hiện thêm một cái hồ lô vàng nhạt cao cỡ một tấc rồi ném nó ra phía trước. Cái hồ lô dốc ngược, những hoa văn trong suốt bên ngoài hiện ra, thể tích của nó cũng theo đó lớn dần lên. Trong nháy mắt cái hồ lô đã biến thành một vật khổng lồ như một gian phòng nhỏ. Hàn lập điểm một ngón tay, hồ lô khổng lồ nổ vang như sấm, từ miệng nó phun ra vô số đốm sáng trong suốt bé cỡ tương tương với hạt đậu. Thì ra đây chính là liệt sát kim cương xa mà Hàn Lập đã đoạt được ở ma giới. Những hạt cát xoay tròn ở giữa không chung một lần rồi cứ một hóa trăm, trăm hóa ngàn thoáng chốc khắp nơi xung quanh đã trở thành một biển cát trong suốt. Đi, Hàn Lập phất tay, lạnh lùng quát, biển cát trong suốt nổ vang rồi như thiên binh vạn mã cuốn đến phía trước. Trong phút chốc khi hai biển cát va chạm vào nhau kịch liệt, từng trận từng trận âm thanh kim loại trà sát nhói tai truyền đến, đồng thời kéo theo là một vần sáng hai màu vàng trong chói mắt. Mà những đám cát vàng cũng liên tục biến hóa thành vô số ảo ảnh của lang, báo, yêu ma quỷ quái điên cuồng lao đến cắn xé đối phương. Còn biển cát trong suốt lại giống như đại dương bao lơ sâu không thấy đáy, mặc cho cát vàng phía đổi điện có biến hóa quỷ quái thế nào thì mỗi hạt trong suốt chậm rãi di chuyển đến sát rồi dùng cách trực tiếp nhất đạp nát đối phương. Hai người vừa so chiêu nhưng nháy mắt đã xác định được cao thấp. Bằng mắt thường người ta có thể trông thấy diện tích của biển cát vàng đang mỗi lúc một nhỏ lại. Chưa quá vài nhịp thở mà đã nhỏ đi hơn nửa so với ban đầu. Phanh, sau một trận giao động không gian kịch liệt, thân thể khổng lồ của Dương Lộc lại vò tới thêm mấy trăm trượng ngay trên đầu Hàn Lập. Hai bàn tay đồ sộ một trước một sau kéo nhau giống như hai quả núi nhỏ trưởng mạnh xuống. Trường chưa đến mà hai vầng sáng mà trắng đã tràn ra từ lòng bàn tay sau đó còn lan rộng khắp xung quanh. Làn sáng này khiến cho người ta hít thở không thông, dính đặc sền sệt bao bọc cả Hàn Lập vào trong. Mi mắt Hàn Lập nhíu lại, một tay phất lên, một thanh kiếm xanh biếc dài chừng vài thước lập tức hiện ra theo cổ tay khẽ rung, thanh kiếm liền chém mạnh lên phía trên. Hào quang màu xanh lóe lên, một vệt cầu vồng cỡ vài chục trượng lóe ra rồi phòng vút lên, mạnh mẽ chém vào vầng sáng màu trắng ngà đang áp xuống. Tiếng nổ nhức óc vang lên, hai loại ánh sáng xanh trắng chạm nhau liền chấp lên, vệt sáng màu xanh lập tức bị bắn ngược trở lại. Hàn lập thấy vậy chẳng những không sợ hãi mà lại còn mỉm cười. Một cánh tay của hắn bỗng nhiên to ra, lấp ra bên ngoài còn xuất hiện thêm vảy sừng màu tím vàng, sau đó đột một đấm thắng lên trời cao. Dương Lộc thấy vậy, trên mặt vừa kịp hé ra nụ cười thì chợt thấy hai bả vai rung lên, hai cỗ lực không lồ đang dũng mãnh nhập vào hai bàn tay của hắn. Lúc này song trưởng đã áp đến, màn sáng màu trắng ngà tỏa ra đã trói lại càng thêm trói mắt. Cỗ lực bao phủ quanh người Hàn Lập càng đặc lại thêm bội phần. Có vẻ con thú này định dùng một chiêu ép Hàn Lập thành thịt vụn. Hàn Lập nhìn thấy một nắm quyền gầy yếu hơn rất nhiều của mình tiếp xúc với màn sáng trong nháy mắt, tức thì trên đó lóe lên vô số hoa văn màu bạc tạo thành một cái trận pháp, hơn nữa từ đó còn trào ra một cỗ uy lực cực kỳ khủng bố. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai làn sáng đồng loạt vỡ tan thành thành tất tất những mảnh vụn, mà cả song trưởng của Dương Lộc cũng bị hất văng. Cùng lúc đó, Dương Lộc thấy một cỗ lực khủng bố ập lên thân mình, hắn không tự chủ được mà buộc phải lật đật lùi về sau. Âm âm, phải đến hơi 10 bước chân con thú mới có thể đứng vững trở lại. Nó nhìn Hàn Lập, ánh mắt không giấu nổi về kinh sợ há miệng, một đoàn xương mù như một viên đạn phun ra, chớp mắt đã di chuyển tức thời đến sát bên Hàn Lập trong gang tấc. Lúc này khối đạn mới tỏa ra một áp lực khổng lồ khiến cho không gian ở quanh đó phải rít lên những tiếng chói tai. Phanh, cánh tay màu tím vàng của Hàn Lập nhòa đi, viên đạn thật lớn lại bị đáng văng ra ngoài, sau đó ở một nơi nào đó xa tít nó nổ tung thành một vầng thái dương màu trắng loá, tỏa ra một đợt sóng xung kích khiến mọi nơi trong phạm vi nửa dặm quanh đó bị san phẳng thành bình địa. Dương Lộc thấy vậy, sắc mặt trở nên tái mét mà đúng lúc này hàn lập vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng chắp tay bấm niệm pháp quyết bên ngoài thân thể hắn tỏa hào quang tím vàng chói mắt thoáng chốc toàn thân hắn đã được bao phủ trong một vầng thái dương sáng chói mà trong đó lại còn truyền ra từng tiếng phượng gáy rồng ngâm khi làn sáng màu tím vàng tắt đi nơi đó chỉ còn lại một ma thần ba đầu sáu tay trên trán mọc thêm một sừng toàn thân bọc phải tím vàng rực rỡ ma thần này dùng ba cặp mắt màu bạc lạnh lẽo liếc nhìn dương lộc sau đó tiến tới từng bước một. Phốc, phốc, cứ mỗi một bước đi, thân hình của ma thần lại lớn thêm vài phần. Sau vài chục bước mới dừng lại, lúc này toàn thân quái vật đã khổng lồ không thua gì so với Dương Lộc. Ở hình trạng này mới là trạng thái mạnh nhất của ta, cuộc đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đạo hữu vốn là chân linh, không biết có thể đỡ được ta mấy chiêu. Từng tiếng ong ong từ trong miệng Hàn Lập đã biến thành ma thần truyền ra. Tiếp sau đó một cánh tay chớp lên, lưỡi kiếm màu lục bất chợt xuất hiện nó chỉ hơi rung mà đã tỏa ra từng đợt dao động của pháp tắc nhộn nhạo. Chân ma thể, huyền thiên chi bảo, đến cả Dương Lộc vốn luôn cho rằng mình hiểu biết rất rộng. Nhưng sau khi thấy Hàn Lập biến thân rồi thanh kiếm trong tay hắn liền hoảng hốt kêu lên, trong nội tâm hắn cũng chìm xuống đến mức sâu nhất. Ở nơi khác, một biển lửa đỏ đậm bao phủ lấy phạm vi rộng khoảng 10 dặm. Trong đó từng ánh kiếm màu bạc lóe lên không ngừng, thỉnh thoảng còn truyền đến những tiếng nổ như sấm rung chấp giật. Bỗng nhiên tiếng sét đánh đinh tai, những ánh kiếm đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một lưỡi kiếm cao lớn chọc trời đột nhiên hiện ra trên đỉnh của biển lửa rồi chém xuống. Trong biển lửa rít lên, một con quái dao màu đỏ dâu dài lập tức lao ra phun từng đoàn lôi hỏa nghênh đón lưỡi kiếm. Chỉ thấy hào quang màu bạc chợt lóe, lưỡi kiếm to lớn liền hóa thành một màn kiếm mênh mông xuất hiện phía dưới con quái dao rồi mạnh mẽ đem biển lửa trẻ làm đôi. Tiếp đó thanh kiếm mờ ảo rồi biến mất, ở nơi cũng chỉ còn lại một gã trung niên khuôn mặt bình thường mặc áo bảo cho non nửa thân hình của người này biến mất không thấy bóng dáng, miệng viết thường còn cháy xém đen thui nhưng không một giọt máu nào chảy ra. Hắn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về con quái dao không nhúc nhích ở trên cao. Hỏa tu thú, vậy mà trên đời lại thực sự có loại thánh thú hệ hỏa này. Xem ra nó do tên chân tiên kia mang từ tiên giới tới. Đáng tiếc chỉ là một con rối còn trí khôn lại không có, ngược lại trừ khi phải vận dụng cửu cấp diệt chân đại pháp còn không thì đừng mong thắng được. Nhưng dù vậy mà lúc này... Người áo xám cúi đầu vận dụng bí thuật để khôi phục lại thân thể nhưng hiệu quả chút nào. Cuối cùng hắn đành cười chua chát, lúc này, cơ thể to lớn của con quái dao vốn không nhúc nhích bỗng chốc vỡ ra thành vô số khối nhỏ. Tiếp đó một đoàn lửa màu đỏ từ giữa tuôn ra, ùn ùn cuốn đến mọi nơi xung quanh. Người mặt ao xám giật mình, hắn không lưỡng lự thét lớn, lại hóa thành một thanh kiếm màu bạc khổng lồ phóng vút lên cao bắt đầu đâm chém biển lửa. Khoảng chừng một tuần trà trôi qua, biển lửa đỏ rực dần dần nhỏ đi, cuối cùng tan biến mất. Lúc này ở chỗ thân thể con quái dao lúc nãy thân hình màu xám hiện ra không tiếng động, hắn quan sát mọi nơi, xác thực không còn sót lại bất cứ cái gì, mà sắc mặt cũng dần trở lên âm trầm. Hắn do dự tại chỗ một lúc rồi thở dài, đột nhiên bàn chân khẽ giẫm, hóa thành một thanh kiếm sáng lóa xé không bay đi. Vậy mà hòa tu tử lại thất bại, Mã Lương thì thầm với giọng hầu như không thể nghe thấy, nét mặt hiện ra vẻ bất ngờ. Hư, nếu không phải ngươi không chịu cởi bỏ cấm chế trên thần hồn của ta, mặc dù không thể vận dụng hết 10 phần thực lực nhưng chỉ với một người ở giới diện này sao có thể thắng ta được. Một giọng nói rất nhỏ khác ở hư vô gần đó truyền ra. Tiếp theo trước xa xa trước người mã lưỡng chợt dao động. Một đoàn lửa đỏ đậm lớn cỡ quả trứng gà lẳng lặng hiện ra. Đốm lửa chợt lóe hóa thành một người tí hon rồi bình thản nhìn về phía gã chân tiên. Hư, cởi bỏ cấm chế, ở giới diện này ngươi không nên mơ mộng, trừ khi trở lại tiên giới, nếu không thì ta tuyệt đối không mạo hiểm làm việc này lúc này ngươi tỉnh lại cũng đã không tệ rồi, nhưng ta sẽ lập tức khiến ngươi trở về trạng thái ngủ say. Với thực lực của người còn thêm thân thể bất diệt cũng đủ dùng rồi. Mã lương hừ lạnh, vừa dứt lời, hắn há mồm phun ra một đoàn may vàng cuốn tới. Tên tí hon đỏ đậm vừa tiếp xúc với đám mây, trong nháy ý thức nó biến mất rồi lại trở về trạng thái đờ đấn như lúc đầu. Mã lương phất tay áo, một tấm phù màu vàng bay ra, dán sát lên người tí hon. Tiếp đó hắn lấy ra một cái hộp ngọc, mở nắp rồi khua lên lập tức một làn khí trắng cuốn tên tí hon vào bên trong mã lương bắt hộp ngọc vào tay rồi ngẩng đầu nhìn lên bên trên theo bản năng hắn hơi nhíu mày lúc này tuy rằng trên bầu trời vẫn liên tục nổ vang từng tiếng tranh đấu không dứt nhưng bất kể là tám con huyết long hay mấy tên khổng lồ vẫn càng lúc càng yếu thế trước đám tu sĩ đại thừa ngân cương tử hay đàn hắc nghê bọn chúng không thể không lùi dần lại gần khu vực đám mây máu dựa vào luồng chân nguyên khổng lồ từ trong đám mây liên tục truyền ra mới miễn cưỡng trụ vững được nhưng với hiện thực đang diễn ra thì phương pháp đó chẳng chống chọi được lâu ánh mắt mã lương ở trong đám mây quan sát hết trận chiến xong rồi quay qua một chỗ khác thì ra hắn lại chăm chú ngắm nhìn một quầng sáng nhỏ trong lòng bàn tay bên trong quầng sáng đang hiện ra một con ma vật ba đầu sáu tay rất lớn một tay nó cầm thành kiếm to tay khác thì đang xách thêm cái đầu của con thú không lồ bên cạnh thân thể của nó chân ma thân huyền thiên chi bảo không ngờ người này lại thủ hộ ở mắt trận hai lần bọn chúng đều thắng trước thật khó giải quyết. Xem ra lúc này không thể nào không giải trừ phong ấn thêm một lần nữa rồi. Dù sao cũng đã tìm được mục tiêu, giờ phút này cũng chẳng cần phải lưu giữ lại cái gì. Mã lương lầm bẩm tự nhủ, một tay khẽ phất, lập tức một tấm bùa màu vàng trói mắt hiện ra. chương 2419, chân tiên chi thân. Mặt ngoài tấm phù có vô số hoa văn màu vàng nhỏ bằng hạt gạo chớp lé liên tục. Nó hóa to biến nhỏ, vặn vẹo giữa hai ngón tay không ngừng giống như cực kỳ có linh tính. Mã lương trao mày đắn đo một lúc, cuối cùng mới kiên quyết phát tấm phủ lên. Phốc, tấm phủ lóe sáng, lập tức hóa thành một làn hào quang vàng rực dài mấy trượng xé gió bay lên bao bọc lấy toàn thân mã lương, chấp động chó trang, bay lượn không ngừng. Cùng lúc này, mã lương bắt đầu chắp tay niệm chú. Trong miệng liên tục tuôn ra từng tràng âm thanh tối nghĩa khó hiểu. Chỉ thấy hai loại khí đen trắng đồng loạt tuôn trào, thế rồi tên thanh niên áo đen bắt đầu tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố. Chẳng những vậy loại khí thức này càng lúc càng lớn mạnh, trong nháy mặt làm không gian quanh đó bị đè nén tạo thành các âm thanh ong ong nho nhỏ. Khí thức mạnh mẽ đến mức này dường như không thể được xuất hiện ở linh giới mới đúng. Mà bên ngoài đám mây, Ngân Cương Tử điều khiển một vật hình con thoi màu bạc dài hơn trăm trượng xuyên thủng rồi phá nát một con huyết sao phía đối diện, hắn liền tỏ vẻ đắc ý. Nhưng ngay sau đó, bất chợt sắc mặt tái đi, ánh mắt lóe sáng bắt đầu nhìn vào trong đám mây các tu sĩ đại thừa khác cũng đồng loạt cảm nhận được khí thức khủng bố toát ra từ bên trong đám mây lập tức các thao tác tấn công của bọn họ chậm lại không hẹn mà cùng nhau quan sát động tĩnh bên trong còn về phần đang kiểm soát toàn bộ cục diện trên vòng sáng trên cao sau khi cảm thấy được cỗ khí thức kinh khủng nhưng minh tôn không tỏ vẻ gì khác thường ngược lại hai mắt hắn khẽ nhíu nhìn kỹ còn thấy được một tia mỉm cười chờ đợi phanh một pháp trận bằng ánh sáng hiện ra trên vầng tròn đến khi hào quang tan đi hiên cửu linh vẫn khoác áo màu xám cho bước ra với khuôn mặt tái nhợt sao thế có vẻ ngươi bị tổn thất không nhỏ nhưng chắc là đã giết con yêu tinh kia rồi chứ minh tôn quay đầu nhìn chỉ thấy tên đồng bạn của mình đã mất một nửa thân thể mới kinh hãi thốt lên không có gì con yêu thú kia là một hỏa trung thánh thú người ta thường đồn đại cũng may chỉ là một con dối không có thần trí, bằng không thì ta đã không thể trở về dù vậy thì ngươi cứ yên tâm ta đã giết nó mắt trận cũng bình yên vô sự không có gì phải lo lắng hiên cứu linh thở dài nói hỏa thánh thú cũng khó trách đối phương là người ở tiên giới nên có linh thú này mang theo cũng không phải điều đáng lạ đừng nói với ta là ngươi đã vận dụng cửu kiếp diệt linh đại pháp chứ minh tôn nghe xong thoáng giật mình nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì yên tâm đại pháp đó là cơ hội duy nhất để giết tên chân tiên làm sao ta có thể tùy ý vận dụng được nếu sớm dùng nó thì ta đã không phải chật vật thế này Hiên cửu linh nhăn mặt một lúc mới trả lời. Vậy tốt lắm, tên chân tiên kia đang bắt đầu cởi bỏ phong ấn, chuẩn bị phục hồi hoàn toàn thực lực. Sau đó không lâu cũng sẽ đến lúc người phải ra tay, hãy mau chóng ăn viên thủy nguyên đan vào rồi luyện hóa, loại đan dược này đối với tình trạng vết thương người có chút tác dụng. Nét mặt của Minh Tôn bình ổn trở lại, tay áo khẽ phất, một viên đan dược xanh lam bắn đến trước người mặc áo xám. Cảm ơn, thủy nguyên đan khá phù hợp với tình hình của ta lúc này. Hiên cửu linh cũng không khách khí, hắn lập tức đón lấy viên đan rồi thuận tay bỏ vào miệng nuốt trừng tiếp đó hắn ngông nghênh ngồi thẳng xuống nhắm mắt chữa thương ngay lập tức nơi miệng vết thương trên cơ thể hắn tràn ra làn sáng màu lam dịu dịu nơi làn sáng tràn qua những vết cháy xém lập tức được gột rửa sạch sẽ đồng thời vô số tơ máu rậm rạp đan sen vào nhau một lần nữa tạo thành từng khối máu thịt như cũ minh tôn thấy được vậy mới rời mắt đi lại nhìn về bên trong đám mây máu phía xa chỉ thấy trong đám mây truyền ra những tiếng nổ ầm ầm khiến đám màu loãng điên cuồng trao đảo thoáng chốc liền dấy lên ba cơn sóng thật to tám con huyết long với bốn tên khổng lồ nhờ kích thích của đám mây nên mạnh lên rất nhiều lúc này chúng có thể trực tiếp chống đỡ công kích của đàn hắc nghe với mấy tu sĩ đại thừa mà không phải chật vật mà trong đám mây máu cỗ khí thức ban đầu vốn đã kinh khủng thì giờ đây càng lúc càng mạnh lên làm bất kỳ ai cũng phải kinh hãi trên không trung chợt vang lên tiếng sét một đám mây bảy màu không hề ảnh hưởng bởi trận pháp lưỡng nghi vi trần bất chợt hiện lên rồi điên cuồng khuyết tán, trong nháy mắt đã bao bọc kín lấy toàn bộ vùng đất minh sát. Bỗng chốc đám mây bắt đầu chuyển động, đồng thời bên trong nó vang lên từng tiếng sấm chói tai, từng tia chớp màu tím vàng nhập nhoàng thoát ẩn thoát hiện. Trong đám mây máu, Mã Lương vẫn chắp tay niệm chú, hai mắt cũng gần như khép kín. Bốn phía hư không vặn vẹo rồi đột nhiên lóe lên chi chít các ký hiệu màu vàng. Các ký hiệu quay tròn, hóa thành bảy tám sợi xích phân biệt cuốn lấy thân hình của mã lương. Oanh, một tiếng nổ khô khốc, tấm phù đang bay lượn cao thấp chung quanh cũng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số các sợi tơ vàng rực. Những sợi tơ chấp lé rồi bao bọc lấy toàn bộ những sợi xích vào bên trong. Một tiếng động cao vút, đỉnh đầu của mã lương mở rộng, một người bé xíu lập tức chui ra. Người tí hon này vẫn bình thản như thường, chỉ nâng tay vẫy về phía những sợi xích màu tím vàng vốn đã bị bao bọc. Phốc, Phốc, nhưng sợi xích lập tức hóa thành bảy tám đạo hào quang vàng trói bắn thẳng vào thiên linh của mã lương chớp lóe lên rồi biến mất dạng người tí hon cũng nhoáng lên hóa thành một gợn may bay về thiên linh mà lúc này cỗ khí thức kinh khủng phát ra từ trên người mã lương nổ ông ông rồi biến mất hút đôi mắt đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo trên nền trời lại vang lên tiếng sấm đinh tai mây mù bảy màu dày vốn dày đặc khắp nơi cùng với những tia chớp tím vàng nhập nhoàng bỗng chốc tan biến hết chỉ sau vài nhịp thở màn trời cao cuối cùng đã khôi phục như ban đầu cứ như mọi việc từ trước đến giờ chỉ là ảo mộng vậy tuy đám người ngân cương tử không thể xác định được việc gì đã xảy ra trong đám mây nhưng khi có khí tức khủng bố kia biến mất bọn họ liền thở phào tiếp tục điều khiển thần thông cùng bảo vật tấn công đến đảng trước mà đúng lúc này mã lương khẽ phất cánh tay về hư không phía bên ngoài tám con dao long và bốn tên không lồ gầm lên giận dữ vô số tia chấp bạc bên ngoài cơ thể chúng lóe lên huyết quang tỏa sáng trưng rồi vỡ tung, hóa thành một trời mưa máu bao bọc lấy toàn bộ không gian quanh đó. Bọn ngân cương tử bị bất ngờ nên kinh hoàng thi pháp để tránh né. Bốn con hắc nghê chỉ uốn éo thân mình, hóa thành một trận khí đen biến mất không thấy. Nhưng phạm vi bao phủ của trận mưa máu quá lớn, mới lại bởi ban đầu nó xuất hiện quá đột ngột nên khiến cho gã đầu bóng cùng thiếu phụ đeo đầy trang sức bằng ngọc vốn hơi chậm chạp lập tức phải gánh chịu công kích. Trong lòng hai bọn họ trầm lặng xuống, gã đầu chọc lập tức gầm nhẹ, Mấy món bảo vật vẫn đang bay quanh thân thể hắn chợt tỏa hào quang sáng chói, hóa thành một màn sáng bảo vệ. Đồng thời thân hình hắn mơ hồ, lập tức biến thành một cái bóng đen mờ mờ ảo ảo. Còn thiếu phụ mặc cung trang màu lục nhạt trầm mặt, hai chắp lại bắt quyết. Từng tiếng xé gió nổi lên, những viên châu ngọc trên tóc nàng lập tức hóa thành hơn 10 kiện bảo vật phòng ngự bắn ra. Không những thế, đỉnh đầu của nàng hình thành vô số loại cấm chế phòng ngự hơn nữa tấm áo cung trang nàng đang khoác tỏa ánh sáng mở nhẹ kèm các loại ký hiệu xanh biếc hình thành một pháp trận phòng ngự khác bao phủ toàn thân hai người này không hổ là cao thủ trong các tu sĩ đại thừa vừa nhìn thấy màn mưa máu màu đỏ đậm đã cảm nhận được uy lực khủng bố ẩn chứa ở bên trong cả hai không hẹn mà đồng loạt thi triển các biện pháp phòng ngự mạnh nhất của chính mình ngay sau đó gần trăm giọt máu rơi lên hai người này Kết quả là giọt máu vừa tiếp xúc lên màn sáng do các loại bảo vật phòng ngự tạo thành liền phát ra một làn khói rồi nhẹ nhàng xuyên qua, trực tiếp chạm lên vòng hộ thể của hai tu sĩ đại thừa. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới, người đầu chọc với thiếu phụ mặc cung trang màu lục hóa thành hai vệt sáng mau chóng lao ra khỏi cơn mưa máu. Nhưng chưa đợi cho thân hình của họ ổn định, mấy người bọn ngân cương tử nhìn qua đều lạnh buốt cả sống lưng. Chỉ thấy ra thịt trên khuôn mặt của người đầu chọc đã tiên tan đâu hết để lộ ra lớp xương cốt màu trắng bạc lờ mờ khiến cho người khác hết hồn kinh hãi. Còn khuôn mặt của thiếu phụ mặc cung trang vẫn an ổn, chỉ có điều một cánh tay nàng đã biến đâu mất, ngay cả xương cốt cũng không sót lại màu nào. Trận mưa máu kia là loại công kích gì? Sao đang sợ đến vậy? Ô Linh phu nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lên sừng sốt, sắc mặt những người khác trở nên dơ dự không quyết. Nghe đâu khi huyết luyện đến thức hạn sẽ sinh ra huyết nguyên lực, lời đồn rằng một giọt này rơi xuống cũng đủ xuyên thủng mọi đất đai sông biển. Một màn vừa nãy, tuy không phải đáng sợ như lời đồn đại nhưng cũng không kém quá xa. Sắc mặt của mấy người bọn ngân cương tử dao động liên tục. Minh Tôn bước nhanh từ trong hư không ra nói với vẻ nghiêm nghị cực kỳ. Huyết nguyên lực, ha ha, một chút xíu này sao dám gọi như vậy, chẳng qua là lúc trước ta thu thập các loại linh huyết rồi luyện hóa sơ qua thôi, vẫn còn thua xa huyết nguyên lực thực sự cả vạn rằng. Trong đám mây truyền ra giọng nói lạnh nhạt, máu loãng trong đám mây tách ra hai bên, từ giữa hiện ra gương mặt của mã lương đang cười lạnh lẽo vừa thấy mã lương xuất hiện mấy người bọn ô linh phu nhân a lên rồi đổ dồn ánh mắt về người đối diện các hạ là người đến từ tiên giới minh tôn nhíu mày nhưng lại cực kỳ bình tĩnh không sai bổn tỏa đã tu thành chân tiên thân từ không biết bao nhiêu năm về trước lúc này đến đây bởi vì trọng trách trên mình nếu không một giới diện của các người nhỏ thế này sao đáng để ta quan tâm mã lương vẫn lạnh nhạt trả lời Trọng trách, đạo hữu có chuyện tình gì liên quan đến linh giới bọn ta? Có thể nói rõ một chút không? Trong lòng Minh Tôn chợt động, vẻ mặt vẫn không biến đổi chút nào. Không quan trọng, việc này ta đã có manh mối, chỉ cần đập chết đám kiến hôi các ngươi là coi như hoàn thành. Còn bây giờ, ta sẽ đích thân đưa các ngươi đi trước. Mã Lương lạnh nhạt nói, mặc kệ đám tu sĩ đại thừa phía trước muốn phản ứng gì nhưng tay hắn đã hoành ra trước người, nằm ngọn tay chụm lại kết một pháp quyết cực kỳ cổ quái chương 2420, chân tiên chi thân hạ. Oanh một tiếng, bên người mã lương đột nhiên nổi lên kim lam hai loại phù văn kỳ dị, theo sự biến đổi của thân hình của hắn mà tầng kim hà phóng lớn, đồng thời lúc này một tầng lam diễm từ bên trong kim quang hiện ra, lập tức lam diễm lại điểm chút kim quang lăng không hiện thế. Một tầng kim hà, một tầng lam diễm, cả hai giao thoa trùng điệp, chỉ trong nháy mắt không biết trên người mã lương được trọng điệp bao nhiêu tầng. Hắn chuyển đổi cực nhanh, cho dù bọn ngân cương tử đứng cách đó không xa hơi thả thần thức ra một chút cũng có cảm giác đầu váng mắt hoa mất rồi. Những cường giả đại thừa trong nội tâm cũng đều thất kinh biến sắc, không hẹn mà cùng đề cao tinh thần cảnh giác. Lúc này, sắc mặt Minh Tôn cũng hơi đổi, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý. Đúng lúc này, Mã Lương cười to một tiếng, vòng sáng bảo vệ trên người bỗng nhiên hóa thành thực thể với màu hoàng kim rực rỡ, đột nhiên hắn bước tới phía trước một bước. Vèo một tiếng, thân hình hắn cuồng biến lên vô số lần thành một gã kim sắc cự nhân cao hơn ngàn trượng, đồng thời pháp quyết trong tay hơi điểm, bên ngoài ra thịt hiện lên một cây kim sắc linh văn, một cỗ pháp tắc chi lực cũng theo đó mà chỉ trong một thoáng đã bao phủ toàn bộ bầu trời. Lưỡng nghi vi trần trận lúc này bị lực lượng của cỗ pháp tắc chi lực trùng kích xuống, chỉ trong nháy mắt đã trở nên hỗn loạn cực kỳ, cơ hồ trong chốc lát đã bị suy yếu hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bộ dạng mà chưa bị tiêu tan. Linh vực, hắn vậy mà có thể ở hạ giới mà thi triển linh vực điều này không có khả năng dưới tác dụng của giao diện chi lực hắn sao có thể làm ra loai sự tình này ô linh phu nhân nghẹn hỏng chân chối trên mặt đầy vẻ khó tin những kẻ khác trong bọn ngân cương tử thân là cường giả đại thừa kỳ tự nhiên cũng nhìn ra lai lịch thần thông của mã lương sau khi biến thân sắc mặt cả bọn đều đại biến thậm chí có vài phần sợ hãi rồi lúc này mã lương đã không còn phải chịu áp chế của giao diện chi lực hắn đã khôi phục thực lực như lúc ban đầu có thể thúc giục linh vực mà chỉ khi hắn còn toàn thịnh ở tiên giới mới có thể thi triển. Những tu sĩ đại thừa kỳ ở đây có kẻ nào là không tâm cao khí ngạo, nhưng lúc này, khi phải đối mặt với một gã chân tiên mà thực thụ không phải chịu áp chế của giới diện chi lực thì tất cả đều tâm tàn ý lạnh, dù cho mọi người liên thủ cũng căn bản không có chút hy vọng thủ thắng. Hắc hắc, cái này sao có thể tính là linh vực, bất quá linh vực chính thức của bổn tiên lũ con sâu cái kiến các ngươi rất nhanh sẽ có thể thấy được, hiện tại nếu còn chút thần thông nào thì mau thi triển ra, bằng không để khi bổn tiên ra tay trên đường tới suối vàng lại nói ta không cho các ngươi cơ hội. Thân thể kim sắc cự nhân sáng chói, hai mắt của hắn một bên là kim mang chói mắt, một bên là lam diễm cuồn cuộn, phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm nổ, đột nhiên hắn đưa một ngón tay hướng lên bầu trời. Tiếng nổ trầm đục vang lên, theo đó một cột sáng kim sắc từ chỗ đầu ngón tay phóng lên trời, dung không nhập vào chín từng mây không thấy bóng dáng. Sau một khắc, toàn bộ hư không đột nhiên run lên, những quang điểm kim sắc kia đột nhiên hóa thành những vầng sáng kim sắc, từng đoàn từng đoàn bạo liệt mà ra, cơ hồ đem trọn hư không tất cả đều nhuộm thành một màu kim sắc. Phía dưới đại địa đã từng hồi đất sung núi chuyển, nứt ra từng đạo từng đạo kim sắc, từng toàn núi lửa kim sắc theo đó nhanh chóng tuôn ra, một cổ dung nham kim sắc cũng từ đó mà đầm đìa phun ra. Trong chốc lát, thế giới phảng phất đều biến thành một biển màu kim sắc. Một màn khủng bố như vậy, khiến cho tâm tình bọn ngân cương tử như rớt thẳng xuống vực sâu. Chư vị đạo hữu không cần sợ hãi, tuy không biết tại sao hắn còn có thể thi triển linh vực, nhưng tuyệt đối không thể duy trì quá lâu, nếu không lúc trước hắn đã trực tiếp thi triển rồi, sao phải dùng một ít khôi lỗi dây dưa cùng chúng ta. Chứng kiến một màn như vậy, sắc mặt minh tôn đồng dạng cũng vô cùng khó coi, nhưng lập tức chấn tĩnh hét lớn một tiếng cảnh tỉnh chúng tu sĩ. Bọn ô linh phu nhân nghe xong cũng hiểu được vài phần đạo lý, nhưng sau vài lần nhìn nhau, đồng dạng đều nhìn ra trong mắt đồng bạn một tia trần trừ. Lúc này, ở phía đối diện, Kim Sắc Cự Nhân lại vô cùng bình thản, hai mắt khép hờ đứng tại chỗ bất động, bộ dạng tựa hồ như đang điều tức pháp lực thể nội. Lúc này, phạm vi Kim Sắc linh vực dùng mắt thường có thể thấy được rất nhanh hướng bốn phương tám hướng mà khuếch tán ra, bên tu sĩ linh giới vốn đang ở phụ cận không dám chậm trễ chút nào, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy ra bên ngoài, không dám để mình bị cuốn vào linh vực Kim Sắc. Ngân Cương tử một lần nữa đứng vững ở thân hình, sắc mặt âm trầm, con mắt vòng vo nhìn vài cái về sau, bỗng nhiên hướng tới Minh Tôn hỏi: với thực lực của đối phương bây giờ, chỉ sợ không phải là thứ mà chúng ta có thể ngăn cản, chỉ cần hơi vô ý một chút thì khả năng vẫn lạc là rất cao. Minh Huynh có phải hay không cũng nên vận dụng một ít thủ đoạn áp trục khác. Ngân mỗ cũng không tin đạo hữu chỉ chuẩn bị một đòn sát thủ duy nhất là lưỡng nghi diệt trần trận này. Hừ, ngân đạo hữu yên tâm, lúc này hắn đã dùng tới thần thông chân chính của tiên nhân, lão phu tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Để đối phó linh vực, lão phu đúng là đã chuẩn bị xong hai phương pháp khắc chế, tuyệt sẽ không để cho mấy vị đạo hữu không công đi chịu chết. Minh Tôn hừ một tiếng, không lưỡng lự trả lời, vừa dứt lời, hắn hít sâu một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, hai tay áo run lên, lập tức từng khỏa tinh cầu màu đen từ bên trong liên tiếp bay ra, từng đoàn từng đoàn chấp động không thôi, tại phụ cận bay múa bất định, phảng phất như những đóa cự hoa hắc sắc nở rộ. Phốc một tiếng, những đóa hoa hắc sắc bỗng nhiên lóe lên, hình thành một tòa hắc sắc quang trận vô cùng lớn, điên cuồng khuếch trương ra bốn phía, đem bọn ngân cương tử tất cả đều bao bọc vào phía trong, đồng thời cũng đem kim sắc linh vực ở phía đối diện đang không ngừng phát ra hào quang kim sắc ngạnh xanh chống đỡ, khiến nó không cách nào có thể khuếch tán sang phía này. Đồng thời trong hắc sắc quang trận các loại phù văn màu đen tuôn ra không ngừng, mơ hồ truyền ra trận trận phạm âm, khiến cho tâm thần người nghe vô cùng thư thái, tâm hồn rơi vào trạng thái si mê quỷ dị. Cực nhạc phạm hà giới, đây không phải một bộ hộ pháp trí bảo Phật môn của linh giới sao, vậy mà lại rơi vào tay đạo hiếu, Vị cung trang nữ tử vừa mừng vừa sợ nói, hắc hắc, bảo vật này là bổn minh trong lúc vô tình lấy được, mặc dù không cách nào cùng đối phương linh vực đánh đồng, nhưng tạm thời bảo vệ mấy vị đạo hữu có lẽ không phải là vấn đề lớn. Nếu như vậy còn chưa đủ, ta còn có thủ đoạn khác để đối phó. Minh Tôn cười hắc hắc một tiếng nói, tốt, nếu đạo hữu đã có kế sách ứng đối, lão phu sẽ quyết theo ngươi liều một phen. Chỉ cần có thể chém giết tên tiên nhân này thì bốc lên một chút phong hiểm có được tính là gì. Gã đại hán đầu chọc có nửa bên mặt dỗ bị hủy, sau một hồi cân nhắc, cũng quyết định nói, hắn chỉ còn một nửa gương mặt sau một hồi vặn vẹo trong lại càng phát ra vài phần dữ tợn. Ta cũng tiếp tục lưu lại, nhưng trước tiên phải nói nếu là trong chốc lát liên minh xuất hiện tình thế không tốt, thiếp thân cũng sẽ không ở tại chỗ này mà chịu chết oan uổng đâu đấy. Ô Linh phu nhân lạnh lùng nói, bọn ngân cương tử sau một hồi cân nhắc, mặc dù không có nói gì nữa, nhưng là rõ ràng đều đưa ra quyết sách trước tiên nên thăm dò uy lực linh vực của đối phương, sau đó mới đưa ra quyết định chính thức minh tôn tự nhiên là đem tâm tư của những cường giả đại thừa này toàn bộ nắm rõ trong lòng nhưng cũng cười cười không hề đả động tới ngược lại miệng hơi động một chút hướng bọn hắn truyền âm tới một câu chư vị yên tâm nếu ta thực sự không có đối sách đối phó tên tiên nhân này lão phu cũng sẽ không để cho chư vị phải tiếp tục lưu lại đây mà chịu chết nhưng chư vị chớ quên sự tồn tại của hiên cửu linh đạo hiếu chỉ cần chúng ta cấp cho hiên huynh một cơ hội tốt thì việc đánh bại đối phương vẫn còn không ít hy vọng những cường giả đại thừa ở đây khi nghe nói như vậy, trong nội tâm đều khẽ động. Dùng thực lực của hiên cửu linh trước kia có thể chém giết qua chín đầu chân linh uy danh hiển hách, cộng thêm việc một mực ẩn thân bên cạnh mà giờ này bọn hắn vẫn hoàn toàn không phát hiện ra khiến cả bọn đều tăng thêm đôi phần tin tưởng. Đúng lúc này, kim sắc cự nhân ở phía đối diện rốt cục một lần nữa mở ra hai mắt, pháp lực của hắn giờ phút này rốt cục cũng đã chuyển hóa thành tiên linh lực, có thể thi triển một ít bí thuật tiên giới mà không hề phải lo lắng tới chuyện bị cắn trả về sau đối diện những con sâu cái kiến này cho rằng hắn là muốn vận dụng linh vực để công kích đã là ngàn sai vạn sai lầm rồi. Đối với một vị tiên nhân mà nói, linh vực của bản thân tuy có thể dùng làm một loại thủ đoạn công kích, nhưng công dụng lớn nhất của nó lại là thủ đoạn phụ trợ tu hành. Lúc này đây, hắn căn bản không hề có ý định dùng nó để trực tiếp công kích. Mã lương nghĩ tới đây, liếc mắt đánh giá hắc sắc quang trận phía trước, cười lạnh một tiếng, một tay lăng không đánh tới huyết hà dưới thân một chảo. Tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, hai bên huyết hà cuồn cuộn thu lại phía sau, hóa thành một chiếc tỷ ấn hình vuông cực lớn. Mặt ngoài tỷ ấn huyết diễm không ngừng thiêu đốt, bốn phía mơ hồ có vô số đồ án người, trùng, thú. Trông chéo lên nhau, phía trong tinh quang lưu chuyển, những đồ án này đều trông rất sống động chuyển động không thôi, phảng phất toàn bộ là vật sống, nhưng lại khiến cho người xem không khỏi sởn hết cả gai ốc. Để có bảo vật này hắn phải thiên tân vạn khổ mới có được, không biết đã huyết tế bao nhiêu sinh linh cường đại mới cuối cùng mới có thể hoàn thành vạn linh huyết tỷ. Hiện tại hắn đã có tiên linh lực, có thể đủ phát huy hơn phân nửa uy năng của bảo vật này, cho dù là như vậy thì dùng để đánh chết một gã chân tiên cùng dai bình thường cũng là việc vô cùng dễ dàng. Còn dùng để đối phó những con sâu cái kiến trước mắt này thật đúng là có chút cảm giác giết gà mà dùng dao mổ trâu. Hơn nữa việc phải tiêu hao chân nguyên chi lực cũng không phải là nhỏ, nhưng vì muốn lập tức chấm dứt trận chiến này, bất luận trước mắt dù là những con sâu cái kiến thì hắn cũng buộc phải dùng tới. Mã lương trong nội tâm nghĩ như vậy, kim sắc cự nhân quát khẽ một tiếng, đem hơn phân nửa tiên linh lực trong thể nuôi rót vào bên trong tỷ ấn, đồng thời hướng phía trước mà ném tới. Một tiếng sét đánh, huyết sắc tỷ ấn lăng không một đường bay tới, thoáng một cái đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắc sắc quang trận một hồi rung lên kịch liệt, sương mù màu máu cuồn cuộn ngưng tụ về sau, một quái vật khổng lồ đỏ tươi như máu cao tới vài trăm ngàn trượng từ trong hư không mà hiển hiện ra. Mặt ngoài huyết quang vạn trượng, các loại hư ảnh người trùng cá trùng nhau nhau biến ảo mà ra, còn phát ra thanh âm ô ô kỳ quái vang vọng trên toàn bộ bầu trời. Huyết sắc cự ấn từ từ đập xuống, khiến phía dưới hư không bỗng nhiên run lên một cách khó hiểu. Đối diện với nó là hắc sắc quang chân lúc này càng vặn vẹo, gào thét kịch liệt. Phanh, sau một hồi loạn hưởng bên trong 81 khỏa hắc sắc tinh châu giống như pháo nổ, liên tiếp bạo liệt mà tan. Toàn bộ hắc sắc quang trận sau một hồi gào thét đã bị lăng không mà diệt, khiến cho chúng tu sĩ ở phía trong vừa mới chuẩn bị công kích, tất cả đều trợn mắt há mồm. Đi, cũng không biết là ai hét to một tiếng, ô linh phu nhân mấy người thân hình khẽ động, thoáng một cái đã hóa thành mấy đạo độn quang nhanh chóng chạy đi, nhưng vừa mới chạy được vài chục trượng, trong không trung liền truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bên trong phương viên chăm dặm toàn bộ hư không trong truyền tới một cỗ sức ép vô cùng lớn, không khí xung quanh như đông cứng lại, thoáng một lát toàn bộ so với thép tinh còn muốn cứng rắn hơn. Mấy đạo độn quang bị cổ sức ép này đánh bật về phía sau, toàn bộ đều không thể tự chủ mà tán loạn ngã xuống, trên không trung một lần nữa biến thành ô linh phu nhân cùng vài tên đại thừa cường giả, nhưng sắc mặt của mỗi người đều tái nhợt, trên mặt cùng hiện ra khiếp sợ. Chương 2421, uy lực của tỷ ấn. Lúc này, mùi máu tươi trên chiếc ấn màu máu cực lớn cuốn xuống, quán nửa những người vừa ngửi thấy đều chợt cảm thấy tức ngực, rất váng đầu hoa mắt. Trong sự kinh sợ tột độ, nhóm đại thừa này cũng chẳng quan tâm đến việc thoát đi nữa mà vội vàng tăng mạnh linh quang hộ thể, thả ra các loại bảo vật phòng ngự để cách ly luồng hơi máu này ra xa các vị đạo hữu còn chờ gì nữa, giờ có thủ đoạn gì thì thi triển hết cả ra đi. Với thần thông của đối phương, nếu chúng ta không đánh mà chạy thì sẽ bị hắn đuổi theo giết chết dễ dàng. Minh Tôn vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, thấy tình hình cực nhạc phạm hà giới mà mình ỷ lại bị phá đơn giản như thế, sắc mặt lão khó coi vô cùng, nhưng vẫn còn có thể bảo trì vài phần chấn định mà quát lớn. Vừa dứt lời, lão liền ngẩng đầu lên há miệng phun ra một luồng hào quang năm màu, từ đó hiện ra một quyển trục trắng nõn như ngọc tiếp theo hai tay lão nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dồn dập điểm chỉ lên không trung. Bụp một tiếng, quyền trục chấm rãi mở ra thành một bức tranh cổ xưa, từ đó phun ra vô số văn tự màu bạc, chúng quay tít một vòng rồi biến thành một tấm lưới khổng lồ màu bạc, chụp về phía ấn máu trên không. Hai thứ vừa tiếp xúc nhau đã tạo ra tiếng nổ, ầm ầm, vô số tia sáng bạc nổ tóe ra. Chiếc lưới bạc nhìn có vẻ rất mảnh mai kia chỉ khẽ run lên chứ không vỡ vụn ra ngay, khiến cho thế rơi của ấn máu cực lớn thoáng chứng lại một chút. Ngân quân thiên thư, quả đúng là huyền thiên chi bảo này. Ngân cương tử vừa thấy rõ cảnh này liền hô lên thất thanh, thân sắc trên mặt dù có xấu đi nhưng trong lòng vẫn cắn răng thúc giục một loại pháp quyết nào đó. Lập tức trong cơ thể gã vang lên tiếng nổ đùng đùng, từng đám mây bạc tuôn ra, thân hình lớn phổng lên biến thành một người khổng lồ màu bạc, tóc xanh khoác áo choàng, miệng hổ mắt trâu cao hơn 10 trượng. Hai cánh tay gã chợt vung lên liền biến thành vô số quyền ảnh cực lớn, điên cuồng lao về phía cái ấn màu máu mỗi một quyền đánh ra đều khiến không trung phát ra tiếng nổ như sấm phảng phất mỗi